Chương 2446, bao vây giết hết. Mẹ nó, không phải đã đồng ý cùng đi sao? Một trong tứ đại hộ pháp, Mã Thạch tức giận đến đỏ mắt, tuy nhiên, thấy giáo chủ chạy liều mạng sau Diệp Phàm, đương nhiên Mã Thạch cũng không chậm, chạy ngay theo phía sau. Tuy nhiên, có mấy người tín đồ của A Tam độc giáo chậm chân hơn một chút bị Sử Vô Đoan xé thành từng mảnh nhỏ. Máu thịt hòa lẫn vào nhau, mùi máu tanh bay khắp nơi làm người đứng gần đó có thể bị nghẹt thở. Mọi người chạy tới phía cái cầu xích sắt đối diện, tuy nhiên, trường lực của Sử Vô Đoan cắt qua không khí lập tức đập tới. Mọi người không có cách nào khác, đành phải xoay người cùng nhau hợp lực để chống lại. 20 người cùng một lúc xuất trưởng hướng về phía vách tường, một đám mắt sáng quắc. Bọn Diệp Phàm còn khá hơn một chút, sớm biết được người này rất lợi hại. Còn những người của Tam Độc Giáo chưa lĩnh giáo qua sự lợi hại của Sử Vô Đoan thì đều sợ mất mật. Đây là công lực gì vậy? Đúng vào lúc này, lại một tiếng nữa vang lên. Một quả lựu đạn hỏa tiễn bắn về phía Sử Vô Đoan, lão già này thật là lợi hại, không những tránh được. Hơn nữa, trường kia vừa xuất, không ngờ làm lựu đạn hỏa tiễn xoay chuyển quay ngược lại. Bọn Diệp Phàm sợ tới mức tất cả đều xuất trưởng hướng vào lựu đạn hỏa tiễn. May mắn tốc độ trưởng lực của Diệp Phàm nhanh hơn, va chạm với đạn hỏa tiễn nổ tung ở giữa. Lập tức, sơn động lung lay, cơ bản Sử Vô Đoan cũng không sợ, phóng người tiếp tục tấn công. Giờ phút này Tông Vô Thu cũng không cố, lấy từ trên người hơn 10 viên độc cầu màu đen ném lên trời công kích về phía Sử Vô Đoan. Bên này Xa Nhất Đao cũng trưởng một trưởng lên không trung đẩy độc cầu. Lúc này sẽ phải thật sự đoàn kết. Bằng không, tất cả mọi người đều phải chết. Trong lòng mọi người đều hiểu được, thành lập một liên minh cộng đồng lâm thời chống lại Sử Vô Đoan. Cạc cạc, độc cầu nổ trên không trung. Tức khắc, ở bên trong động mù mịt khói có thể sặc chết người. Đúng lúc này, Diệp Phàm đoạt được một ống phóng tên lửa. Hung hăng bắn về phía Sử Vô Đoan, mà Sử Vô Đoan đang huy động trưởng để dọn sạch khói độc. Thấy đạn hỏa tiễn phóng tới, lần này không còn kịp nữa rồi, liền hết sức đánh một trưởng về phía mọi người. Chui đầu xuống không ngờ chui vào đúng mạch nước ngầm. Xem ra, Sử Vô Đoan cũng không dám dùng thân thể của mình để thử uy lực dũng mãnh của đạn hỏa tiễn. Lại một tiếng nổ ầm vang lên, trong không trung bay lên một đôi cánh làm từ da rắn của Sử Vô Đoan. Diệp Phàm khẩn trương chạy bứt lên, Tông Vô Thu cũng không chậm, theo sát ở phía sau, không lâu sau mọi người liền thấy được cửa ra. Để mạng lại đi, tiếng của Sử Vô Đoan gầm gừ phía sau, cánh tay lão ta cũng bị thương rồi. Đương nhiên là Diệp Phàm phóng ra đạn hỏa tiễn chúng vào tay lão ta. Một trận âm phong phía sau tới. Diệp Phàm chạy ra khỏi động đầu tiên, vọt tới bên ngoài Tử Lang Hoa. Không được nổ súng, Tông Vô Thu kêu to, mọi người cuộn tròn vào lăn ra ngoài động. Tuy nhiên, cuối cùng hai giáo đồ không chạy trốn được, mà ngay cả con rắn yêu quý Tha Hồng há miệng định cắn Sử Vô Đoan, không ngờ bị Sử Vô Đoan nắm trong tay xé thành hai đoạn. Hương vị con rắn này cũng không tồi. Trước mặt mọi người Sử Vô Đoan đưa rắn Tha Hồng lên cắn một miếng, không ngờ sau đó nuốt một phần của con rắn, mọi người nhìn thấy chân tay đều run lật bật. Tiến công, Diệp Phàm kêu lên, các tay súng mặc kệ là ai ra lệnh. Tất cả đều hướng Sử Vô Đoan mà bắn. Lão già này cũng tương đối quỷ quyệt, vọt hướng vào giữa vách đá. Toàn bộ đạn đều đi theo tới đó. Mang toàn bộ hỏa tiến tới, ném lựu đạn, làm động nổ tung động, Tông Vô Thu cũng không kịp nghĩ nhiều. Nếu để lão già này ra khỏi động thì mọi người ở trong giáo Tam Độc hôm này phỏng chừng đều bị game over rồi. Năm ống hỏa tiễn nhắm ngay cửa động để bắn, mà lựu đạn cùng với độc cầu đều đi theo hướng cửa động vào. Tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng, cũng không biết được nổ như vậy có làm tổn thương được Sử Vô Đoan không. Dù sao động cũng bị sụp hoàn toàn, tuy nhiên, Diệp Phàm biết được chắc chắn Sử Vô Đoan sẽ bị thương. Cho dù trình độ của lão ta có cao đến mấy, nhưng cũng không thể đối mặt trực tiếp với đạn hỏa tiễn được. Có chết hay không Diệp Phàm cũng chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, tín đồ Tam Độc Giáo cũng không dừng lại, vẫn hướng cửa động liên tiếp bắn vào. Lại một tiếng nổ nữa. Cậu nhóc, cậu đùa giỡn hơi quá rồi đó, Tông Vô Thu giọng đầy giận dữ, bởi vì, cánh tay bị, can thương, của Diệp Phàm làm trọng thương của ông ta đang chảy máu. Mà Xa Nhất Đao cưỡi trên lưng Xa Thiên cũng không chậm, song trưởng đánh tới. Một trưởng mà Tông Vô Thu công kích Diệp Phàm đành phải quay tấn công lại Xa Nhất Đao. Xông lên, Diệp Phàm mở đường ở phía trước, bước ra một chút khí lực cuối cùng, can tương xoay tròn, chỉ cảm thấy ánh sáng và hình ảnh, tất cả những người phía trước bị đâm vào đều ngã xuống. Rốt cuộc mọi người mở một đường máu để xông ra ngoài. Lúc này toàn bộ cao thủ giáo Tam Độc muốn đuổi theo. Tuy nhiên, Tông Vô Thu kêu lên, cứ để cho bọn họ đi, chúng ta phải xử lý xong lão già kia mới được.
đem độc khí đến đây, bắn vào phía trong động, đám người của Diệp Phàm không diệt được Tam Độc Giáo, còn người bất tử ở trong động lại có thể diệt được Tam Độc Giáo. Tông Vô Thu cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng lựa chọn chỉ cử một nhóm người công kích Diệp Phàm. Phần lớn lực lượng còn lại ở lại cửa động, đám người của Diệp Phàm chạy một mạch vào trong rừng cây, đến khi không còn thấy hố độc mới dừng lại được. Tạm thời nghỉ ngơi một chút đã, mọi người ăn một chút đi rồi chuẩn bị phá vây. Tôi nghĩ, Tông Vô Thu cũng bị thương, tạm thời chắc Tông Vô Thu không bận tâm đến chúng ta đâu. Diệp Phàm nói, tất cả mọi người ngồi xuống để ăn. Đúng lúc này, đột nhiên Vương Nhân Bàng kêu lên, không được rồi, không thấy cậu Lam đâu cả. Gì cơ, anh ta không đuổi kịp sao? Diệp Phàm quay đầu lại sợ hãi tìm kiếm, không nhìn thấy Lam Tồn Quân ở đâu. Vừa rồi tất cả mọi người đều vội vàng chạy thoát thân, không biết được người nào không thể đuổi kịp. Chẳng lẽ là bị bọn chúng giết chết rồi, không thể như thế được. Thiên Thông kêu lên, Sa Tiền Bối, nghỉ ngơi xong ông khẩn trương cùng mọi người bí mật quay về thành phố Pa Gian. Tôi quay lại tìm Lam Tồn Quân. Diệp Phàm quyết định, không được, anh Diệp, anh không thể đi một mình như thế được. Sa Thiên kêu lên, không thể đi, anh đi là sẽ chết đó. Thiếu chút nữa là Tài Nhã khóc. Không ngờ sau tình một đêm với Diệp Phàm, đã có một chút cảm tình với hắn. Có lẽ là Diệp Phàm cũng là người tương đối thu hút. Tôi với anh cùng đi, ba anh em chúng ta có chết cũng phải chết cùng nhau, Vương Nhân Bàng không hề nghĩ ngợi nói. Anh không thể đi được, không thể tưởng tượng được Vương Nhân Bàng vừa nói xong Tài Thanh đã phản ứng ngay, đúng là cô gái cũng đã nhen lên ngọn lửa tình đầu với Nhân Bàng huynh. Không phải nói nữa, tôi và Nhân Bàng sẽ cùng đi. Mọi người đi theo Sa Tiền Bối rút khỏi đây đi. Thiên Thông, cậu trợ giúp cho Sa Tiền Bối. Bất cứ ai ở đây không quay lại thành phố Pa Gian Diệp Phàm tôi sẽ giết ngay lập tức. Diệp Phàm nhìn Thiên Thông hạ lệnh. Không thành vấn đề, có Thiên Thông ở đây thì mọi người sẽ sống, Thiên Thông nói. Lúc này vẻ mặt anh ta rất nghiêm chỉnh, không giống như mọi ngày là một tên hám lợi chỉ chọn lấy việc nhẹ. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng lặng lẽ về trong miếu. Hang ổ của Tam Độc Giáo cũng không nhỏ, đi đâu tìm đây? Vương Nhân Bàng cau mày. Hay là đến chỗ cũ tìm kiếm, không chừng còn có thể phát hiện ra manh mối. Diệp Phàm nói, đến chỗ đó, ý của anh là đến cửa động xà quật để tìm kiếm. Vương Nhân Bàng hỏi, chỉ có thể như vậy thôi, Tồn Quân mất tích khi chúng ta bắt đầu tấn công phá vây. Đoán chừng là lúc đó rất hỗn loạn, hơn nữa khói độc bay khắp nơi, có thể Tồn Quân đã bị mất phương hướng. Ôi, lúc đó trong lòng tôi chỉ nghĩ đến mở đường thôi. Chủ quan rồi, đương nhiên, bây giờ quay lại thì quá nguy hiểm. Đến lúc đó, một khi bị Tông Vô Thu phát hiện, chắc chúng ta sẽ khó có thể về được. Diệp Phàm nói, chắc chắn là sẽ nguy hiểm, tuy nhiên, không còn cách nào khác cả. Chỉ có thể làm như vậy, nếu cậu Lam mất tích ở bên kia, khẳng định là có thể tìm ra dấu vết. Cho dù anh ta có chết chúng ta cũng phải đem thi thể trở về nước. Bằng không, cả đời này trong lòng Vương Nhân Bàng tôi cũng không yên. Vương Nhân Bàng nói, trong lời nói lộ ra sự đau buồn. Chúng ta cứ hành sự theo hoàn cảnh đi, tôi nghĩ, Tông Vô Thu đang bị thương rất nặng, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Việc này cũng làm cho Tam Độc Giáo đại loạn rồi, chúng ta cũng góp một phần nhỏ. Huống chi, chỉ cần không phải là Tông Vô Thu phát hiện, còn những người khác tôi cũng không lo lắng cho lắm. Đánh không lại thì chắc chắn vẫn còn cơ hội chạy trốn. Diệp Phàm tin tưởng tuyệt đối. Hai người không nói thêm gì nữa, một người đi trước một người đi sau phối hợp với nhau đi về hướng dược viên. Bởi vì con đường nhỏ này cũng khá quen thuộc, cho nên, không lâu sau, hai người đã len lén trở lại dược viên. Bất ngờ phát hiện bên ngoài dược viên không có ai trông coi. Có ai ở đây không? Vương Nhân Bàng nhỏ giọng nói. Không biết là bọn họ bỏ chạy hay là đang nghỉ ngơi nữa. Chắc Tông Vô Thu nghĩ là chúng ta đã chạy trốn ra khỏi thôn rồi. Khả năng không còn ở miếu nữa, mà Sửu Vô Đoan lại không ra được, cho nên, chỉ cần tăng cường lực lượng gác ở cửa động xà quật là được rồi. Diệp Phàm nói, hai người nhẹ nhàng đột nhập vào bên trong dược viên. Không biết mấy cây sâm có tuổi thập niên có còn hay không, nếu còn, chúng ta sẽ nhổ chúng. Không mò thì làm sao biết được, dù sao ăn cũng ngon hơn đại la. Lúc này mà Vương Nhân Bàng vẫn còn nhớ đến chuyện này. Thiếu chút nữa Diệp Phàm muốn điên lên, liếc mắt nhìn một cái. Anh tôi tham lam như vậy đúng không, thật ra, bây giờ chúng ta còn chưa trở về Trung Hoa. Đi một quãng đường dài như vậy cần phải bổ sung thể lực. Ăn một miếng nhân sâm mấy chục tuổi có thể bổ sung thể lực rất tốt. Vương Nhân Bàng nói, kể ra cũng có lý, chúng ta đi tới đó nhổ đi. Diệp Phàm gật gật đầu, hai người lặng lẽ đi tới xà quật.
Trên đường đi có gặp vài tín đồ Tam Đốc giáo, tuy nhiên, trình độ của bọn họ quá thấp. Căn bản hai người cũng không phải mất chút khí lực nào cũng giải quyết được. Vận may của hai người không phải bình thường, không ngờ lại phát hiện ra một chỗ khác có thể nhổ sâm già ở đây. Hai người bất chấp tất cả nhổ củ lớn củ bé cho vào ba lô. Nghe nói sâm già đều là do các vị tổ tông của Tam Độc giáo sau khi phát hiện ra mang về trống. Trong này đều là sâm mấy chục năm thậm chí còn trên trăm năm. Bình thường tông vô thu cũng không nỡ nhổ ăn, muốn giữ lại đến khi cần bổ sung năng lượng lớn mới dùng. Lần này hai người này đã lấy hết, không biết sau khi tông vô thu biết được có tức đến hộc máu ra không. Hai người này đã phá đi tất cả, không còn chỗ nào để nhét hai người dùng chân dẫm lên nát hết. Một lúc sau, hai người chỉ còn cách hầm xà quật khoảng chừng 200 thước, cầm kính viễn vọng lên nhìn. Mẹ, tất cả đều ở đây, quái thật. Vừa nhìn thấy, Vương Nhân Bàng giật mình, thiếu chút nữa kính viễn vọng rơi xuống đất. Chương 2447, lão hìa bất tử kia đánh cũng không chết. Quái, chẳng lẽ tông vô thu không biết mệt, anh xem kìa, ông ta vẫn còn đứng ở hiện trường. Bọn họ đang làm gì đó, anh nhìn cửa hang xà quật một chút đi, hình như bọn họ đang đứng canh gác rất đông thì phải. Đúng rồi, chẳng lẽ bọn chúng muốn phong tỏa hang động này? Tuy nhiên, nếu cứ như vậy thì giáo Tam Độc có thể gặp nhiều đau đớn hơn. Mà Sửu Vô Đoan cũng sẽ không chết ngay, lúc này Tam Độc giáo muốn đề phòng, khác nào bom không hẹn giờ. Diệp Phàm nói, nếu đổi lại là tôi và anh chắc cũng chỉ có thể như thế, không dám tiến vào vì không đánh lại được lão ta. Thả lão ta ra chắc toàn bộ Tam Độc giáo sẽ phải dừng trò chơi rồi. Cho nên, giải quyết dứt điểm Sửu Vô Đoan còn quan trọng hơn nhiều so với việc giải quyết chúng ta. Tuy nhiên, nếu cho chúng ta chạy trốn chắc sau này căn cứ của Tam Độc giáo phải thay đổi một lần nữa. Vương Nhân Bàng nói, không xong rồi giáo chủ ơi, phía trái hang động đột nhiên có một tiếng vang lớn, hơn nữa lại còn có vẻ như rung lên sắp vỡ lúc này, một tín đồ Tam Độc giáo đứng ở phía phải xà quật có chút hoang mang kêu lên. Sao lại thế này, Tông Vô Thu khẩn trương dẫn người tới. Không được rồi. Trong này chẳng lẽ có kiểu sườn động nhỏ hay kẽ hở nham thạch mà chúng ta không phát hiện ra? Hiện tại lão già kia đã phát hiện ra và đánh xuyên qua chúng. Tông Phù Phong nói, hình như là trước kia có khe hở như vậy, nhưng mà đã dùng tảng đá để chắn rồi. Đại trưởng lão Tông Minh Thiên nói, toàn bộ chúng ta sẽ canh gác ở đây, lão già kia ló đầu ra là chúng ta đánh luôn, đánh chết lão ta, vẻ mặt Tông Vô Thu buồn rầu ra lệnh. Bên này, hơn 10 cây súng được điều tới, cùng mấy chục cái cung nỏ. Đạn hỏa tiễn còn 3 quả, toàn bộ nhắm hướng vào chỗ khe hở. Ầm ầm, Tông Vô Thu vừa nói xong, Sửu Vô Đoan liền mở ra. Tuy nhiên, Sửu Vô Đoan không ló đầu ra, thứ bay ra trước đều là đá, rất nhiều đá từ bên trong bay ra như mưa. Nhất thời chưa kịp phòng bị, nên nhóm cung tên bị đá nện vào chết mười mấy người. Lập tức tại hiện trường máu thịt lẫn lộn vào nhau. Đánh, Tông Vô Thu tức giận đến nỗi môi còn run lên. Tiếng đạn vang lên, không lâu, rắn trong động bò ra. Không hiểu được Sử Vô Đoan dùng biện pháp gì mà có thể đuổi được rắn xà quật ra ngoài. Toàn bộ theo khe hở của núi đi ra. Trong lòng Tông Vô Thu đang rỉ máu, tuy nhiên, không có biện pháp nào khác, cho dù chính mình đã nuôi dưỡng chúng cũng phải tự tay giết chúng. Sau hơn 10 phút chiến đấu giằng co, phỏng chừng phải có không dưới chục ngàn con rắn bị giết, đúng lúc này, một khối đá rất lớn đập từ trong động đi ra. Tốc độ rất nhanh, mau tránh ra, Tông Phù Phong kêu lên. Bắn, lão già này ở phía sau tảng đá, mắt Tông Vô Thu nhìn rất nhanh, hét lớn. Song trưởng hướng tới tấn công tảng đá. Hỏa tiễn được huy động, dùng hỏa tiễn bắn liên tiếp. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tảng đá lớn nổ tung. Tuy nhiên, trong khói xương hiện ra một bóng người bị ngã xuống mặt đất. Diệp Phàm phát hiện, đúng là lão già Sử Vô Đoan rồi. Hình như là bị trọng thương, đầu bù phát ra. Mặt sưng phù giống như đầu heo, toàn thân máu chảy, cũng không hiểu được là máu người hay là máu rắn nữa. Đám người Tông Vô Thu không muốn sống vây quanh lại. Sử Vô Đoan đúng thật là một kẻ địch mạnh bất tử, không ngờ bay lên trời chừng 7-8 mét. Tốc độ của lão già này rất nhanh, một cái tát về phía Tông Vô Thu. Mặt đất như cùng cộng hưởng, Tông Vô Thu là cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn không ngờ không thể tránh được, bị bay lên cao hơn 10 mét rồi ngã xuống, một nửa người bị ngã vào trong khóm hoa tử lang. Giáo chủ, lúc này, một người mặc quần áo đen từ bên ngoài xông tới. Người này hung hãn không sợ chết, tốc độ cũng không chậm, không ngờ đã ở phía sau ôm lấy Sử Vô Đoan. Sử Vô Đoan nóng nảy, huých khuỷu tay về phía sau một cái, quai hàm của người mặc áo đen lập tức rơi xuống.
rõ ràng đã bị Sử Vô Đoan đánh vào trúng mặt rơi xuống đất, lập tức, mặt chảy đầy máu. Tuy nhiên, tên kia rất ngoan cường nghinh, không sợ chết ôm lấy không rời. Tay Tông Vô Thu xoay tròn rồi bắn ra hơn 10 viên độc cầu. Ánh mắt Tông Vô Thu nhanh chóng chuyển sang máu tím. Lúc này, Tông Vô Thu liều mình dùng bí thuật của A Tam độc giáo, tập trung toàn bộ nội khí và độc khí trên lòng bàn tay. Giáo chủ chạy mau, người da đen hét to một tiếng, đột nhiên thân thể chấn động, theo độc cầu nổ tung. Lập tức, máu tung lên như mưa khắp trời. Mẹ, chẳng lẽ đó chính là, tự nổ, được nói trong truyền thuyết, Vương Nhân Bàng lau mắt, thiếu chút nữa rơi cả con ngươi. Đúng rồi, Diệp Phàm nói, tôi nghe ông nội nói người có thể tự nổ như thế phải là cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn mới có thể làm được. Nội khí trong cơ thể của cao thủ kiểu này sau khi chịu áp lực cao, bị ép lại chấn động đan điền, cuối cùng không chịu nổi khí ép sẽ xuất hiện sốt cao rồi tự nổ. Cao thủ thập nhị đẳng tự nổ sinh ra năng lượng không kém một quả bom có chứa đến 5-600 cây di thuốc nổ. Ừ, anh thấy chưa, nó làm xuất hiện một hố to khoảng 40 thước trên mặt đất. Tuy nhiên, người da đen kia là ai, làm sao có thể tình nguyện tự nổ chứ? Diệp Phàm nói, rốt cục Sử Vô Đoan chết rồi, mẹ, lão già bất tử đấy, 130 tuổi rồi còn chưa chết. Vương Nhân Bàng mắng, phỏng trừng Tông Vô Thu chỉ còn lại nửa cái mạng thôi, anh xem. Ông ta đứng còn không vững kìa. 130 tuổi, tôi nghĩ chưa đến đâu. Hơn nữa, chết hay chưa chết cũng khó có thể xác định được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Sao anh lại nói như vậy? Vương Nhân Bàng hỏi, Sử Vô Đoan nói mình 130 tuổi, ai biết được ông ta có lừa dối xa nhất đao không? Về việc có chết hay không chết, anh cứ chờ xem sẽ biết. Diệp Phàm nói, vẻ mặt có vẻ thần bí. Bụi bặm cùng với cây cỏ hoa lá bay lên cao hơn 10 mét. Hiện đang dần dần rơi xuống. Ha ha ha, lão già này, rốt cuộc là ông đã chết, chết rất hay, ta nhổ vào, Tông Vô Thu ở bên cạnh vừa cười như điên vừa phun máu về phía cái hố to không biết sau bao nhiêu ở phía trước. Mấy vị trưởng lão cùng các hộ pháp đều đã vây tới. Người đâu, một tín đồ giáo Tam Độc kinh ngạc kêu lên, bởi vì trong hầm không có ai cả. Đã nổ tan xác rồi, mọi người không biết, người da đen đó tên là Tông Đức, ông ta là chú của tôi. Bản thân đã đạt đến thập nhị đẳng đại viên mãn, chỉ có điều ông ấy nói mình già rồi, không thể đạt được trình độ cao hơn. Hơn nữa, ông ta đã 120 tuổi, toàn thân đều nhuộm độc thành màu đen. Ông ta cùng thời với Tử Đô ở Tổ Miếu, tuy nhiên, gần đây ông ta tự biết sắp có đại nạn, vẫn nói với ta điều này từ lâu rồi. Cho nên, lần này ông ấy mới tự nổ. Việc nổ này, ai mà thoát được, ngay cả là người đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết cũng không được. Ôi, chú! Chú đi may mắn nhé, Tông Vô Thu có chút bi thương nói, không ngờ quỳ hai chân xuống. Các tín đồ giáo Tam Độc khác nhìn thấy cũng quỳ xuống theo. Mang rượu tới đây, chú ta thích rượu, giọng Tông Vô Thu khàn khàn kêu lên. Giáo chủ, nghe nói đám người trẻ tuổi kia còn chưa chạy ra khỏi thôn. Phỏng chừng bây giờ còn đang trốn ở chỗ nào đó. Chúng ta có phải khẩn trương đi bắt diệt bọn chúng không? Lúc này, hộ pháp Mã Thạch hỏi, cút sang một bên đi, mang rượu tới đây đi. Ta muốn tế bái chú của ta. Bọn chúng là cái thá gì chứ? Tông Vô Thu giận dữ, quăng một cái tát khiến Mã Thạch ngã ra xa hơn 10 mét miệng phun đầy máu ra. Phải biết Tông Vô Thu là một người vui buồn thất thường. Rượu đây rồi, đây là rượu ông cất vào hầm 20 năm đó ạ. Lúc này, hai tín đồ đang cầm hai vò rượu đi đến. Chú đi thong thả nhé. Tông Vô Thu mở vò rượu ra, mùi thơm bay khắp nơi. Vương Nhân Bàng đứng cách xa hơn 20 thước cũng không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. Mang đến đây, đúng lúc này, dưới hố truyền đến một âm thanh khàn khàn, đám người Tông Vô Thu sợ đến mức bắn lên, tất cả đều công kích về phía hầm. Tuy nhiên, cũng đã chậm, Sử Vô Đoan trên người toàn máu đã bay vọt ra ngoài. Hai chân đứng trên tảng đá, ba ba ba, Tông Vô Thu cùng với tứ đại trưởng lão Tam Độc giáo, còn một vài cao thủ đều bị đá một cái. Mọi người đều bị đá te lăn quay trong hầm, kỳ lạ là Sử Vô Đoan cũng không ở lại, vẫy tay thoáng một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Đáng tiếc, lão Sử cũng không có can đảm, lẽ ra nhân cơ hội này giải quyết toàn bộ mới đúng. Vương Nhân Bàng bóp cổ tay thở dài. Lão Sử cũng không được, anh thấy chưa, ông ta đã ở đây chống đỡ mạnh mẽ. Phỏng chừng chỉ một lúc nữa toàn bộ đám người Tông Vô Thu lại đi lên, chắc là lão Sử thực sự sẽ bị chôn vùi ở trong này. Dù sao uy lực đạn hỏa tiễn vừa rồi cũng không nhỏ, tôi đoán là, lão Sử chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Diệp Phàm nói, lão già này thật là lợi hại. Mẹ, nghe nói lão già đó trình độ chỉ đạt một nửa như trong truyền thuyết. Không đạt được toàn bộ,
không biết người đạt đến đỉnh cao của truyền thuyết sẽ lợi hại đến mức độ nào nữa. Vương Nhân Bàng không khỏi run rẩy. Không lâu, toàn bộ đám người Tông Vô Thu lên hố. Tuy nhiên, Tông Vô Thu bị trọng thương, đành để các tín đồ ở dưới xử lý hậu sự, mang toàn bộ người đi theo. Phỏng chừng tất cả đều di chuyển đến nơi nào đó để dưỡng thương. Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng lặng lẽ ở dược viên tìm kiếm. Anh xem, đây không phải là đồ vật của cậu Lam đó sao? Diệp Phàm chỉ vào một bụi thuốc màu đỏ tươi nói. Đúng rồi, chính là của cậu Lam. Bình thường vẫn đeo trên cổ, xong rồi, ngọc bội trên cổ đều ném lại ở đây, chẳng nhẽ cậu Lam, Vương Nhân Bàng lạnh cả người nói. Quái, dược thảo màu đỏ này sao lại vừa ngửi một chút đã rất hưng phấn, anh có thấy như thế không? Diệp Phàm hỏi, còn khịt khịt mũi. Hơn nữa, mắt còn vô tình liếc nhìn dưới háng Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng vừa nghe, cũng không hiểu cho lắm, cảm thấy ánh mắt của Diệp Phàm có chút quái dị, vì thế khẩn trương hít sâu một hơi. Lập tức, mặt anh ta ngượng đến đỏ bừng, nhìn nhìn dưới háng, nói, tệ thật, chẳng lẽ chính là loại cây cỏ xuân dược trong truyền thuyết? Nhất định là có chút tác dụng. Anh xem, tôi hít sâu một chút, đồ chơi dưới háng thiếu chút nữa thành kim cô bổng. Chẳng lẽ là cậu Lam sau khi bị thất lạc, liền vô tình đâm vào đây, sau đó chúng độc tình này hả? Diệp Phàm nói, tôi nghĩ là vậy, nhất định là vậy, sau khi chúng ta chúng độc cảm thấy toàn thân nóng lên, không khác gì động vật phát dục. Đến lúc nóng không chịu được thì phải tìm vật cái để giải quyết rồi. Bằng không, thân thể sẽ bị thương tổn rất lớn, thậm chí sẽ trở thành người điên cuồng. Mà loại độc tình này đặc biệt lợi hại, đây chính là do cao thủ dùng độc Tông Vô Thu tạo ra. Lẽ nào viên ngọc bội của cậu Lam lại rơi ở đây, hẳn là nóng đến chịu không nổi nữa phải đi tìm chỗ để giải phóng. Vương Nhân Bàng nói. Chương 2448, đang sung sướng. Có lý, chúng ta khẩn trương tìm xem có dấu chân không. Diệp Phàm nói, triển khai dò xét, không lâu, quả nhiên phát hiện có một sợi tơ hồng gắn vào phía trên dấu chân của Lam Tồn Quân. Diệp Phàm phát hiện, radar sinh vật được hình thành bởi mắt ưng của mình không khác mấy mũi chó. Hoàn toàn có thể dựa vào đồ vật hoặc đặc thù dấu tích người nào đó để lại tại hiện trường, sau đó ghi nhớ lại, rồi dựa vào đặc điểm này mà dò tìm theo. Diệp Phàm tiện tay bẻ lấy cây thôi tình nhét vào trong ba lô. Diệp Phàm cậu lấy về muốn làm xuân cung hoàn à? Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng. Ha ha, loại cây này đối với đàn ông mà nói đúng là một thứ đồ tốt, anh có tiền cũng không mua được. Long sĩ đầu hoàn, mà anh vĩ làm so với cái này, chẳng là cái rắm gì. Diệp Phàm cười khan một tiếng, chuyên tâm tìm kiếm trên đường phía trước. Chuyên môn của Vương Nhân Bàng là cảnh giới, lúc này nếu như toàn bộ cao thủ tam độc giáo trốn ở đâu đó để dưỡng thương, anh có thể bình tĩnh tìm người rồi. Rẽ vào mấy phòng, xuất hiện trước mắt một phòng tương đối tinh xảo. Vương Bàng nhẹ nhàng và khéo léo mở cửa đi vào, phát hiện dưới mặt đất có mấy thi thể. Diệp Phàm quan sát một hồi. Loáng thoáng nghe được một chút âm thanh rên rỉ, không phải là đang làm chuyện gì tốt đó chứ. Diệp Phàm thầm thì một câu, cùng Vương Nhân Bàng lặng lẽ đi vào. Quả nhiên, tiếng rên càng lúc càng lớn. Vừa nghe, không phải là tiếng Lam Tồn Quân vừa giống lên đó sao, đương nhiên, trong đó còn có cả tiếng kêu thảm thiết của một cô gái. Choáng nha, chúng ta vì anh ta mà lo lắng hãi hùng đấy, không ngờ gặp anh ta phong lưu khoái hoạt. Vương Nhân Bàng thấy xấu hổ, hai người nhẹ nhàng mở cửa sổ nhìn. Trong phòng lại có tới hai cô gái, tuy nhiên, hình như chỉ gây choáng, cũng không có máu tươi chảy ra. Mà trên chiếc giường tinh xảo, giờ phút này toàn thân đồng chí Lam Tồn Quân đang trần truồng, ra sức làm cái việc của loài người nguyên thủy. Người đúng là đồ cầm thú, xúc vật, khốn khiếp, trên giường một cô gái không rõ khuôn mặt đang lớn tiếng mắng chửi, mà lại nói tiếng Anh. Cổ họng cô khàn khàn kêu, tay chân đá lung tung, Diệp Phàm dùng nhãn lực mạnh để nhìn. Thầm nói, đúng là cậu ta đang ra sức. Đừng làm cô gái kia chết là được. Cô gái kia kêu rất thảm rồi, cậu ta, không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào cả, chúng ta khẩn trương ngăn lại đi. Vương Nhân Bàng chau mày, nhìn giường đầy máu tươi, nói. Đừng động, để cậu ta giải phóng xong đã. Bằng không, độc tình trong người sẽ làm anh ta phát điên đấy. Diệp Phàm kéo Vương Nhân Bàng nói. Cái này, tôi nhất thời hồ đồ rồi, thật ra đã quên. Vương Nhân Bàng hơi ngượng ngùng. Nhìn nhìn bên trong nói, cậu ta đúng thật là giết người, người bên cạnh ngã xuống đất chắc là A Hoàn. Không ngờ cậu ta lại làm như vậy, người nằm trên giường chắc là chủ rồi. Con người mà, khi mơ hồ cũng biết chọn gái xinh đúng không? Diệp Phàm cười khan một tiếng, đợi chừng nửa giờ sau hình như Lam Tồn Quân cũng đã mệt mỏi. Anh ta thở như trâu,
mồ hôi trên người đổ ra như mưa, lập tức từ trên giường ngã xuống mặt đất. Cô gái kia ngồi phịch ở trên giường, không nói nổi gì. Hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Diệp Phàm tiện tay khẽ động, bí mật ném cái chăn để che cơ thể cho cô gái. Quay người, vội vàng vận nội khí khơi thông cho Lam Tồn Quân. Còn Vương Nhân Bàng cũng vội vàng lấy nhân sâm vài chục tuổi bóp lấy nước cho vào mồm Lam Tồn Quân. Tôi bị làm sao vậy? Mấy phút sau, hình như Lam Tồn Quân đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, hỏi. Cậu bị trúng độc thôi tình, cho nên, đã làm như vậy. Diệp Phàm chỉ cô gái ngồi trên giường. Cái này, tôi, mặt Lam Tồn Quân đỏ bừng, cúi đầu xuống, không dám nhìn cô gái đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Xin lỗi, rất xin lỗi, Lam Tồn Quân ấp úng nói. Tôi mong cho anh chết đi, đồ xúc sinh, cô gái kia hình như có thêm chút sức lực, ôm chăn ngồi dậy mắng. Mau mặc quần áo vào đi, Diệp Phàm nói, mặc cái gì, toàn bộ quần áo thành rẻ rách hết rồi. Hình như khí lực của đồng chí Lam không hề nhỏ. Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng, đi ra chỗ tủ quần áo lấy hai bộ quần áo ném đến tận giường. Cô gái mặc qua quýt sau đó đi đến chỗ Lam Tồn Quân, vừa cắn vừa đá. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, để cho cô gái giải tỏa một chút, hơn nữa, trong lòng Lam Tồn Quân cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Dù sao anh ta cũng là cao thủ bát đẳng đá cũng không sao. Cô gái, tôi nhìn cô không giống người Lào, làm sao cô lại đến đây? Diệp Phàm hỏi, các người đều giống nhau hết, tất cả đều là đồ xúc sinh, cầm thú, cô gái mắng. Cô đã hiểu lầm rồi, vừa rồi anh ta đến dược viên và bị trúng độc tình. Một khi độc tính của nó phát tác, cả người sẽ tự động nảy sinh nhu cầu, vừa rồi anh ta làm gì đến giờ cũng không nhớ được. Cô gái, chúng tôi là người Hoa, đến Tam Độc Giáo để cứu người đấy. Tôi nhìn cô hẳn không phải là người Lào, có phải là cô cũng bị Tông Vô Thu bắt tới đây đúng không? Diệp Phàm hỏi. Cô gái khóc một hồi, nói, tôi không phải là người ở đây, tôi là người Pháp. Tông Vô Thù bắt tôi đến đây, muốn tôi lấy ông ta. Nhưng tôi không chịu, lấy cái chết ra để đe dọa. Tông Vô Thù đành chịu thua, tôi đến đây cũng được hơn nửa năm rồi. Không thể tưởng tượng được lại bị tên xúc sinh kia làm như vậy. Ngươi là tên khốn khiếp, cô gái vừa mắng vừa hung hăng đá Lam Tồn Quân, anh ta cũng không tránh né, cứng rắn ngồi để đón nhận. Cô gái còn muốn đá nữa. Nhưng bị Vương Nhân Bàng kéo ra. Được rồi, không phải đã nói qua với cô rồi sao, anh ta cũng là người bị hại mà. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Các người là đồ không biết xấu hổ, anh ta chiếm đoạt tôi, anh ta lại là người bị hại sao, tôi mới chính là người bị hại đây, cô gái đối đáp trả lại. Đủ chưa, cô còn nói tiếp chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Diệp Phàm hừ nói, quả nhiên cô gái sợ tới mức không dám nói thêm câu nào nữa. Như vậy đi. Chúng tôi có thể cứu cô trở về nước. Anh ta đã vô tình xâm phạm đến cô coi như là huề nhau có được không? Diệp Phàm hỏi, huề nhau, đấy là danh dự cả đời của người con gái, như vậy không công bằng. Cô gái vừa khóc vừa kêu lên, nhưng anh ta đã có vợ rồi, lại không thể lấy thêm thiếp như thời xưa. Nếu cô thích lằng nhằng, chúng tôi thật không thể giúp cô được rồi. Cô thích thế nào cứ làm thế, tôi nghĩ, Tông Vô Thu sẽ không ôn nhu với cô như vậy đâu. Diệp Phàm nói. Tông Vô Thu rất lợi hại, các anh không sợ ông ta sao? Cô gái rụt cổ lại nói. Sợ thì có tác dụng không, nhưng, hiện tại ông ta bị thương nặng rồi. Tạm thời không thể đuổi theo chúng tôi được. Diệp Phàm đứng lên, nói, cậu Lam, cậu cõng cô gái này đi. Cô tên là gì? Chu Na, cô gái nói, liếc mắt nhìn Lam Tồn Quân một cái, nói, tôi không cần tên khốn khiếp này cõng, chẳng lẽ cô thích để chúng tôi lợi dụng, dù sao hai người cũng như vậy rồi, có phải không? Vương Nhân Bàng hừ nói, vậy được rồi, Chu Na gật đầu bất đắc dĩ, sau đó, đột nhiên Chu Na nói. Thật ra, sau này tôi mới biết, căn bản là Tông Vô Thu không yên lòng, ông ta có thể yên lòng thì mới là lạ. Lam Tồn Quân ở bên cạnh nói thầm một câu, tôi không nói chuyện với người háo sắc này. Chu Na lại hung hăng trợn mắt lên liếc nhìn đồng chí Lam một cái, khiến cho anh ta cảm thấy có chút buồn bực. Lam Tồn Quân ngoảnh lại. Thấy Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng trên mặt có vẻ rất vui vẻ vì thấy mình gặp họa. Nhìn cái gì, đồng chí Vương Nhân Bàng anh cũng không phải có cái chim tốt đâu. Lam Tồn Quân giận, bột miệng thốt ra. Đồng chí Lam có ý gì đấy, tôi không trêu cũng không chọc anh. Hơn nữa, Vương Nhân Bàng tôi là người nghĩa hiệp, đối với mỹ nữ đều rất thương yêu. Không giống như một số đồng chí không ngờ chơi bá vương ngạnh thượng cung. Xem cậu trở về giải thích thế nào với đại tiểu thư Tô. Đến lúc đó. Hừ hừ, cái miệng của Vương Nhân Bàng tôi thỉnh thoảng không giữ được đâu, hễ mà không giữ mồm được,
nói ra cái gì thì cũng chưa biết được đâu. Không ngờ Vương Nhân Bảng uy hiếp đồng chí Lam, anh uy hiếp tôi, tuy nhiên, tôi không sợ, chỉ có điều, nghe nói có người cũng rất chơi bời. Hơn nữa, về sau còn muốn bội tình bạc nghĩa, kết quả là, bỏ cũng không được, đành phải lấy về nhà. Hiện tại, còn tạo ra cả trẻ con, còn là một bào thai sinh đôi nữa chứ. Lam Tồn Quân châm chọc nói, cậu nói gì thế, việc này, Vương Nhân Bảng giống như bị đạp trúng cái đuôi mèo thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Tạm thời không nói được gì, thực ra, khi đó Tiếu Thập Lục muội ở trong sơn động đó cũng bị đồng chí Vương Nhân Bàng làm như vậy. Khi đó Vương Nhân Bàng tôi bị mê rồi, rốt cuộc Vương Nhân Bàng lại biện lý do, chả khác gì tôi, hơn nữa, tài thanh kia anh phải làm sao, chắc phải nhị cung rồi. Lam Tồn Quân cười khan một tiếng, làm Vương Nhân Bàng giận đến mức nghiến cả răng vào. Quay người lại, anh ta cũng cười khan một tiếng nói, đúng vậy, hai chúng ta như nhau cả. Tuy nhiên, tôi là một người có trách nhiệm, không phải là còn làm cho có thai sinh đôi rồi sao? Còn anh, có phải muốn lấy về làm lẽ không, chơi trò nhà vàng giấu người đẹp đúng không? Anh, đồng chí Lam cũng bị nghẹn thở. Được rồi, đến lúc nào rồi chứ, bọn Thiên Thông còn đang chờ đấy. Các người đều giống nhau hết, cá mè một lứa. Cô Chu, cô còn muốn nói gì nữa không? Diệp Phàm hỏi, sau này tôi mới biết, Tông Vô Thu sai người bắt tôi đến đây không phải vì hám sắc. Mà là đối thủ của gia đình tôi bỏ tiền thuê bọn họ bắt tôi đến đây. Vẻ mặt Chu Na tức giận nói. Âu, nhà cô rất giàu, bằng không, đối thủ của gia đình cô làm sao có thể mời được người của Tam Độc Giáo ra tay. Vương Nhân Bàng hỏi, Hồng Phách Thiên Chân, các anh có nghe nói qua không? Không ngờ Chu Na đắc chí ưỡn ngực cười nói. Chu Na đúng thật là người phụ nữ Pháp điển hình, tóc màu vàng được uốn xoăn sóng to trông khuôn mặt rất tinh tế, hơn nữa dáng người cao gầy. So sánh với Tô Lâm thì mỗi người một vẻ, tràn đầy vẻ đẹp của người nước ngoài. Vừa rồi trong lúc mơ hồ, làm việc, người ta, hiện tại đồng chí Lam đang len lén quan sát cô gái một chút, không thể nhìn được nuốt nước miếng ửng ực. Cậu đúng thật là đang muốn lăng nhăng rồi. Diệp Phàm nhìn thấy rõ ràng, trong lòng khinh thường đồng chí Lam. Hồng Phách Thiên Chân, chẳng lẽ nhà của cô chính là người lãnh đạo tập đoàn này? Mắt Vương Nhân Bàng co lại, cười thủm tỉm, nói tới. Hồng Phách Thiên Chân, quả thực là có danh tiếng, đứng đầu trong giới đồ gia và rượu. Thương hiệu nổi tiếng thế giới, nghe nói giá trị của tập đoàn, Hồng Phách Thiên Chân, lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. So sánh với thương hiệu nổi tiếng như Sunny Matsushita cũng không thua kém là mấy. Mà những người mặc quần áo thương hiệu của Hồng Phách Thiên Chân, phải có thân phận nhất định. Anh nói xem, Chu Na trừng mắt nhìn đồng chí Vương Nhân Bàng tỏ vẻ kinh thường. Ha ha ha, đồng chí Lam, anh phát tài rồi. Đột nhiên Vương Nhân Bàng phá lên cười, lập tức liền tỏ ánh mắt xem thường. Đừng tưởng rằng anh có được Chu Na tôi dễ nhé, anh đừng nằm mơ nhé. Chu Na tôi có chết cũng sẽ không kết bằng hữu với anh đâu. Không thể tưởng tượng Chu Na lại hận đồng chí Lam đến chết. Chương 2449, tự mình ra mặt. Cô tự cho mình là món hàng đúng không? Hồng Phách Thiên Chân thì làm sao chứ? Không phải cũng chỉ là quần áo sao? Bố có thèm vào, cứ nằm mơ đi Chu Na. Nếu không phải trong lúc mê loạn, cô đang nằm trên giường Lam gia tôi cũng không thèm chú ý đến cô đâu. Cô cứ thử hỏi mọi người xem, con trai thứ ba của Tân Môn Lam Tồn Quân tôi là nhân vật thế nào chứ? Ở Trung Hoa, những cô gái khóc muốn lên giường với tôi có mà cả biển người. Cô vẫn tự cho mình là tiên nữ giáng trần sao? Đồng chí Lam cũng tức giận điên lên, nói một đống ra. Anh là tên khốn kiếp, tôi không để yên cho anh đâu, Chu Na tức giận đến mức môi run lên. Chỉ vào Lam Tồn Quân nói không hết lời. Không để yên thì cô sẽ làm gì chứ, tôi sợ cô chắc. Không ngờ Lam Tồn Quân mỉm cười một cách bị ổi. Anh, Chu Na nóng nảy. Được rồi, chúng ta đi mau thôi, sau khi rời khỏi đây các người cứ đấu miệng thoải mái. Diệp Phàm muốn đi khoát tay. Chờ một chút, nếu phải đi, các anh cũng phải kiếm ít đồ rồi hãy đi. Lúc này, không ngờ Chu Na bình tĩnh trở lại, cắn môi nói. Cô có ý gì thế? Lam Tồn Quân hỏi, tôi biết Tông Vô Thu có mấy người vợ, thời gian trước ông ta lục soát cầm trở về một thùng hàng. Nghe nói tất cả đều là đồ tê tê rang sức cổ rất quý báu. Cách đây không xa có một phòng trưng bày, nghe nói còn phải mời siêu sao trong giới kim hoàn đến để xem. Chu Na nói, ở đâu, lập tức đồng chí Vương Nhân Bàng cảm thấy hứng thú hỏi. Chưa từng thấy tiền à, Chu Na liếc mắt nhìn anh ta một cách khinh bỉ, đúng là, dân quê mới như vậy. Đeo cái khuyên tai thôi mà cũng cho mình là người giàu có. Lam Tồn Quân cũng không quên nói một câu với đồng chí Vương Nhân Bàng.
anh đi theo tôi, việc này, tôi vốn cũng không biết nhiều lắm. Các anh thấy không, hai cô gái ở góc phòng chính là người từng hầu hạ Tông Vô Thu lúc trước đấy. Bị tôi moi ra, Chu Na cười cười, Lam Tồn Quân cõng Chu Na trên lưng, ba người men theo đi tới. Hai giáo đồ trình độ tứ đẳng không uy hiếp được Diệp Phàm, liền bị hắn giết chết. Lúc mở hai thùng ra, Diệp Phàm nhìn thấy, run lên. Bởi vì, tất cả đồ trong hòm đều là tinh ngọc và đồ trang sức cổ. Nếu lấy ra bán đấu giá chắc sẽ không dưới 100 triệu. Nhét hòm vào trong ba lô rồi lập tức trở về. Phát hiện thấy đám người xa nhất đao đã rời đi, ba người khẩn trương đi về hướng ngoài rừng cây. Phía trước hai dặm có tiếng nổ lớn truyền đến. Không được rồi, khẩn trương đi thôi, Diệp Phàm kêu lên, liền dùng hổ ưng công, cố không để bại lộ lúc này. Một lúc sau tới chỗ bị nổ tung, phát hiện xa nhất đao cả người đều là máu. Còn mười mấy người của Tam Độc Giáo dưới sự chỉ huy của ba trưởng lão, công kích tàn nhẫn đám người Thiên Thông. Giết chết mấy con rùa các người, Thiên Thông mắt đỏ lên đằng đằng sát khí. Diệp Phàm không nói đến câu thứ hai, sử dụng can tương, bóng vừa chợt lóe lên, rồi một tiếng ầm vang, một nhát đến phía sau đại trưởng lão Tông Minh Thiên, sâu tận xương. Lập tức đối phương bị rối loạn trận tuyến, trước sau đều có địch, xông về phía bọn Diệp Phàm, hơn nữa xa nhất đao liều mình tấn công, rốt cục là mở một đường máu ra khỏi rừng, về phía thôn, căn bản cũng không có nhiều sức để chống cự. Cuối cùng tìm được chiếc xe cất giấu, mọi người lên xe. Tôi phỏng chừng không xong rồi, Diệp công tử, tôi giao Sa Thiên. Ôi, Sa Nhất Đao nói, miệng phun máu. Vì cứu mọi người, ông ấy ta bị thương rất nặng ở bụng. Hiện tại không biết được bên trong thế nào, lại không có biện pháp phẫu thuật. Triệu Thanh Ngọc nói, Diệp Phàm khẩn trương bước ra nội khí, sơ cứu qua cho ông ta. Tiền bối phải sống, tiền bối còn phải đợi để bế cháu đấy. Kiên cường lên một chút. Chúng ta phải sống để trở về. Tiền bối, lúc ở xà quật gian nan như vậy còn có thể sống sót, chẳng lẽ bây giờ chuẩn bị về đến nhà mà không thể kiên trì được sao? Diệp Phàm nói động viên Sa Nhất Đao. Tôi sẽ sống, tôi muốn bế cháu tôi. Sa Nhất Đao chép miệng hôn mê bất tỉnh. Mọi người vội vàng trở về thành phố Pa Gian, sau khi đưa người đến bệnh viện để sơ cứu, vẫn lo lắng người của Tam Độc Giáo tìm đến, nhưng điều kiện chữa bệnh ở thành phố Pa Gian có hạn. Chủ yếu lại lo lắng người của Tam Độc Giáo tìm đến được đây, mọi người đành phải trở về chỗ ở bí mật. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi vào phòng của Sa Nhất Đao. Cậu tìm tôi có việc gì, Diệp công tử, cậu nói đi. Tôi cũng không biết được khi nào thì tôi sẽ chết. Sa Nhất Đao thấy Diệp Phàm chép miệng vài cái rồi lại không nói gì, vì thế nói trước. Tiền bối có nghe nói qua về tổ đặc nhiệm A Trung Hoa không? Diệp Phàm hỏi, chưa nghe nói qua bao giờ, có chuyện gì thế? Sa Nhất Đao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đó là một tổ chức đặc biệt của Trung Hoa, chuyên xử lý nghiệp vụ liên quan đến các vấn đề xã hội. Đương nhiên, cũng có liên quan đến vấn đề an toàn quốc gia. Tiền bối có muốn gia nhập tổ chức này không? Diệp Phàm nói thẳng vào vấn đề, tôi chết lúc nào cũng chưa biết được, viên đạn vẫn còn ở trong bụng của tôi, nói điều này có ích gì đâu chứ. Hơn nữa, tôi ở giữa xà quật này đã ăn thịt rắn uống máu rắn mấy chục năm rồi, trong cơ thể đã tích tụ rất nhiều độc rắn rồi. Chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Hiện tại lại đang bị thương, có thể sống qua ngày mai hay không cũng khó có thể nói được. Sa Nhất Đao nói, có phải tiền bối không thể quên được quê hương không? Tuy nhiên, tôi nghĩ là tiền bối sẽ không trở về được. Sau khi Tông Vô Thu hồi phục nhất định sẽ phái người đi tìm tiền bối. Thiếu chút nữa là Tam Độc Giáo đã tìm ra chúng ta rồi. Thay vì phải trốn tránh, tiền bối hãy gia nhập tổ đặc nhiệm A đi. Đất nước sẽ bảo vệ tiền bối. Hơn nữa, tổ đặc nhiệm A có rất nhiều cao thủ, có tổ chức chuyên nghiên cứu giải độc. Điều quan trọng hơn chính là, hiện tại chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi nguy hiểm. Nếu tiền bối đồng ý gia nhập, tuy tôi không phải là người của tổ đặc nhiệm A, nhưng trước kia là người của tổ, sau khi bị thương mới rút lui ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn liên lạc với bọn họ, nếu tiền bối đồng ý gia nhập, lập tức chúng ta có được sự trợ giúp của bọn họ. Điều này sẽ hỗ trợ rất lớn đối với việc chúng ta có thể an toàn thoát hiểm quay về Trung Hoa. Bằng không, phổ cớ chúng ra xuất binh, bọn họ sẽ không ra tay trợ giúp chúng ta đâu. Nếu chúng ta không thể quay về Trung Hoa, dòng họ Sa của tiền bối chắc chắn sẽ bị tuyệt hậu rồi. Theo tin tình báo rất tin cậy, các tín đồ của Tam Độc Giáo đã đuổi đến thành phố Pa Gian rồi. Diệp Phàm nói, đương nhiên muốn làm cho sự tình trở lên nghiêm trọng một chút. Đối với cao thủ đạt thập nhị đẳng, tuy rằng đi đứng không thuận tiện, nhưng dù gì cũng là thập nhị đẳng. Một khi tổ khoa học năng lượng giúp ông ta chữa khỏi tật ở chân, ông ta thật xứng đáng với cái tên đại cao thủ rồi.
Bọn họ thực sự đồng ý trợ giúp chúng ta. Tuy nhiên, tôi là người Ấn Độ. Bọn họ sẽ tin tưởng chúng tôi không? Sa Nhất Đao băn khoăn. Yên tâm, sau khi gia nhập tổ đặc nhiệm A, ông và đất nước Ấn Độ sẽ không có chút quan hệ nào nữa. Hơn nữa, ông mất tích 30 năm. Chắc hộ khẩu của ông ở bên kia đã sớm bị hủy bỏ rồi. Bây giờ ông chính là một người không có quốc tịch. Diệp Phàm nói, ôi, thôi, tôi gia nhập. Tuy nhiên, nếu tổ đặc nhiệm A có hành động gì liên quan đến quốc gia của tôi sẽ không tham dự. Cái này cậu nói rõ ràng với bọn họ, tuy nói là tôi đã rời khỏi Ấn Độ 30 năm nay, nhưng dù sao đó cũng là nơi sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Hạ thủ ở đó tôi không làm được, đương nhiên, các cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ không ngăn cản. Sa Nhất Đao nói, được, trong lòng Diệp Phàm mừng rỡ, sau khi rời khỏi đây hắn lập tức rút điện thoại gọi thông báo cho đồng chí Cung Khai Hà. Đem chuyện của Sa Nhất Đao nói ra, ông ta thật sự là cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn. Giọng điệu đồng chí Cung có chút run rẩy, xem ra, lão già cũng không bình tĩnh được rồi. Dù sao, thực lực của Sa Nhất Đao cũng thật đáng sợ. Nếu như có thể sát nhập vào tổ đặc nhiệm A, như vậy tổ cũng sắp có thêm được cao thủ trấn thủ rồi. Mặc dù Sa Nhất Đao có không ra trận lần nào, nhưng đối với quốc gia khác mà nói đó cũng là một uy hiếp lớn. Chắc chắn, tuy nhiên, nếu không điều chỉ có lẽ ông ta chỉ có thể phát huy năng lực của cao thủ thập đẳng thôi. Huống chi, hiện tại trong bụng ông ta còn có viên đạn chưa lấy ra được, hy vọng tổng bộ có thể dùng tốc độ nhanh nhất cứu viện chúng tôi về nước. Diệp Phàm nói, cảm ơn cậu, Diệp Phàm, các cậu vì tổ quốc mà cống hiến, tổ quốc nhân dân sẽ không quên các cậu. Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Hiện tại các cậu cứ ở đó đừng đi lại nhiều. Một khi người của chúng ta đến nơi, lập tức sẽ liên hệ với cậu. Cung Khai Hà nói, đồng chí Cung Khai Hà hành động thật nhanh chóng, cũng không hiểu được ông ta dùng cách nào. Gần 3 giờ sau, một tổ hành động đặc biệt của tổ đặc nhiệm A đã đến thành phố Pazan. Là Lý Khiếu Phong tự mình dẫn đội tới, và, nhanh chóng liên lạc với Diệp Phàm. Không lâu sau cú điện thoại, đám người của Diệp Phàm đã ngồi trên một phi cơ bay lên trời. Đồng thời còn có 3 chuyên gia của tổ khoa học năng lượng, tiến hành giải phẫu cho Sa Nhất Đao ngay trên máy bay. Nhưng điều kiện trên máy có hạn, không có cách nào để tiến hành giải phẫu triệt để, chỉ có thể khống chế được bệnh tình thôi. Diệp Phàm bị Lý Khiếu Phong gọi vào một phòng cách biệt trên máy bay. Có thể cậu không biết, vì cứu viện cho các cậu. Đồng chí Cung Khai Hà đích thân tìm đến Chủ tịch Đường. Lập tức liên hệ với chính phủ Lào. Cho nên, việc chúng ta dùng máy bay đến đây mới thuận lợi như vậy. Đương nhiên, chuyện này của chúng ta rất bí mật, mặc dù chính phủ Lào chưa chắc đã hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Tất nhiên, bọn họ cũng có chút hoài nghi, nếu Chủ tịch Đường ra mặt trong chuyện này chắc chắn sẽ liên lụy rất lớn. Chỉ là bọn họ hoài nghi liền để cho bọn họ hoài nghi thôi. Tuy nhiên, chính phủ Lào và đất nước của chúng ta luôn luôn là bạn tốt. Việc bao vây vùng tam giác vàng về thuốc phiện chúng ta cũng thường xuyên liên hệ hành động. Cho nên, theo phương diện này phỏng đoán cũng không có gì kỳ lạ. Lý Khiếu Phong nói, cảm ơn, giọng Diệp Phàm có chút nghẹn ngào, hắn cũng có chút kích động. Không phải, đồng chí Diệp Phàm, cậu nhầm rồi. Chúng tôi mới phải cảm ơn cậu đó đồng chí Diệp Phàm à. Lần này các cậu phải trả giá bằng việc hy sinh 2 đội viên dự bị, tuy nhiên cũng đổi lại được một cao thủ thập nhị đẳng. Hơn nữa, nghe nói Thanh Ngọc, Chu Đồng cùng các đồng chí khác đều đã được đột phá. Cái này thực ra sẽ tăng cường thực lực của tổ đặc nhiệm A. Đồng chí Cung Khai Hà nói qua rồi, sẽ ghi nhận công lao của cậu, công lao lớn, Lý Khiếu Phong trong lòng đầy hăng hái nói. Đáng tiếc, Trương Cường, chắc sẽ phải rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Diệp Phàm thở dài vẻ mặt có chút buồn bực, việc này chẳng phải đúng với những gì cậu muốn sao. Lý Khiếu Phong nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, tuy nhiên, chuyện căn cứ hải quân thành phố Phổ Hải có ai trong tổ đặc nhiệm A có thể ra mặt vì Trương Cường, lần này không thể bỏ qua công lao của Trương Cường được. Tổ chúng ta vì anh ta mà bỏ ra chút sức cũng là nên làm đúng không nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2450, có thể thăng cấp trung tướng hay không? Việc này đồng chí Cung Khai Hà đã nói, một là một, hai là hai. Ông ta đồng ý để Trương Cường làm đại đội trưởng một trong 9 đại đội thuộc hạ của Lang Phá Thiên. Có thân phận này, một khi anh ta trở lại căn cứ hải quân, cậu cũng dễ lo việc hơn. Về chuyện muốn đi giữ chức ở ủy ban quân giới, cậu còn phải cố gắng nhiều mới được. Đồng chí Cung Khai Hà tính là một, cậu cần phải tìm được 2 ủy viên để cùng nhau giới thiệu mới được. Lý Khiếu Phong nói, phải tìm 2 người, tôi làm sao có thể tìm được.
Diệp Phàm bất mãn bĩu môi. Cậu cũng biết là tổ đặc nhiệm A và ủy ban quân giới có chút bất hòa, cũng rất khó cho đồng chí Cung Khai Hà. Đương nhiên, ví dụ như việc công nhận công trạng vẻ vang cho Trương Cường, đồng chí Cung Khai Hà cũng sẽ không bỏ mặc. Còn nữa, ý của đồng chí Cung Khai Hà là có thể đề xuất chuyện của cậu lên chủ tịch, có thể được thăng cấp trung tướng không? Vẻ mặt Lý Khiếu Phong vui vẻ nói. Trung tướng. Diệp Phàm hơi sững sờ, chợt lắc lắc đầu, nói. Có thể để cơ hội này cho Trương Cường không? Trương Cường đã là đại tá, nếu có thể điều đến căn cứ hải quân nhậm chức thiếu tướng cũng xứng đáng có phải không? Cậu đúng là, nếu là người khác, có thể thăng chức thì đã cười rụng cả răng rồi, còn cậu thì đẩy đi, đem điều tốt lành này nhường cho người khác. Việc này, chắc là không được. Việc này không phải chỉ như mớ rau cây cải mà muốn đổi là có thể đổi được. Đây là vấn đề rất nghiêm túc, hơn nữa, điều kiện để được chọn vào vị trí này rất nghiêm khắc đó. Sao có thể cậu nói thế nào là được thế đó chứ? Như vậy thì thành loạn hết sao? Lý Khiếu Phong nói. Vị trí trung tướng đối với tôi mà nói chỉ là hư danh. Hơn nữa thực ra tuổi của tôi còn rất trẻ, cho vào vị trí đó sẽ khiến cho đồng chí Cung Khai Hà gặp nhiều phiền toái. Đến lúc đó mấy lão già ủy viên quân giới còn không phun nhổ nước miếng khiến cho thủ trưởng cung chết chìm ý à? So với việc thủ trưởng cung phải xuống đài không bằng cho Trương Cường, cũng là có chút lý lẽ. Đồng chí Trương Cường 30 mấy tuổi rồi, lý lịch kinh nghiệm công trạng hoàn toàn phù hợp. Diệp Phàm kiên trì. Vậy được rồi, việc này, tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Cung Khai Hà một chút. Có được hay không tôi cũng không thể nói trước, cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Không đến lúc đấy cứ nói dài dòng sẽ phiền đến người khác, khiến cho mọi người không được thoải mái sẽ không tốt. Đến lúc đó lại tính tiếp vậy. Diệp Phàm cũng không đồng ý với Lý Khiếu Phong. Cậu đúng là... Lý Khiếu Phong trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng lắc đầu không thể làm gì được. Đối với cái tên tính tình bướng bỉnh này, thật sự lão Lý cũng hết chỗ nói. Biết rõ là khuyên cũng không có tác dụng gì, không bằng ít nói đi một chút. Sân bay quân dụng thủ đô, giờ phút này toàn bộ tuyến đều canh phòng. Mấy chiếc xe cứu thương đang sẵn sàng chờ đón. Vẻ mặt các y tá và quân y đều nghiêm túc đứng chờ ở xe cứu thương. Ở phía trước, ba hàng quân nhân đều vác súng trên vai, đạn lên nòng. Mỗi người bọn họ giống như những tấm phù hiệu lập ở phi trường. Đây là sự uy vũ, sự hùng tráng của nước Cộng Hòa. Máy bay ầm ầm hạ cánh. Lập tức trên sân bay khẩn trương lên, không lâu sau, vang lên tiếng cảnh báo chói tai, khắp nơi khẩn cấp chuẩn bị công việc bảo vệ an ninh bên trong. Cửa cabin chậm rãi mở ra. Kính chào. Trương Hùng đứng phía trước các binh sĩ giọng khàn khàn hô to. Gần như là gầm lên. Hơn 40 binh sĩ hùng dũng ngay ngắn đứng chào, cùng hô to. Chào thủ trưởng. Những binh lính này, tất cả đều lính bên ngoài của tổ đặc nhiệm A, những binh lính tinh anh bảo vệ tổng bộ. Đều được lựa chọn từ những binh lính tinh anh trong toàn quân. Mỗi người đều đạt trình độ nhị đẳng đến tam đẳng, cũng so sánh được với báo săn. Đội này trú đóng ở thủ đô, còn kiêm nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ thủ đô. Có thể gọi bọn họ là ngự lâm quân cũng không hề quá đáng. Chào các đồng chí. Diệp Phàm đứng ở trước cửa cabin phất phất tay. Vì nhân dân phục vụ. Các binh sĩ hô vang dội cả trời đất. Các đồng chí vất vả rồi. Diệp Phàm hô. Thủ trưởng mới vất vả. Tất cả binh lính cùng kêu giống như hô. Khi thấy có rất nhiều người lạ chậm rãi đi xuống máy bay, tất cả binh sĩ đều chào theo nghi thức quân đội, tất cả đều chú ý nhìn. Bọn họ hiểu, những cao thủ tổ đặc nhiệm A này bình thường rất khó gặp. Hôm nay may mắn được nhìn thấy nhiều như vậy. Trong lòng các binh sĩ đầy cảm xúc, đoán chứng là khó có thể bình tĩnh trở lại ngay được. Không lâu sau, toàn bộ đi vào xe, gào thét lên mở đường để đi ra ngoài. Buổi tối đương nhiên mọi người đều ở Tổng viện Quân y, việc phẫu thuật của Sa Nhất Đao rất thành công. Ngay cả đồng chí Cung Khai Hà cũng mang theo một số đồng chí ủy viên đứng bên ngoài bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật. Vừa nghe nói phẫu thuật rất thành công, trên mặt đồng chí Cung Khai Hà lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta quay đầu lại các chuyên gia của tổ khoa học năng lượng nói. Bước tiếp theo là của các anh, không điều trị khỏi cái chân của ông ta, các anh đừng đến gặp tôi. Thủ trưởng cung, việc này không dám cam đoan ạ. Nghe nói cái chân của ông ta đã bị hỏng 30 năm nay, chắc rất khó. Đã 30 năm, chắc chân của ông ta đã bị teo lại. Nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng không chừng còn phải cắt đi. Phải qua một vài cuộc kiểm tra ngắn mới có thể quyết định được. Nếu không kiểm tra thì tất cả chỉ là dự đoán. Chúng tôi không dám cam đoan có thể điều trị được cho ông ta.
Tổ trưởng Tổ khoa học năng lượng đồng chí Ngô Quang Bảo ngượng nghịu nói. Tôi không muốn nghe những lời nói vô nghĩa này, tôi không phải thầy thuốc. Cầm rồi xem đi. Cung Khai Hà tiện tay đem văn kiện đập vào tay Ngô Quang Bảo. Ngô Quang Bảo mở văn kiện ra nhìn liếc qua, sau khi liếc nhìn xuống dòng chữ phía dưới chữ ký phê chuẩn, đồng chí Tổ trưởng Ngô vốn điềm tĩnh cũng rông dài một chút. Bởi vì, rõ ràng phía dưới là chữ ký của Chủ tịch Đường, tôi tin tưởng các đồng chí ở Tổ khoa học năng lượng. Hai chữ tin tưởng nặng như hòn Thái Sơn, ép Tổ trưởng Ngô đến mức thiếu chút nữa là không thở nổi. Muốn đòi mạng mình sao? Ngô Quang Bảo lau một chút mồ hôi trên trán, trong lòng cảm thấy vội vàng. Nhất định là trở lại Tổ khoa học năng lượng để triệu tập hội nghị, tiến hành công tác tư tưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm vẫn còn nằm ở trên giường bệnh, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh sát bảo vệ bên ngoài tiến vào trong xin chỉ thị, nói là ba đồng chí Thiên Thông, Lam Tồn Quân và Nhân Bàng muốn gặp mình. Trong lòng Diệp Phàm tự nhủ không biết ba người họ đến làm gì, mới mấy giờ sáng chứ, tuy nhiên, vẫn cho bọn họ vào. Anh Diệp, bị thương thế nào? Đồng chí Thiên Thông dường như đã đổi tính, lại biết quan tâm đến mọi người, hơn nữa, mở miệng ra là anh Diệp, anh Diệp. Diệp Phàm giật mình, biết được không chừng anh ta có ý gì. Có cái dám gì thì nói thẳng ra đi. Diệp Phàm tức giận hừ nói, nhìn chằm chằm Thiên Thông. Ha ha, chúng tôi nhớ anh, sang đây xem sao, không có ý gì khác cả. Vương Nhân Bàng cười khan một tiếng. Có thật không? Diệp Phàm hừ nói. Việc này, thật ra cũng không có gì. Thiên Thông sờ sờ đầu. Cậu cong môi lên nói cái là tôi liền hiểu cậu muốn cái cứt gì. Diệp Phàm tức giận mắng một câu, sau đó nhìn dưới gầm giường, nói. Có phải đến đây để chia tiền đúng không? Vậy có thể nói như vậy, chúng ta là ai, đều là anh em tốt, nói tiền thì thô bỉ quá, tục tũi quá đúng không? Không ngờ Lam Tồn Quân ưỡn ngực, nói rất có tư thế. Cậu cũng không tốt cái chim gì đâu, nói thẳng ra đi. Diệp Phàm trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Cũng không có gì cả, chính là Tuyết Hồng, em gái của tôi. Đúng rồi, nó cũng là em của anh nữa. Thiên Thông nói mãi mới ra một câu. Tuy nhiên, rõ ràng Diệp Phàm châm chọc nói. Có phải cậu muốn lấy một chút đồ trang sức cổ tặng cho Tuyết Hồng phải không? Còn cậu nữa, đồng chí Vương Nhân Bàng, có phải cũng muốn lấy một chút tặng cho Thập Lục? Còn cậu nữa đồng chí Lam, có phải cũng muốn sửa sang một chút cho tiểu thư Tô không? Ha ha, cái này, gần sang năm mới mà mọi người đều đi ra ngoài vài ngày. Dù sao lúc về cũng phải cầm chút gì đó về lừa vợ có phải không? Bằng không, các cô ý sẽ lải nhải đến chết thôi. Vương Nhân Bàng cười gượng. Đúng đúng đúng, chúng tôi đều biết anh Diệp là một người hào phóng. Hơn nữa, anh Diệp còn có tiền, chúng tôi thua anh ở điểm này. Trang sức nhiều như vậy mà cứ để trong nhà thì thật lãng phí, người sẽ mệt mỏi. Còn phải tìm người đến trông coi, lại còn không an toàn. Như vậy sẽ phải chịu khổ cực, cho nên... Các anh em giúp anh một chút ít có được không? Lam Tồn Quân thật đúng là mặt dày nói. Đừng giở trò, khổ cực á, tự tôi sẽ chịu mệt. Diệp Phàm tức giận hừ nói. Cái này, nếu thật sự Diệp Phàm muốn chịu khổ, vậy, chúng ta, thôi vậy. Đi về thôi. Thiên Thông sờ sờ cằm, xoay người nói có chút tức giận. Từ từ đã, cậu Lam và cậu Bàng đều có công đầu, cậu Thiên không có công đầu. Đột nhiên Diệp Phàm cười nói. Gì cơ, tôi không có công đầu, là ý gì? Hành động lần này Thiên Thông tôi đã vào sinh ra tử, không cần công lao hiển hách, nhưng ít nhất cũng là một trong các thủ lĩnh. Sao chỉ có hai bọn họ, thổi đồ mặt dày, chẳng lẽ so với tôi lại là người dẫn đầu hoành tráng hơn? Thiên Thông kêu lên. Ha ha, đồng chí Thiên Thông, trước khi hành động chẳng phải đã thống nhất, tôi đưa 2 triệu, những thứ lần này anh không có liên quan gì nữa rồi. Cậu nha, chính là tôi thuê sát thủ thôi. Cậu nói một chút đi, có phải như vậy không, lúc đấy hai người Vương Nhân Bàng và Tồn Quân đều ở đây. Cậu không thể nuốt lời được, đồng chí Thiên Thông của chúng ta lại là hạng người như thế sao? Diệp Phàm cười khan một tiếng. Đúng đúng, đúng đúng, chúng tôi có thể làm chứng. Lam Tồn Quân và Vương Nhân Bàng tự nhiên cùng nhau gật đầu hưởng ứng. Không cho thì không cho, thứ đồ chơi vớ vẩn, tôi không thèm. Lần sau cho dù anh bỏ ra 10 triệu cũng đừng mong khiến tôi động lòng. Đồng chí Diệp Phàm, hiện tại Thiên Thông tôi cũng là cao thủ thập đẳng. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ, tôi đi trước đây. Thiên Thông nói xong, quay đầu đi. Đi thong thả nhé, tôi không tiễn. Diệp Phàm lờ người này đi.
Thiên Thông đi được hai bước, không ngờ lại dừng bước. Làm sao vậy, ở đây không có mỹ nữ. Đồng chí Thiên Thông, cậu muốn đi thì đi nhanh lên. Về việc cao thủ, chúng tôi cũng không kém gì anh. Sa Thiên cũng đã đột phá thập đẳng rồi, người ta so với anh còn mạnh hơn nhiều. Còn tôi và Vương Nhân Bàng cũng là cửu đẳng. Đồng chí Thiên Thông, vẫn là Diệp Phàm người ta ban ân, bằng không, cậu đừng nghĩ sẽ đột phá được thập đẳng. Miệng của Vương Nhân Bàng không buông tha người, giọng nói đầy châm chọc, thiếu chút nữa Thiên Thông phát điên lên dừng lại. Được rồi, đùa vậy thôi, dừng lại đi, các anh chọn đi, thích gì cứ lấy đi, bằng không, việc này thủ trưởng cung biết phỏng chừng sẽ biết được. Bên kia Trương Cường cũng đã vụng trộm giữ lại một thứ. Lấy sớm đi phỏng chừng còn không phải đóng thuế. Diệp Phàm nói giơ tay khẽ hấp, cái hòm đó đã ở trên giường. Đương nhiên, ba người cũng không khách sáo. Thứ đồ như vậy ngu gì mà không lấy. Ba người cũng thật sự rất để tâm vào việc tìm chọn. Mỗi người vừa chọn được thứ đồ mình thích, đang cười híp mắt đi ra tới cửa, không ngờ phát hiện Lý Khiếu Phong bước vào. Chương 2451, chủ nhiệm Điền cũng sợ vợ. Ba người các cậu quay lại nói chuyện chút đã rồi hẵng đi. Lý Khiếu Phong nói với vẻ mặt rất thân thiết, ba người bọn họ cùng nhìn rồi đành quay lại. Lý Khiếu Phong hỏi han chuyện buồn của Diệp Phàm trước. Diệp Phàm, nghe nói các cậu đã đem được một cái hòm từ Tam Độc Giáo về. Lý Khiếu Phong trực tiếp hỏi luôn. Đúng vậy. Diệp Phàm gật đầu. Ý của Thủ trưởng Cung là lo rằng Tam Độc Giáo sẽ làm hại đến người Trung Quốc chúng ta, tuy nhiên về mặt giải độc thì Tổ A chúng ta vẫn còn thiếu người. Các chuyên gia ở tổ nghiên cứu năng lượng muốn nghiên cứu một chút về độc công của Tam Độc Giáo để sau này sẽ làm tốt hơn việc phòng độc. Hơn nữa cái hòm đó là của Akimoto nên chắc chắn nó sẽ có giá trị nghiên cứu lớn. Lý Khiếu Phong quả là kẻ mặt dày. Tất cả đều là những đồ trang sức bình thường, chẳng có mấy thứ như là độc kinh, độc cầu hay độc hoàn gì cả. Chúng tôi sớm đã nghiên cứu hết rồi, chẳng có giá trị gì hết. Thiên Thông đáp lại với giọng chẳng mấy hòa hữu. Tất nhiên gã chẳng sợ gì Lý Khiếu Phong. Trang sức thì cũng là của Akimoto. Chỉ cần là đồ của Akimoto thì ắt có giá trị nghiên cứu. Đồng chí Tiểu Thiên chắc là không hiểu việc này rồi. Chỉ có các chuyên gia của Tổng cục mới có thể xét nghiệm ra được. Góc độ quan sát của họ không giống nhau. Họ lại có các phương pháp, cách quan sát đặc biệt và một số dụng cụ giám định bí mật. Nên có thể tìm hiểu được về con người Akimoto từ những thứ đồ trang sức bình thường đó. Các cậu cũng biết đó, nước chúng ta còn có Ngũ Độc Giáo, lợi hại hơn cả Tam Độc Giáo. Tuy bây giờ bọn họ đều đã làm kinh doanh nhưng cần đề phòng thì vẫn cứ phải đề phòng. Nếu không khi nước đến chân mới nhảy thì e rằng đã muộn rồi. Hơn nữa tuy bên ngoài Ngũ Độc Giáo đều có nhiệm vụ riêng, nhưng thực tế họ vẫn lén lút hoạt động ngầm. Chỉ cần không gây hại đến đại cục thì chúng ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Tất nhiên, nếu bọn họ quá quắt thì chúng ta sẽ hành động. Ở trong nước, chúng ta tuyệt đối không cho phép những giáo phái này làm loạn. Lý Khiếu Phong nghiêm nghị nói. Đó thực sự chỉ là chút đồ trang sức bình thường, không có giá trị nghiên cứu gì cả. Diệp Phàm lắc đầu. Có giá trị nghiên cứu hay không thì phải để các chuyên gia kết luận. Không cần nói thêm nữa, các cậu hãy mang ra đây. Lý Khiếu Phong nói với vẻ mặt nghiêm khắc. Ông hãy cầm lấy đi. Diệp Phàm đưa tay lấy ra chiếc hòm. Tháo cả đồ trên người các cậu nữa. Lý Khiếu Phong giơ tay ra, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Thông. Có liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi chỉ đến thăm anh Diệp, không lẽ như vậy cũng không được. Không lẽ người chúng tôi cũng phải để cho các chuyên gia nghiên cứu? Chuyện quái quỷ gì thế này, mẹ kiếp, mấy ông chuyên gia này háo sắc quá đó, chúng tôi có phải đàn bà phụ nữ đâu mà có gì cần nghiên cứu? Thiên Thông đã hơi nóng giận, anh ta lạnh lùng đáp lại. Đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa tôi, đem tất cả ra đây. Lý Khiếu Phong vẫn nhìn chằm chằm vào ba người bọn Thiên Thông. Tuy nhiên cả ba người bọn họ đều không động đậy. Diệp Phàm, cậu là người đứng đầu, hãy bảo bọn họ tháo ra. Nếu không thì không nhẽ các cậu muốn tôi gọi tổ chức đến để nói chuyện. Vẻ mặt của Lý Khiếu Phong nghiêm khắc chưa từng thấy. Đến từ tổ chức ông ta cũng nói ra. Như vậy việc này tất nhiên là một việc rất nghiêm túc rồi. Của ông đây, chúng tôi vào sinh ra tử mới có được chút chiến lợi phẩm này. Các ông đương không lại mặt dày đến cướp đi. Chuyện này là thế nào đây? Mẹ kiếp, lần sau sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Diệp Phàm, anh xem, mấy vị lãnh đạo này của tổ A là người thế nào đây? Lại còn là lãnh đạo cấp cao nữa, cao cái con khỉ.
Thiên Thông hết sức tức giận, anh ta tháo ba thứ trang sức ra, hung hăng đặt mạnh lên giường, miệng thì phát ra một đống ngôn từ thể hiện sự bực bội. Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cũng đành sầm mặt tháo đổ ra đặt lên giường. Năng lực hái đào của các người chắc phải hạng nhất, Vương Nhân Bàng tôi đã thấy rồi. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Đúng vậy, mùa hái đào mà. Chúng ta còn non quá, làm sao qua mặt được các vị lão luyện này. Lam Tồn Quân không nhìn được cũng châm chọc thêm một câu. Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Các cậu phải tin tưởng vào lãnh đạo. Yên tâm đi, sau khi giám định xong tôi sẽ nghĩ cách để lại cho các cậu các vật mà các cậu đã lấy đi. Thực ra các chuyên gia cũng là muốn tốt cho các cậu mà thôi. Họ sợ những vật này đều là những thứ có chứa chất nào đó mà mắt thường khó có thể phát hiện ra. Các cậu đem về cho người yêu đeo lên, ngộ nhớ bị trúng độc thì làm thế nào? Vấn đề này khá là nghiêm trọng, đến lúc đó các cậu có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Tuy vậy, các cậu đã lôi chúng ra, điều đó cho thấy tinh thần giác ngộ của các cậu rất cao. Các cậu đều yêu nước, trong trái tim đều có tổ quốc, đều biết lấy đại cục làm trọng. Lý Khiếu Phong cười nói, ông ta còn đưa tay vỗ nhẹ vào vai Thiên Thông. Ông ta không hề để ý đến những lời châm chọc của ba người bọn họ. Đây chính là sự khôn khéo của lão Lý. Thiên Thông nghĩ thầm trong bụng, ông này hành sự cũng không tồi, thật không ngờ ông ta vẫn có thể làm chủ được tình thế. Lão Lý, ông cũng phải nói với thủ trưởng cung một tiếng. Đây rõ ràng đều là những chiến lợi phẩm bên ngoài chúng tôi thu được trong lần làm nhiệm vụ này. Tuy rằng khi làm nhiệm vụ thì có quy định tất cả các vật thu được đều là của chung. Tuy nhiên trong lần làm nhiệm vụ này, anh em đều xách đầu về. Đừng phụ tấm lòng của anh em chúng tôi. Những vật mà ba anh em chúng tôi thu được, ông phải đánh dấu, sau khi kiểm chứng xong nhất định phải trả lại cho chúng tôi. Coi như đây là phần thưởng cho lần làm nhiệm vụ đặc biệt này. Nhiệm vụ lần này cũng đều là do các anh em tôi thuê dẫn đầu. Tổ A phối hợp hành động với chúng tôi nhưng ông xem mấy người trong tổ cử đi không có lấy một cao thủ. Nếu không có bọn họ thì chắc chắn không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Nếu phân chia công bằng thì chúng tôi cũng được giữ đến một nửa số trang sức này, có đúng không? Nếu như không phải vì chúng tôi đã nỗ lực ra sức thì chỉ có tay trắng quay về. Vì ệ này cả tình cả lý đều không hợp. Diệp Phàm nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Được, tôi sẽ báo cáo lại yêu cầu của cậu với thủ trưởng cung. Lý Khiếu Phong gật đầu. Ông ta nghĩ ngợi một chút, đoạn nói tiếp. Thực ra các cậu cũng không cần bận tâm quá nhiều, dù sao cũng phải để cho các cậu một chút. Tôi thấy thủ trưởng Lý còn vàng hơn cả Hoàng Thế Nhân. Tất cả đều là dối trá, những lời lẽ gạt người khác ấy cứ tuôn ra rồi đè chết người ta. Lý Khiếu Phong vừa đi khỏi thì Thiên Thông đã lại lên tiếng cào nhau. Thôi bỏ đi, Lý Khiếu Phong nói cũng có lý. Giám định trước cũng tốt, hơn nữa trong tổ rõ ràng cũng có quy định đó. Nếu lúc làm nhiệm vụ mà anh giữ, tôi giữ, hắn cũng giữ thì loạn hết. Tuy vậy tôi tin là thủ trưởng cung sẽ để lại một chút cho chúng ta. Nếu không Diệp Phàm tôi sẽ nối nóng với ông ta. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Thôi vậy, mẹ nó, chúng ta xách thủ cấp về làm quái gì? Lần sau nếu có những việc như thế thì đừng có mà gọi tôi nữa. Đã làm không công lại còn phải chịu tức, tôi phỉ nhổ. Thiên Thông nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đồng chí hãy chú ý vệ sinh, tại sao lại có thế khạc nhổ bừa bãi như vậy? Đây là phòng bệnh của cán bộ cao cấp, cần chú ý lịch sự, văn minh. Không ngờ y tá trưởng vừa bước vào thì thấy hành động không đẹp mắt của Thiên Thông. Bà ta lập tức nghiêm nghị nhắc nhở anh ta. Văn minh cái quái gì? Thật không ngờ Lam Tồn Quân lại bột ra một câu thô thiển như vậy. Tất nhiên lúc về anh ta không còn cách nào để làm quen với Tô Lâm Nhi mà lại còn làm mất hòa khí. Đồng chí này có chuyện gì vậy? Nếu đồng chí còn nói những lời như vậy thì tôi sẽ có ý kiến với lãnh đạo của các đồng chí. Đến đây thì phải tuân theo quy định của chúng tôi. Chủ tịch tỉnh đến cũng phải như vậy huống hồ là các anh. Hãy chú ý đến phép lịch sự của mình. Y tá trưởng nghiêm mặt nói. Được lắm, y tá trưởng. Bọn họ không thua kém gì mấy ông chủ tịch tỉnh với bộ trưởng đâu. Không tin bà đi hỏi viện trưởng của cô xem. Mấy ông tỉnh trưởng gặp họ còn phải kính cẩn hỏi han nữa đó. Diệp Phàm đáp lại, giọng điệu có chút bực tức. Anh lại nói khoác rồi. Dù sao các anh cũng phải chú ý giữ vệ sinh chung. Y tá trưởng tự tay làm sạch tấm thảm xong thì đi ra ngoài. Đây là kiểu y tá gì vậy, thật kiêu ngạo, cứ làm như là hoàng hậu không bằng. Thiên Thông tức giận đạp lên chiếc ghế. Ha ha, đồng chí Thiên Thông có chuyện gì bực bội phải không?
hãy nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp, ai đã làm đồng chí bực bội vậy? Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó không phải là chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền Giang với nụ cười tủm tỉm thì còn ai vào đây nữa? Người ta là y tá trưởng mà như vậy là không được, suýt nữa thì dìm chết chúng tôi cứ như mấy ông chủ tịch tỉnh với bộ trưởng vậy. Thiên Thông nói, giọng điệu chẳng vui vẻ gì. Cậu nói đến Dương Quyên sao? Điền Giang lại cười tủm tỉm hỏi lại. Không phải là bà ta thì còn ai vào đây nữa? Hình như ở đây chỉ có một y tá trưởng họ Dương, nghe nói là y tá trưởng của phòng bệnh đặc biệt. Những việc bà ta xử lý đều là những việc của các lãnh đạo cấp thử trưởng trở lên. Chắc là tiếp xúc với cán bộ cao cấp nhiều nên cũng tự cho mình cũng là lãnh đạo cao cấp, thành ra kiêu ngạo như vậy. Bà ta không còn là một y tá trưởng nữa rồi. Oai cái khỉ gì chứ? Vương Nhân Bàng cũng bực bội nói thêm vào. Ha ha, đừng tức giận nữa. Hãy bình tĩnh, về nhà rồi tôi sẽ phê bình cô ấy. Sao lại đối đãi như thế với mấy vị anh hùng đây chứ, có đúng không nào? Các cậu đều là các bậc anh hùng, là dũng sĩ của nước Trung Hoa chúng ta, họ phải tôn trọng các cậu, có đúng không nào? Điền Giang nói, ông ta vẫn tủm tỉm cười. Về nhà, đó là ý gì vậy chủ nhiệm Điền? Y tá Dương chính là vợ của chủ nhiệm Điền. Một cán bộ của văn phòng Trung ương đứng bên cạnh Điền Giang lên tiếng. Ôi, cái này, cái này. Thiên Thông đỏ bừng mặt, gã khá là xấu hổ. Vương Nhân Bàng cũng chẳng khác là bao, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng. Chỉ có Tiểu Lan là như đang vui sướng vì người khác gặp họa. Anh ta nghĩ thầm may mà không tức tối, nếu không thì lại có trò vui rồi. Đừng có cái này như thế nữa. Tôi nói rồi, về nhà tôi sẽ nghiêm khắc phê bình bà ấy. Chuyện khạc nhổ ấy, các vị anh hùng nên làm. Sao lại không cho người ta khạc nhổ? Họ là anh hùng, có thể làm thế, có đúng không nào? Chủ nhiệm Điền cười nói. Lão Điền, ông hãy quản lý tốt cấp dưới của ông, đừng có lôi tôi vào. Nếu không phải vì nể mặt ông thì tôi đã phê bình họ từ lâu rồi. Chuyện khạc nhổ là chuyện nhỏ nhưng từ chuyện nhỏ nhặt ấy có thể ảnh hưởng đến chuyện lớn. Đây là vấn đề về tố chất của con người. Anh hùng thì làm sao? Anh hùng cũng là người, là nhân vật của công chúng, lại càng phải chú ý đến hình ảnh của chính mình bởi vì các cậu chính là tấm gương cho nhân dân. Làm tấm gương như các cậu mà để xảy ra chuyện thì khác nào gây ảnh hưởng xấu đến nhân dân. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, chứ không phải là chuyện nhỏ đâu nhé. Không ngờ y tá trưởng Dương cầm vật gì đó đã quay lại. Vâng vâng, cô Dương nói đúng rồi ạ. Diệp Phàm vội gật đầu đồng tình. Ở đây tôi là y tá, chứ không phải là cô. Lần sau cậu đến nhà tôi, gọi tôi là cô thì được. Y tá trưởng Dương vẫn nghiêm nghị nói. Được rồi, được rồi. Y tá Dương, tôi có chuyện muốn nói với họ, bà ra ngoài trước đi. Chủ nhiệm Điền bình tĩnh trở lại nói. Được, mọi người nói chuyện đi. Dương Quyên biết chồng mình bàn việc lớn nên đi ra ngoài luôn. Ha ha, Vương Nhân Bàng không nhịn được nữa. Mấy người bọn họ đều phá lên cười. Chủ nhiệm Điền, khí quản vẫn ổn đấy chứ? Vương Nhân Bàng cười hỏi. Rất tốt, không hề có vấn đề gì cả. Điền Giang thốt lên. Vậy thì lạ nhỉ, trông bên ngoài cứ như là bị vợ quản. Thiên Thông lẩm bẩm, Điền Giang đờ mặt ra. Diệp Phàm và Lam Tồn Quân muốn cười mà không dám cười. Hai người bọn họ đều cảm thấy khó chịu. Đồng chí Tiểu Thiên, đồng chí còn chưa đến lúc đó thôi. Thực ra bị vợ quản cũng là một niềm hạnh phúc. Cậu nghĩ xem, việc gì cũng có người quản, không đến lượt cậu lo, thế chẳng phải rất thoải mái sao? Không ngờ Điền Giang lại thốt ra những lời đó. Ba người bọn Diệp Phàm đều không nhịn được, cười không ra cả tiếng. Chương 2452, biểu hiện kỳ lạ của chủ nhiệm Điền. Đồng chí Diệp Phàm, đồng chí rời khỏi văn phòng Trung ương cũng đã được vài tháng rồi. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Thật không ngờ lời nói bỗng được xoay chuyển. Chủ nhiệm Điền bỗng thân mật hỏi han Diệp Phàm. Mấy người bọn Vương Nhân Bàng nghe thấy vậy, hiểu ngay chủ nhiệm Điền có việc bí mật muốn trao đổi với Diệp Phàm. Vì thế ba người bọn họ tìm cớ cáo lui về phòng bệnh. Chủ nhiệm Điền tìm Diệp Phàm có việc gì nhỉ? Thật kỳ lạ. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Thiên Thông không nén nổi tò mò buột miệng hỏi. Có ma mới biết được, nhưng mà đúng là kỳ lạ thật. Diệp Phàm về đồng lĩnh còn chưa được nửa năm, không thể nào lại phải thay đổi địa bàn chứ. Có lẽ là không, công việc của Diệp Phàm mới bắt đầu thì lại điều động cái gì chứ? Việc đó không có lợi cho sự triển khai công việc. Còn nếu là đề bạt anh ấy thì tuyệt đối không thể nào. Vừa công tác bấy nhiêu lâu không lẽ Diệp Phàm lại được đề bạt lên chức thứ trưởng.
Việc này ngược đời quá, tuyệt đối không thể xảy ra. Lam Tồn Quân lắc đầu nói. Đúng vậy, cù là trong lần thực hiện nhiệm vụ lần này, anh ấy đã lập nhiều công lao nhưng cũng không thể như vậy được. Tuy nhiên, tôi đang nghĩ rằng hay là chủ nhiệm Điền có chuyện làm ăn gì chăng? Vương Nhân Bàng nhìn Thiên Thông bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ha ha ha, có lẽ lần này Diệp Phàm gặp xui xẻo rồi. Chủ nhiệm Điền tìm cậu ta thì có chuyện gì tốt cho được, chắc chắn lại là việc khổ sai rồi. Thiên Thông cười rất đắc ý khi thấy người khác gặp họa. Cũng phải, nếu là chuyện tốt thì chủ nhiệm Điền gọi một cú điện thoại là Diệp Phàm đã cuống cuồng qua bên đó rồi. Hoặc là nhờ người nói lại là cũng được rồi. Chắc việc này khó làm. Trong lòng Diệp Phàm chắc chắn sẽ không thoải mái gì cho lắm, vì thế chủ nhiệm Điền mới đích thân đến để an ủi. Lam Tồn Quân đồng tình với suy nghĩ của Thiên Thông. Thôi, đừng đoán bừa nữa. Đợi chút nữa hỏi lại chẳng phải sẽ rõ sao. Vương Nhân Bàng nói. Đúng đúng, đi tìm Trương Cường đã, bốn người chúng ta cứ đánh trước. Lam Tồn Quân gợi ý. Ồ, Trương Cường cũng thật là xui xẻo. Độc trong người vẫn chưa được giải hết, phải đợi đến khi Diệp Phàm hồi phục mới nghĩ tiếp cách. Tam độc giáo thật độc. Thiên Thông thở dài. Cũng may mà mấy chuyên gia đó còn có vài biện pháp. Ít nhất thì Trương Cường vẫn bảo toàn được tính mạng mà còn kéo dài thêm được một thời gian nữa. Nếu không chưa đợi đến lúc Diệp Phàm nghĩ ra cách gì khác thì anh ta đã đi tong rồi. Thế chẳng phải là thê thảm hơn sao? Vương Nhân Bàng nói. Đừng nhắc đến những chuyện không may ấy nữa. Chúng ta đến chỗ Trương Cường đáng bài cho cậu ấy đỡ buồn đi. Lam Tồn Quân đề nghị. Chủ nhiệm Điền, trong phòng bệnh không được phép hút thuốc. Hơn nữa để cô Dương nhìn thấy thì sẽ bị phê bình nhiều đó. Thấy chủ nhiệm Điền rút từ trong chiếc cặp da ra hai cây thuốc cho mình, Diệp Phàm cảm thấy rất khó hiểu. Cái này chính là để lấy lòng người khác. Hơn nữa Diệp Phàm cũng cảm thấy những hành động hôm nay của chủ nhiệm Điền hơi kỳ lạ. Hắn cũng cảm thấy không an tâm lắm. Ha ha, Diệp Phàm của chúng ta biết nghe lời từ khi nào vậy? Không ngờ chủ nhiệm Điền lại châm chọc Diệp Phàm. Trước nay tôi luôn nghe lời mà. Diệp Phàm trả lời rất nghiêm nghị. Ha ha, điều này cho thấy, đồng chí Diệp Phàm của chúng ta qua thời gian rèn luyện ở dưới đã trưởng thành rồi. Điều này nói lên cái gì? Nó nói lên rằng các đồng chí của chúng ta không thể cứ làm việc ở mãi một chỗ, chẳng hạn như là trong bộ. Đi xuống dưới để rèn luyện một cách thích hợp sẽ có lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm và công tác. Chủ nhiệm Điền lại nói những lời mơ hồ khó hiểu. Diệp Phàm nghe xong cảm thấy rất mơ hồ. Hắn nghĩ thầm không lẽ chủ nhiệm Điền muốn tâm sự cùng hắn. Đây không phải là phong cách làm việc của ông ta. Ông ta làm gì có thời gian đến để nói chuyện phiếm với hắn. Đúng vậy, đi xuống cơ sở bên dưới là việc mà các cán bộ phải làm. Nếu không xuống dưới thì làm sao nắm được các tài liệu bên dưới một cách trực tiếp. Nếu không thì khác nào biến thành những chỉ huy mù rồi, có đúng không? Chẳng hạn như tôi, thích làm việc ở địa phương, thích được tiếp xúc với quần chúng. Làm xong một số việc bao giờ cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nếu như cứ làm việc ở trong bộ hoặc văn phòng trung ương, dù là vẫn làm việc như thế nhưng lúc nào cũng không cảm nhận được những thành quả mình đã làm ra. Diệp Phàm cũng tiện thể tán gẫu đôi chút. Làm đầu chứ quyết không làm đuôi phượng, đồng chí Diệp Phàm của chúng ta là một đồng chí có chí lớn. Điều này là rất tốt. Chủ nhiệm Điền mỉm cười nói. Chủ nhiệm Điền quá lời khiến tôi thấy hổ thẹn. Diệp Phàm đáp lại. Ha ha, không biết đồng chí Tiểu Lam có cùng cách nghĩ với cậu không? Chủ nhiệm Điền lại cười hỏi tiếp. Diệp Phàm nghe đến đây thì đã đoán ra một chút. Có lẽ hôm nay chủ nhiệm Điền đến không phải vì việc của hắn mà việc này chắc liên quan đến Lam Tồn Quân. Cái này thì tôi không dám khẳng định, tuy nhiên dù sao thì cũng phải xem xét một số việc, có đúng vậy không? Diệp Phàm cũng trả lời một cách mơ hồ, tất nhiên là hắn đợi Điền Giang lật ngửa ván bài lên. Ha ha ha, trước đây chẳng phải đồng chí ấy cùng làm việc với cậu ở Hải Đông sao? Nghe nói đồng chí ấy làm việc quản lý các xí nghiệp, bây giờ đã điều động sang ủy ban kế hoạch và phát triển rồi. Điều này cho thấy sau khi tích lũy các kinh nghiệm khi làm việc ở cơ sở quay trở lại làm việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Điền Giang cười nói. Tất nhiên là vậy rồi. Đồng chí Tồn Quân ở bên dưới làm việc rất tốt. Mặc dù mấy năm nay đồng chí ấy làm việc bên quản lý các xí nghiệp nhưng đồng chí ấy từ bên chính quyền chuyển sang bên xí nghiệp rồi lại quay về làm việc bên chính quyền. Đừng có nghĩ rằng bên doanh nghiệp và chính quyền là hai bên khác nhau. Thực chất giữa chúng có điểm tương đồng và bổ trợ cho nhau. Từ bên xí nghiệp quay về làm việc bên chính quyền có tác dụng khá to lớn cho công việc của Tồn Quân.
Diệp Phàm cũng nói tào lao vài câu. Đúng, đồng chí Tiểu Lam là một nhân tài. Gần đây có một cơ hội tốt nhưng không biết đồng chí Tiểu Lam có đồng ý đi hay không. Chủ nhiệm Điền gật đầu nói. Không biết là cơ hội gì đây ạ? Diệp Phàm hơi ngạc nhiên vì Lam Tồn Quân về bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển chưa được một năm, không ngờ chủ nhiệm Điền đã nói đến chuyện này rồi. Nếu chủ nhiệm Điền mang chuyện tốt đến thì tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được. Ông ta không trực tiếp nói với Lam Tồn Quân mà lại tìm hắn làm người trung gian. Có lẽ bên trong chuyện này còn có ẩn khúc gì đó. Đồng chí Tăng Hồng Lâm, chủ tịch thành phố Hạng Nam của tỉnh Thiên Vân, đã ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên đồng chí ấy bị bệnh nên đã xin tỉnh Thiên Vân cáo bệnh lui về tuyến 2 rồi. Chủ nhiệm Điền nói. Ý của chủ nhiệm Điền là. Diệp Phàm hỏi, mắt nhìn Điền Giang. Ha ha ha, tôi không có ý gì cả. Chỉ là nghe thấy tin này nên tôi tán gẫu vậy thôi. Điền Giang cười có chút tinh danh rồi lại nói tiếp. Tuy nhiên vài ngày nữa chủ tịch nước sẽ đi thăm 5 nước châu Phi. Lần này đi cùng chủ tịch còn có mấy đồng chí bên kinh tế, thương mại, xây dựng, có lẽ là đi để bàn về việc đầu tư mang tính viện trợ. Tuy nhiên các nước châu Phi cũng có lợi thế riêng của họ. Các dự án này nếu tiến hành lâu dài sẽ có lợi cho việc mở rộng thị trường châu Phi và giúp đỡ nhân dân bên đó. Vậy thì tốt quá, không biết chủ nhiệm Điền có thể cho Lam Tồn Quân một cơ hội được hay không? Đến giờ thì Diệp Phàm đã gần như hiểu rõ rồi. Có lẽ ban đầu chủ nhiệm Điền tiết lộ cho hắn về chuyện thành phố Hạng Nam là giúp đỡ hắn, còn bên giờ ông ta mới vào việc chính. Đồng chí Tiểu Lam làm việc bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Rõ ràng là bên đó cũng cần tuyển người đi. Chúng ta không nói lòng vòng nữa nhé. Đồng chí Tiểu Lam không phải là cán bộ nhà nước hay quan chức chính phủ gì, tuy nhiên đồng chí ấy lại là một cao thủ. Nghe nói đồng chí ấy đã đạt đến bát đẳng rồi, có đúng không? Khuôn mặt chủ nhiệm Điền rất nghiêm túc, ông ta đã trở lại tác phong làm việc vẫn thấy. Vừa mới đạt đến, Diệp Phàm biết chuyện này có lẽ Cung Khai Hà đã nói cho Điền Giang biết. Tuy Điền Giang không hiểu công lực của bát đẳng mạnh đến thế nào nhưng ông ta cũng am hiểu chút ít. Vậy thì tốt rồi. Chủ nhiệm Điền tán thưởng, đoạn lại nói tiếp. Các thành viên đi cùng chủ tịch nước lần này chúng tôi đã quyết định rồi. Đồng chí Lam Tồn Quân cũng nằm trong số đó. Đồng chí ấy đại diện cho Ủy ban Kế hoạch và Phát triển. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của đồng chí ấy không phải là khảo sát gì cả. Ý của tôi cậu hiểu chứ? Có phải là các thủ trưởng tạm thời muốn Lam Tồn Quân phối hợp với bên an ninh không? Diệp Phàm dứt khoát khun vòng vo nữa. Hắn trực tiếp hỏi luôn. Đúng thế, lãnh đạo đi thăm nước khác là chuyện lớn. Nếu là ở trong nước thì chúng ta thông thuộc nên công tác an ninh còn dễ sắp xếp. Lần này đi đến 5 quốc gia tận châu Phi, tình hình châu lục này khá là phức tạp, huống hồ lại phải đi đến những 5 nước. Phạm vi an ninh quá lớn, vì thế những người cần thiết cũng khá nhiều. Mà lần này công việc đảm bảo an ninh cho lãnh đạo chủ yếu là do đồng chí Lang Phá Thiên phụ trách. Đồng chí Thiên Thông sẽ hỗ trợ, còn nhiệm vụ của đồng chí Tiểu Lam là ở bên cạnh chủ tịch. Chuyện này cũng phù hợp với chức vụ thân phận của đồng chí ấy. Chủ nhiệm Điền nói. Chủ nhiệm Điền, việc này ông trực tiếp nói với Tồn Quân là được rồi. Diệp Phàm nói, thực ra hắn đang muốn trao đổi chút lợi ích với chủ nhiệm Điền. Tất nhiên đó là chuyện thị trưởng thành phố Hạng Nam tỉnh Thiên Vân rồi. Điền Giang không thể chỉ tiết lộ tin tức, tốt nhất ông ta nên lộ diện nói đỡ vài lời. Như thế thì hắn nhờ chủ tịch tỉnh Thiên Vân là đồng chí Ninh Chí Hòa sẽ dễ dàng hơn rồi. Thành phố Hạng Nam là một thành phố khá có tiếng của tỉnh Thiên Vân, là một trong 6 thành phố lớn của tỉnh. Chức vụ thị trưởng của một thành phố lớn như vậy vô cùng quan trọng. Những người nhăm nhe chức ấy chắc là khá nhiều, áp lực cạnh tranh cũng khá lớn. Nếu Điền Giang đồng ý lộ diện, về cơ bản có thể khẳng định được. Tỉnh ủy tỉnh Thiên Vân không thể không nể mặt Điền Giang. Tất nhiên Diệp Phàm cũng biết dù có ép được chủ nhiệm Điền nói hộ vài lời thì cũng không thể chỉ một mồi câu mà xong hết chuyện. Nói thế nào nhỉ? Bởi vì chủ nhiệm Điền sẽ không thành tâm dốc hết sức. Cùng lắm ông ta nói bóng nói gió đã là tốt rồi. Diệp Phàm không dám quá kỳ vọng vào ông ta. Ha ha, đừng có giả bộ ngây ngô trước mặt tôi nữa. Tôi mới gặp Tồn Quân lần đầu, còn mối quan hệ giữa hai người các cậu thì rất tốt. Hơn nữa tôi còn nghe nói trong mấy người các cậu, tuy cậu ít tuổi nhất nhưng mọi người đều gọi cậu là Diệp ca hoặc Diệp lão đại. Chuyện lần đó của Trần Quân, chẳng phải chủ tịch Trần gọi cậu là Diệp ca sao? Xem ra cậu rất được lòng mọi người, có phải vị đại ca này đã bị người ta nghiện rồi không? Điền Giang nói nửa đùa nửa thật. Không dám. Diệp Phàm vội đáp lại,
chủ nhiệm Điền khen ngợi anh không thể xem đó là thật được. Diệp Phàm chợt lên tiếng. Thực ra, chuyện này mấy người bạn của tôi cũng đều hiểu cả. Bọn họ người nào cũng thích đấm đấm đá đá. Bọn họ gọi tôi là Diệp ca, đơn giản là vì nắm đấm của tôi mạnh hơn họ một chút chứ không phải Diệp Phàm tôi có năng lực hơn bọn họ ở các phương diện khác. Chủ nhiệm Điền chắc cũng nghe nói qua. Ngày xưa những người như chúng tôi được xếp vào giới võ lâm. Người trong giới võ lâm đều rất trọng tình nghĩa anh em, gọi anh xưng em là điều hết sức bình thường. Diệp Phàm nói đến đây thì thấy cổ họng khô khốc nên hắn ho vài tiếng. Chủ nhiệm Điền thấy vậy lập tức lấy trà cho hắn. Diệp Phàm không khách khí uống ngay một ngụm. Chương 2453, ý đồ của chủ nhiệm Điền. Vì thế, tuy nói là bây giờ đã là xã hội hiện đại rồi nhưng vẫn phải giữ lại một chút truyền thống có đúng không? Chuyện này vốn có thể kịp thời hỗ trợ cho công việc bảo vệ an ninh của đồng chí Lang Phá Thiên, lại cũng là một việc lớn với đồng chí Tồn Quân. Chủ nhiệm Điền tôi đã cho Tồn Quân một cơ hội tốt để thể hiện mình trước các vị thủ trưởng. Chỉ có điều, việc này đối với đồng chí Tồn Quân mà nói lại là việc thuộc nhiệm vụ bên ngoài, có đúng vậy không? Hơn nữa, tôi cũng hơi lo lắng. Có một số chuyện đã nhúng tay vào thì khó mà rút ra được. Đồng chí Tồn Quân cũng đã nhiều lần nói với tôi rằng đồng chí ấy không hy vọng sẽ chỉ làm nguyên một công việc đó. Nói thẳng ra thì chính là công việc ở tổ A. Tồn Quân cũng giống tôi, đồng chí ấy muốn làm việc bên chính quyền để phát huy hơn nữa sở trường của mình. Vì thế lần này làm nhiệm vụ bảo vệ quốc gia còn được chứ không thể để cho một số đồng chí khác lại nghĩ khác đi. Đến lúc đó lại ép hết các bạn của tôi vào tổ. Chủ nhiệm Điền, ông cũng biết đấy, với thân phận đặc biệt của mình, trong quá trình công tác tôi đã kết giao được với rất nhiều các cán bộ quan chức. Còn ở tổ A, do yêu cầu của công việc nên cũng phải tiếp xúc với một số cao thủ võ nghệ trong quần chúng. Chẳng hạn như việc chiêu nạp thêm đội viên, nếu không đi vào quần chúng thì còn biết đi đâu để tìm người. Vì thế trong quá trình tiếp xúc với các cao thủ võ lâm, tất nhiên tôi cũng đã kết giao với không ít anh em cao thủ. Tuy nhiên, sau khi kết giao được một thời gian, tổ chúng ta biết được đến sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa trong tổ cũng chăm chăm muốn tuyển chọn các bạn của tôi vào tổ A. Tôi khá là phản đối cách nghĩ này của một số đồng chí. Vì thế tôi hy vọng rằng các ông sẽ tôn trọng lý tưởng cũng như sở thích, hứng thú công việc của đồng chí Tồn Quân. Đừng yêu cầu anh ta gia nhập vào tổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn bằng hữu nào trong giới quốc thuật muốn kết giao với Diệp Phàm tôi nữa. Vậy thì tôi chắc chắn sẽ trở thành kẻ cô độc. Tôi sẽ nói lại với một số đồng chí khác về những băn khoăn của cậu. Đồng chí Diệp Phàm ạ, tất nhiên cậu có dự định của cậu còn một số đồng chí khác thì lại có cách nghĩ của riêng họ. Tuy vậy, có một số chuyện cậu cũng phải nhìn ra. Một số đồng chí không phải vì lợi ích cá nhân mà có những cách nghĩ như vậy. Bọn họ đều đứng trên lập trường của đất nước, nhìn từ góc độ an ninh quốc gia nên mới nghĩ như vậy. Tất nhiên, những suy nghĩ đó của họ có đụng chạm đến cách nghĩ khác của cậu, thậm chí còn mâu thuẫn nhau nhưng tình hình tổ A cậu cũng hiểu rõ đấy. Tuy rằng sau trận Sahara chúng ta đã khôi phục lại được chút sức mạnh, lại chiêu mộ thêm được một số cao thủ. Nhưng trước cục diện thế giới ngày càng phức tạp, trước bối cảnh an ninh toàn cầu rộng lớn và các thủ đoạn khủng bố ngày càng đáng sợ, thì các cao thủ của chúng ta vẫn còn quá ít. Những người bình thường thì chúng ta có rất nhiều nhưng còn thiếu một số cao thủ là thành viên chính thức của tổ A. Cậu cũng biết đấy, bồi dưỡng được một cao thủ không hề dễ. Hơn nữa có khá nhiều người còn mang nặng tư tưởng ân oán giang hồ, không tình nguyện vì lợi ích quốc gia mà chịu bó hẹp vào tổ A. Bọn họ thích cuộc sống tự do đó, chúng ta cũng không thể ép buộc có đúng không? Vì thế tôi hy vọng cậu có thể thông cảm cho cách nghĩ đó của các đồng chí ấy, chứ đừng để ý nhiều. Mà việc bọn họ làm là vì đất nước, tất nhiên, việc của đồng chí Tiểu Lan, tôi có thể trả lời cậu rõ ràng. Tạm thời thì một số đồng chí vẫn chưa có ý muốn chiêu mộ cậu ấy. Dù sao thì nghe nói các cậu lần này đi cùng với Tam Độc Giáo của nước Lào tuy có bị hy sinh hai đồng chí nhưng thành quả thu được cũng không nhỏ. Võ công của các thành viên tham gia chuyến đi này đã được cải thiện. Điều này rất tốt, rất nhiều đồng chí cảm thấy rất hài lòng. Cậu giả thích cho cậu ấy một chút chẳng phải là xong rồi sao? Nếu không thì đã không cử tôi đến nói chuyện với các cậu mà đã cướp ép chiêu mộ rồi, có đúng không? Điều này cho thấy các đồng chí đó vẫn rất tôn trọng ý kiến của cậu. Tôi sợ cậu hiểu nhầm nên nói như vậy. Chủ nhiệm Điền và Diệp Phàm đang chơi trò kéo co. Cả hai bên đều như đang thách đấu nhau. Cái một số đồng chí đó tất nhiên là chỉ các thành viên của tổ A do Cung Khai Hà đứng đầu rồi.
vậy được, nhưng muốn ngựa chạy nhanh hơn chẳng phải nên cho thêm chút cỏ ngon hay sao? Diệp Phàm cười nói, tất nhiên là muốn giành lấy chút ưu đãi nhỏ cho Diệp Phàm rồi. Ha ha, cậu muốn thêm cỏ thế nào đây? Chủ nhiệm Điền mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hai bọn họ một già, một trẻ như đang rơi vào tình thế đấu trí với nhau. Việc này Diệp Phàm tôi đâu dám khua môi múa mép trước mặt chủ nhiệm Điền. Diệp Phàm khiêm tốn đáp lại. Ha ha ha, không sao hết, cậu cứ nói đi, xem tôi có làm được hay không. Chủ nhiệm Điền cười nói. Vậy thì tôi đành múa mép thật rồi. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Nói đi. Vẻ mặt chủ nhiệm Điền cũng rất nghiêm túc. Chủ nhiệm Điền có thể gọi điện đến số 1 tỉnh Thiên Vân nói về chuyện của Tiểu Lam được hay không? Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Chủ nhiệm Điền là thủ trưởng của tôi. Trước nay tôi đều rất kính trọng thủ trưởng. Việc làm khó dễ cho lãnh đạo, Diệp Phàm tôi trước nay chưa bao giờ dám làm. Chủ nhiệm Điền cũng hiểu tính cách của tôi đó. Nếu nói về tính cách thì tôi thực không hợp với chốn quan trường. Tiếc là xã hội hiện đại bây giờ không còn chốn võ lâm nữa mà cho dù có còn thì tôi cũng khoác thích nữa. Con người tôi mâu thuẫn như vậy đó. Diệp Phàm nói. Suýt chút nữa thì chủ nhiệm Điền đã bị Diệp Phàm thuyết phục rồi. Nhưng chủ nhiệm Điền thì vẫn cứ là chủ nhiệm Điền. Về khoản này ông ta lão luyện hơn Diệp Phàm rất nhiều. Chủ nhiệm Điền không hề để lộ thái độ của mình mà nói. Suy nghĩ này của cậu rất tuyệt. Tuy nhiên với chức vụ hiện tại của tôi thì không còn phù hợp để nói đến chuyện này nữa rồi. Hơn nữa ban nãy cậu cũng đã nói đến ý của đồng chí Tiểu Lam, có phải đồng chí ấy không thích làm việc tại một bộ phận đặc biệt nào đó không? Đúng vậy, chính là như thế. Đồng chí Tồn Quân đã rất nhiều lần nói với tôi như vậy. Vậy thì được rồi, cậu xem, tôi có thể nói lại với đồng chí Khai Hà về những suy nghĩ thật trong lòng Tiểu Lam, có đúng không? Như vậy thì hai người chúng ta huề nhau rồi. Lần này đồng chí Tiểu Lam đã làm thêm nhiệm vụ bên ngoài, tôi sẽ nói rõ lại với Khai Hà về suy nghĩ của đồng chí Tiểu Lam. Tất nhiên quyền chủ động vẫn thuộc về đồng chí Khai Hà. Cậu cũng phải giúp sức chút, nói rõ lại với Khai Hà về nguyện vọng của Tiểu Lam, có đúng không nào? Bằng không để đến lúc đồng chí Khai Hà nghĩ cậu thế nào đó thì cậu lại chuốc thêm rắc rối, đúng vậy không? Điền Giang bình tĩnh nói. Diệp Phàm suýt nữa thì ngã nửa ra, hắn thốt lên. Cái này cũng gọi là huề sao? Không tính là huề thì tính thế nào? Còn về việc tôi tiết lộ cho cậu chuyện của đồng chí Tăng Hồng Lâm chủ tịch tỉnh tỉnh Hạng Nam thì coi như là phần Điền Giang tôi tặng thêm cho cậu. Điền Giang tiếp tục nói. Diệp Phàm chút nữa thì ngã ngửa ra thật. Hắn nghĩ bụng cứ tưởng mình đã đủ mặt dày rồi, không ngờ chủ nhiệm Điền còn gấp bội. Ha ha, đã dược thụ giáo rồi. Té ra có loại huề như vậy đó. Quả thực nghe chủ nhiệm Điền nói còn hơn cả 10 năm đèn sách. Diệp Phàm cười nói với vẻ châm chọc. Biết không thể khiến cho chủ nhiệm Điền đứng ra nói hộ được, Diệp Phàm cũng không nói tiếp chuyện đó nữa, tránh để người khác cảm thấy phiền hà. Sống đến già thì học đến già mà. Điền Giang cười đáp lại. Đúng vậy, đúng vậy. Sau này tôi phải thường xuyên học hỏi sư phụ Điền mới được. Diệp Phàm nói, giọng điệu nửa như châm chọc. Không có gì, nếu Diệp Phàm cậu cảm thấy việc học hành có thể giúp cậu tiến bộ hơn, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Dù sao số điện thoại văn phòng và số riêng nhà tôi cậu cũng đều có, đúng không? Con người tôi những mặt khác còn chưa được nhưng ít nhất trước đây tôi cũng từng có một năm làm giảng viên tại trường đại học. Điền Giang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Phàm hận một nỗi không cho ông ta được một cú đấm. Hắn cố ý vươn vai, ngáp một cái ý rằng đã mệt, không muốn đôi co tiếp với ông ta nữa. Ha ha, cậu mệt rồi, phải đi nghỉ đi thôi. Tuy nhiên việc của đồng chí Tiểu Lam cậu vẫn phải tranh thủ nói rõ đi. Khi nào thực hiện thì gọi điện cho tôi, bảo đồng chí Tiểu Lam chuẩn bị một chút. Tôi sẽ sắp xếp để đồng chí Lang Phá Thiên liên lạc với cậu ấy. Điền Giang cười, đứng dậy, nhìn Diệp Phàm, đoạn lại nói tiếp. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. À đúng rồi. Hôm đó ăn cơm ở nhà hàng Kinh Đô thì gặp vụ trưởng Thái Nhất Hoa của Bộ Khoa học Kỹ thuật. Vì cũng gặp vài lần rồi nên dù sao cũng quen. Lúc đó vụ trưởng Thái có chào hỏi tôi tiện thể hỏi ông ta thì biết được ông ta đang mời ông anh trai ăn cơm. Sau đó anh trai ông ta nghe nói tôi ăn ở ngay bên cạnh nên đến ngồi nói chuyện một chút rồi mới đi. Chẳng lẽ anh trai của vụ trưởng Thái là vị lãnh đạo cấp cao nào đó của tỉnh Thiên Vân? Diệp Phàm hỏi, tuy nhiên Nghi A sau đó hắn đã muốn tự tặng mình một cái bạt tai. Việc này, bảo người cha là rõ ngay, là anh em thì trên hộ khẩu đều có đăng ký rồi.
Hơn nữa người có thể lọt vào vòng giao thiệp của chủ nhiệm Điền thì tầng lớp tuyệt đối không thể thấp. Câu hỏi kia của hắn thật ngu ngốc. Ha ha, cái này thì tôi không rồi. Chủ nhiệm Điền cười nói, khẽ vỗ nhẹ lên vai Diệp Phàm rồi nói. Nghỉ ngơi cẩn thận nhé, tôi đi đây. Thấy bóng chủ nhiệm Điền đã khuất hẳn, Diệp Phàm lại nghĩ về ông ta. Hắn cảm thấy con người thủ trưởng Điền cũng có mặt tốt. Ngay sau đó, Diệp Phàm lập tức gọi ngay cho Thiết Chiêm Hùng, nhờ anh ta tra rõ tình hình nhà Thái Nhất Hoa và một số việc liên quan đến Bộ Khoa học Kỹ thuật. Điền Giang vừa bước chân đi khỏi thì Vương Nhân Bàng, Thiên Thông và Lam Tổn Quân lập tức quay lại. Tuy nhiên cả ba người bọn họ chỉ nhìn chăm chăm Diệp Phàm, tuyệt đối không ai nói lời nào. Sau đó, Vương Nhân Bàng mừng rỡ như vừa phát hiện ra đại lục mới, cầm bao thuốc lá cực thơm ở giá trên bàn Diệp Phàm, cưới nói. Phát hiện ra rồi, phát hiện ra rồi. Các anh em, đến đúng lúc lắm. Đúng thế, cái này chắc chắn là chút an ủi của chủ nhiệm Điền. Tuyệt lắm, lần này coi như là chủ nhiệm Điền hào phóng, rứt ruột cho anh những hai cây cơ đấy. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Thiên Thông vừa lắc đầu vừa rung đùi, điệu bộ anh ta trông rất đáng yêu. Vương Nhân Bàng tiện tay bóc vỏ vứt cho Lam Tổn Quân ba bao. Tôi là anh được vài cái, chẳng nhẽ không tính à? Diệp Phàm cắn răng đau lòng nói. Không như vậy thì còn thế nào nữa? Chúng ta hút vài điếu đã rồi nói tiếp. Vương Nhân Bàng cười nói, tay mở lớp vỏ bọc ra lấy một điếu đút vào miệng, điệu bộ trông rất hippie. Bố của anh là cố vấn, lương thưởng hàng tháng cũng không ít. Thế mà anh còn đến đây lấy bớt của tôi. Đây là quà chủ nhiệm Điền đến thăm bệnh nhân là tôi, anh còn nỡ lòng nào lấy đi. Diệp Phàm nói. Anh Diệp, anh biết đấy, bố tôi xưa nay chưa bao giờ rời khỏi cái điếu cầy. Vương Nhân Bàng nói. Đúng thế, bố anh hút không quen mấy thứ này, vì thế có phải toàn bộ đều rơi vào túi anh không? Diệp Phàm hỏi. Chương 2454, cùng một ruột cả. Không đúng. Bây giờ bố tôi đã nghiện cái giống thuốc lá này rồi. Mỗi tháng hai cây thuốc với ông ấy còn không đủ đó. Bởi vì ông ấy lúc nào cũng xé giấy bọc ở bên ngoài ra sau đó mới cho sợi thuốc lá vào ống để hút. Làm như thế lại càng lãng phí hơn. Nhét đầy ống hút phải cần đến lõi thuốc của ba điếu. Anh nói xem tôi còn lại được chút gì nữa. Vương Nhân Bàng bực bội nói. Lam Tổn Quân đang định bóc một bao ra hút thử thì Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Đồng chí Tiểu Lam, nếu anh dám hút thì anh sẽ hối hận đó. Là ý gì vậy, Diệp ca, hãy giải thích cho tiểu đệ đi. Lam Tồn Quân cảm thấy rất mơ hồ khó hiểu. Trả thuốc lại cho tôi thì tôi sẽ giải thích cho anh. Diệp Phàm cười nói. Đừng mắc lừa, đã rơi vào tay anh Diệp thì liệu có lấy lại được hay không? Vương Nhân Bàng cười nói. Cái này, Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm, anh ta còn phân vân chưa biết phải làm sao. Tin hay không là tùy anh, đến lúc hối hận thì trên thế giới này không có thuốc hối hận bán cho anh đâu nhé. Diệp Phàm lại cười một cách bí hiểm. Đừng giờ trò ma quái lừa gạt người khác nữa, đừng có tin anh ấy muốn lừa để lấy lại thuốc đó, cứ hút đi. Thiên Thông đứng bên cạnh cũng nô ý chen vào. Đồng chí Tiểu Lam, anh nghĩ xem, chủ nhiệm Điền đến đây tìm gặp tôi để bàn chuyện phiếm hay sao? Diệp Phàm quyết định tung ra một con bài để dụ Lam Tồn Quân. Đúng vậy, chủ nhiệm Điền làm gì có thời gian rảnh. Cho dù là ông ấy và anh có mối quan hệ tốt thì cùng lắm cũng chỉ đến thăm hỏi một chút là đủ rồi. Người ta là người bận rộn, lấy đâu ra nhiều thời gian để nói chuyện phiếm với anh như thế. Đúng rồi, Diệp ca, chủ nhiệm Điền đã nói chuyện gì với anh thế? Vương Nhân Bàng nói rồi tự xoa đầu mình, anh ta bỗng chốc cảm thấy có hứng thú. Ha ha, chẳng có liên quan gì tới anh cả. Tuy nhiên lại có can hệ rất lớn tới Tiểu Lam. Tiểu Lam, trả thuốc lại đây. Anh phải nghĩ cho kỹ đó. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì, trả lại cho anh. Lam Tồn Quân trả lại cho Diệp Phàm một cách tiếc nuối. Ha ha ha, thôi bỏ đi. Tôi cho anh đó. Trước hết thì tôi vẫn phải chúc mừng người anh em đã. Diệp Phàm cười nói. Ý gì vậy Diệp ca? Hãy mau nói ra đi. Thiên Thông vội dục, không khí trong phòng bỗng chốc sôi động hẳn lên. Diệp Phàm kể lại chuyện về thành phố Hạng Nam rồi nói tiếp. Người anh em Tiểu Lam, anh thấy chuyện này thế nào? Cảm ơn anh Diệp, chắc chắn anh đã nói hộ tôi rất nhiều. Chuyện này dù sao tôi thấy cũng nên bỏ đi. Dù sao bây giờ có muốn tránh cũng không tránh được. Có cơ hội được cống hiến cho chủ tịch cũng là vinh hạnh của Lam Tồn Quân tôi.
Còn chuyện về thành phố hạng Nam thì tất nhiên là tôi rất thèm muốn rồi. Đó dù sao cũng là chức thị trưởng thành phố. Hy vọng Diệp ca sẽ nói lại giúp tôi với tổ trưởng cung. Tuyệt đối không được vì thế mà chú ý vào tôi. Làm tổn quân tôi còn muôn sống những ngày tháng tiếu ngạo, không thích ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đấm đấm giết giết, ngày nào cũng vung tay vung chân. Tất nhiên nếu anh Diệp cần làm một số chuyện riêng thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi. Huynh đệ thì không thể nhắm mắt làm ngơ được. Việc này nói lên một chút thì cũng là một thú vui trong cuộc sống. Làm tổn quân thành thực nói. Mẹ nó, thảo nào mắt tôi cứ chấp liên tục, linh cảm có chuyện không hay lại ập xuống đầu. Giờ thì như thế thật, chủ nhiệm Điền này không để cho Thiên Thông tôi được yên thân. Vừa từ Lào sách thủ cấp về đã lại sắp phải làm nhiệm vụ mới rồi. Thật là khổ quá đi. Thiên Thông lại bắt đầu cào nhau. Lần này chỉ yêu cầu anh đi cùng đến 5 nước châu Phi chứ có gì mà khổ. Ngày ngày được ăn cao lương mỹ vị, vương nhân bàng tôi muốn còn chẳng được nữa là. Vương nhân bàng lại dương dưởng vẻ mặt đắc ý khi thấy bạn gặp chuyện không may. Vậy thì anh đi là được rồi, cái này tôi không thèm. Thiên Thông gắt lên. Ha ha, ai bảo anh vượt qua được thập đẳng làm gì, anh là đại cao thủ. Về điểm này thì chúng tôi kém hơn anh, Đố Kỵ còn không được nữa là, có đúng không, lại còn được ngắm phụ nữ châu Phi nữa. Đã thế còn gì? Vương nhân bàng bắt đầu dở giọng trêu chọc. Lại còn nghĩ đến cả phụ nữ châu Phi nữa. Hậu viện chắc bốc hỏa rồi hả? Lam Tồn Quân cười nói. Đồng chí Tiểu Lam nói vậy là ý gì đây? Vương nhân bàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Lam Tồn Quân. Tài Thanh đã sắp xếp cho anh chỗ nào rồi? Lam Tồn Quân lại cười hỏi lại. Ha ha ha, vị nào của anh đây? Tôi thì lại nghe nói rằng con gái của gia đình giàu có nào đó sau khi gặp cậu đã có thay đổi cách nhìn rồi. Vương nhân bàng cũng không kém, sắc mặt lập tức trở lại bình thường. Chúng ta cứu được cô ta, ân oán trả xong hết rồi, không nợ nần gì nữa. Lam Tồn Quân xứng người lại một chút rồi vội đáp lại ngay. Thanh toán, nhà cậu cứ đợi mà xem. Cô gái đó, một khi, ha ha, cậu muốn thanh toán cho xong nhưng chưa chắc người ta đã đồng ý. Đến lúc đó, ha ha, để Tô Lâm Nhi biết được thì nhà cậu gặp ối trò hay đây. Vương nhân bàng nói đến đây lại bật cười. Ha ha. Nếu Tiếu Thập Lục muội mà biết được Tài Thanh thì anh sẽ không có ngày nào yên ổn đâu. Tất nhiên Lam Tồn Quân lấy ngay lại được thế trận. Được rồi, được rồi. Hai anh cũng chẳng khác nhau lắm, đều cũng một ruột cả. Diệp Phàm cười nói. Ha ha, anh mới là gay nhất đấy. Không biết chị Kiều mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân liên kết lại chống cự Diệp Phàm. Cái này thì, việc nào cũng có nguyên cớ của nó mà. Tuy nhiên nên nhanh chóng tiễn cô ta đi mới được. Diệp Phàm nói. Đúng vậy, ngày mai tiễn cô ta đi. Nếu không thì khác nào chứa một quả bom không hẹn giờ. Ngộ nhớ có việc gì phiền phức xảy ra thì chúng ta đúng là xui xẻo thật. Lam Tồn Quân gật đầu nói. 2 giờ đồng hồ sau, Thiết Chiêm Hùng đến phòng bệnh của Diệp Phàm nói chuyện một lát. Thế nào rồi, anh Thiết chắc là có manh mối gì rồi hả? Diệp Phàm cười hỏi. Cũng gần như vậy. Thiết Chiêm Hùng gật đầu, nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Vụ nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Khoa học Kỹ thuật Quốc gia chủ yếu nghiên cứu về chính sách, phương châm và chiến lược phát triển nền tảng của đất nước. Tổ chức này sẽ đề xuất kế hoạch nghiên cứu phát triển trọng điểm nền tảng quốc gia, thực thi những dự án quan trọng trước mắt. Tổ chức này còn giới thiệu và thực thi các công trình khoa học trọng điểm quốc gia và việc xây dựng các căn cứ chủ chốt trọng điểm, quy hoạch và chỉ đạo việc xây dựng các phòng thí nghiệm lớn của đất nước. Khởi xướng công tác cải cách thể chế khoa học của cơ quan nghiên cứu, đảm nhận các công việc liên quan đến nghiên cứu nền tảng. Phía dưới nó còn có 3 phòng nữa. Một là phòng công tác mang tính nền tảng và tổng hợp. 2 là phòng xây dựng cơ sở. 3 là phòng quản lý các dự án lớn. Thực ra nghe tên thì hay như vậy chứ thực tế chẳng có quyền hành gì cả. Hơn nữa cũng có một số chỗ tôi không hiểu cho lắm. Đồng chí Thái Tiến Hậu là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Thiên Vân, đường đường là đại quan của một tỉnh. Sao lại không hỗ trợ Thái Nhất Hoa leo lên một vị trí tốt hơn? Thái Nhất Hoa chỉ cần ra khỏi Bộ Khoa học Kỹ thuật, đến làm vụ trưởng ở bộ nào cũng tốt hơn so với bên ấy, có đúng không? Chẳng hạn như đến làm bí thư thành ủy của một khu nào đó trong tỉnh Thiên Vân cũng tốt hơn là cứ làm ở Bộ Khoa học Kỹ thuật sao? Không lẽ quan hệ của anh em nhà họ không tốt sao? Diệp Phàm hỏi lại. Không thể nào, tôi đã cho người đi thăm dò. Nghe nói Thái Nhất Hoa và Thái Tiến Hậu không phải là anh em ruột.
Thái Nhất Hoa là con trai của Thái Trường Lâm, bạn chiến đấu của cha ruột Thái Tiến Hậu là Thái Phương Đình. Thái Phương Đình và Thái Trường Lâm quan hệ rất thân thiết. Khi còn trong quân ngũ hai người họ rất tốt với nhau. Nghe nói, khi chiến đấu Thái Trường Lâm đã từng cứu mạng Thái Phương Đình. Sau đó vợ chồng Thái Trường Lâm gặp tai nạn giao thông nên qua đời. Trước khi chết Thái Trường Lâm giao lại người con trai duy nhất là Thái Nhất Hoa cho Thái Phương Đình. Từ đó trở đi, Thái Phương Đình đối xử với Thái Nhất Hoa còn tốt hơn cả với con trai ruột của mình. Chịu ảnh hưởng của cha nên Thái Tiến Hậu cũng rất thương em. Quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Còn về việc tại sao Thái Tiến Hậu không ra mặt hỗ trợ Thái Nhất Hoa thì tôi không rõ. Lão thiết thuật lại tất cả. Thái Tiến Hậu cũng sắp hạ cánh rồi, Thái Nhất Hoa cũng thế. Có lẽ thấy không còn nhiều tiềm lực nữa nên không rét ai giúp. Diệp Phàm đoán. Tuổi họ không giống nhau. Thái Tiến Hậu hơn Thái Nhất Hoa đến hơn chục tuổi. Thái Nhất Hoa vẫn chưa đến 50 đâu. Một người ở vào độ tuổi đó lại là vụ trưởng như Thái Nhất Hoa thì vẫn còn có tiềm năng được đề bạt rất lớn. Chỉ cần Thái Tiến Hậu khi còn đương nhiệm hỗ trợ ông ta thì việc đưa ông ta lên ghế thứ trưởng chẳng có khó khăn gì cả. Là bí thư tỉnh Thiên Vân, không có bệ đỡ thì không thể ngồi lên cái ghế ấy được. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu nói. Đúng là kỳ lạ thật. Không phải là hai người bọn họ bên ngoài quan hệ tốt mà bên trong thực không tốt. Thái Tiến Hậu đến cả Thái Nhất Hoa cũng không giúp đỡ thì việc chúng ta định nhờ liên hệ với ông ta qua Thái Nhất Hoa đúng là không có hy vọng gì rồi. Diệp Phàm nói, giọng điệu có chút tiếc nuối. Không chừng là vậy thật. Thiết Chiêm Hùng cũng khá là tiếc nuối, đoạn lại nói tiếp. Đúng rồi, ai đã nói cho anh chuyện giữa Thái Tiến Hậu và Thái Nhất Hoa? Là chủ nhiệm văn phòng Trung ương Điền. Chủ nhiệm Điền muốn làm tồn quân thực hiện thêm nhiệm vụ bí mật bên ngoài nên mới bỏ ra cái ghế thị trường thành phố hạng nam của tỉnh Thiên Vân. Cuối cùng trước khi đi có nhắc đến Thái Nhất Hoa, lời nói đó chắc chắn là có ẩn ý. Nếu không có tác dụng gì chủ nhiệm Điền tuyệt đối sẽ không phí lời như thế. Có lẽ chủ nhiệm Điền biết được chuyện gì đó giữa Thái Nhất Hoa và Thái Tiến Hậu nên mới nhắc nhở tôi rằng tìm ông ta sẽ có tác dụng. Diệp Phàm cũng không giấu Thiết Chiêm Hùng, thành thật nói. Chỉ bằng tác động đến tồn quân, để cha cậu ta là Lam Bình Phong tiếp xúc với Thái Nhất Hoa xem kết quả thế nào. Thiết Chiêm Hùng nói. Đúng vậy, Lam Bình Phong là chủ tịch thành phố Tân Môn, một thành phố trực thuộc Trung ương, cũng coi như là một nhân vật cấp cao của quốc gia rồi. Sau lưng nhất định cũng có người giúp, nếu không ông ấy không thể ngồi yên trên cái ghế ấy được. Diệp Phàm gật đầu đồng tình, sau đó hắn nói tiếp. Nếu nhà họ Lam không ổn thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cho tồn quân. Người anh em này là người biết tình nghĩa. Lần này vì việc của tôi mà chút nữa đã mất mạng. Người anh em đã cùng nhau vào sinh ra tử như thế, Diệp Phàm tôi nhất định sẽ giúp. Hơn nữa bây giờ lại có cơ hội này, Bộ trưởng Ninh lại làm chủ tịch tỉnh ở tỉnh Thiên Vân. Tôi nghĩ hai bên cùng tác động, thì cái chức chủ tịch thành phố hạng nam có đến 6 phần hy vọng. Có lẽ vậy. Thiết Chiêm Hùng gật đầu đồng ý khun chút do dự. Diệp Phàm gọi Tồn Quân đến nhắc nhở anh ta. Lam Tồn Quân hăm hở quay về làm việc ngay. 4 ngày sau, lúc này đã là ngày 13 âm lịch. Diệp Phàm đã cảm thấy hơi bứt rứt, hắn thấy cơ thể đã phục hồi gần hết, nên nói với Cung Khai Hà cho quay trở lại làm việc. Theo quy định, ngày mùng 8 Tết sẽ là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc. Tuy Cung Khai Hà đã ngầm sắp xếp cho Diệp Phàm, xin phép tỉnh ủy tỉnh Tấn Lĩnh cho hắn nghỉ tới tận Tết Nguyên Tiêu nhưng Diệp Phàm đã cảm thấy bứt rứt khó chịu. Hắn nằm suốt trong bệnh viện. Để giữ bí mật và cũng để cho các đồng chí sau khi quay trở lại làm việc đã khôi phục hoàn toàn nên Cung Khai Hà đã ra lệnh, không cho bất kỳ đồng chí nào trong số bọn họ được bật điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Nói theo cách của Cung Khai Hà thì chuyên tâm dưỡng bệnh, bảo vệ sức khỏe thì mới có thể làm cách mạng được. Vì thế đến cả Kiều Đại Tiểu Thư, Diệp Phàm cũng không có cách nào để liên lạc cả. Cung Khai Hà đã sắp xếp hai người chuyên theo dõi Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nỡ phụ ý tố của Cung Khai Hà nên đành nhận lời. Sức khỏe của cậu không phải cậu cứ nói là xong đâu nhé. Phải để các chuyên gia kiểm tra đã, sau đó mới tính. Cung Khai Hà nói trong điện thoại. Vậy thì ông hãy nhanh cho các chuyên gia đến kiểm tra toàn diện cho tôi đi. Tôi cảm thấy ổn rồi. Tôi không thể tiếp tục nằm đây được nữa. Nếu ông vẫn kiên quyết bắt tôi nằm trong bệnh viện thì tôi chỉ còn cách đi mà không từ biệt thôi. Diệp Phàm nói. Vậy được, tôi sẽ thu xếp cho chuyên gia kiểm tra toàn diện cho cậu ngay. Cung Khai Hà biết tên tiểu tử này nóng lòng rồi, muốn ngăn cũng không ngăn lại được. Còn nữa, thủ trưởng cung, những đồ trang sức đó,
ông không thể thu lại hết được. Những thứ đã đánh dấu phải trả lại cho chúng tôi. Dù sao mọi người cũng đã sách thủ cấp về. Nếu không thì ông đã đau đầu rồi. Diệp Phàm nói. Chương 2455, đến lúc đó đừng tức giận. Tôi biết rồi, cậu cũng thật là, mấy thứ đồ trang sức đó chúng tôi đều đã kiểm tra hết rồi, không có độc. Tôi đã sắp xếp để Trương Hùng mang trả lại cho các cậu rồi. Còn nữa, tất cả đều mang trả lại hết nhưng chỉ cho phép cậu được lấy thêm 3 thứ. Những cái đã đánh dấu thì trả cho mấy đồng chí thiên thông. Còn lại đều phải nộp hết, cậu cũng biết đấy, lần này các cậu cũng đã tổn thất không ít. Cung Khai Hà nói, những tổn thất đó tôi có biết, chẳng phải là giày dép, quần áo và một số thiết bị tinh vi sao. Tuy nhiên lần này thu hoạch được cũng không ít. Tổ trưởng tổ tình báo Triệu Thanh Ngọc đã đạt đến ngũ đẳng, còn Chu Đồng cũng đã đạt đến lục đẳng, Mã Hán cũng đến lục đẳng tầng thứ 3 rồi. Hai đồng chí dự bị còn lại cuối cùng cũng đã vượt qua môn hạm tứ đẳng rồi, hoàn toàn có thể trở thành đội viên chính thức của tổ A rồi. Hơn nữa, lần này đi Tam Độc Giáo chúng ta cũng đã thu được một số tài liệu tình báo liên quan đến độc giáo. Bổ sung cho những chỗ thiếu của chúng ta về mặt này. Về sau nếu có gặp những chuyện như vậy cũng sẽ xử lý tốt hơn có đúng vậy không? So với những thứ đó thì tổn thất một chút quần áo và thiết bị thì có đáng là bao? Diệp Phàm nói. Cậu nói rất hay, cái đôi giày đặc chế phòng độc đó cả tổ chúng ta có 5 đôi thì đã bị cậu làm hỏng một đôi. Bây giờ chỉ còn lại 4. Một đôi giày đó không phải cứ dùng tiền là mua về được. Lại còn quần áo phòng hộ ở cự ly gần nữa, có bộ nào không cần đến vài triệu. Lại còn kính nhìn trong đêm, lần này chúng ta tổn thất không dưới 5.000 vạn đâu. Hơn nữa còn hy sinh mất 2 đồng chí dự bị. 2. Cung Khai Hà thở dài, giọng nói có chút đau xót. Đúng vậy, thủ trưởng cung, những chuyện này tôi đều hiểu. Về mặt tổn thất người tôi không nói đến nữa. Tôi nói đến chút đồ trang sức kia, các ông âm thầm đem bán ít nhất cũng được 200-300 triệu, kiếm lãi bội còn nói đến chuyện tổn thất làm gì. Nếu tính ra thì lần hành động này đã đem về thu hoạch lớn cho tổ chúng ta rồi. Từ mặt nhân lực, tiền bạc cho tới các tài liệu. Vì thế, về chuyện thưởng tôi không cần nữa. Đúng rồi, ông chẳng phải là sẽ giới thiệu với lão Lý xem có thể nâng cấp cho tôi lên trung tướng được hay không sao? Diệp Phàm nói, lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý. Trung tướng, ai nói vậy? Giọng nói của Cung Khai Hà đầy kinh ngạc. Không lẽ đội trưởng cung thực sự chưa nhắc đến chuyện này? Diệp Phàm hơi tức giận, hắn biết Lý Khiếu Phong tuyệt đối không thể nói bừa được. Đột nhiên hắn hiểu ra, chắc chắn là thủ trưởng cung đang giả bộ ngốc. Ha ha, đúng là lúc nói chuyện phiếm tôi có nhắc đến chuyện đó. Nhưng cậu còn hơi trẻ, cậu xem một trung tướng chưa đầy 30 tuổi. Cung Khai Hà tôi sẽ bị các vị lão tướng bên ủy ban quân giới mắng nhiếc cho chết mất. Cậu muốn lên trung tướng thì phải đợi thêm đã. Lần sau nếu có thể làm chuyện còn tốt hơn thế nữa, tôi nhất định sẽ giới thiệu cậu. Hơn nữa, đến lúc cậu 30 tuổi tôi nhắc đến chuyện này có phải là sẽ tốt hơn không? Cung Khai Hà cười nói. Ồ, vậy là tôi làm không công rồi đúng không? Diệp Phàm cố tình lạnh lùng hỏi. Sao lại là làm không công được chứ? Đại công lần này cậu lập sẽ được ghi chép vào sách đấy. Tích lũy thêm chiến công lần sau nữa rồi đề cập đến chuyện trung tướng, tôi chẳng phải là sẽ có lý do để giới thiệu rồi hay sao? Đến lúc đó cho dù có đồng chí nói đến chuyện cậu còn trẻ, tôi vẫn có thể vin vào công lao cậu đã lập mà chặn miệng họ lại được. Vì thế, bây giờ cậu đang tạo bước đệm, vạn trượng sao lâu tòng địa khởi không có nền thì làm sao xây dựng được, có đúng không nào? Cung Khai Hà quả thực rất giỏi khua môi múa mép. Còn muốn lần sau nữa sao? Vậy thì khó rồi, lần này suýt chút nữa đã toi mạng. Tôi thật không muốn suốt ngày cứ xách cái đầu của mình liều mạng đi làm việc không công nữa rồi. Muốn làm thì hãy để cho các vị lão tướng nói chuyện phiếm đó đi làm. Tôi nói vậy cũng là hợp tình hợp lý rồi chứ không phải là vì tôi vô trách nhiệm mà thoái thác. Nếu bọn họ đã nói là dễ thì cứ để họ đi. Còn nếu tổ chức muốn đề bạt họ lên cấp tướng nào đó thì Diệp Phàm tôi không thèm ghen tị. Diệp Phàm đã bắt đầu bực bội. Không thể nói như vậy được có phải không đồng chí Diệp Phàm? Cậu cũng phải nghĩ một chút cho các đồng chí ấy. Dù sao không có quy định thì không thể đi vào quy củ được. Tất cả đều dựa theo cách nghĩ của mình, nghĩ thế nào thì là thế ấy thì thế giới này loạn hết cả rồi à. Tất nhiên là yêu cầu của cậu thì tôi có thể nói lại với cấp trên. Còn về chuyện có được hay không thì không phải là thứ Cung Khai Hà tôi có thể quyết định được rồi, có đúng không nào?
Tuy tôi là ủy viên nhưng cũng chỉ được một phiếu. Có tác động thêm thì nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 phiếu nữa, chưa tạo nên được tính quyết định. Hơn nữa tôi cũng muốn nói thêm với cậu, cho dù là không có hy vọng thì cậu cũng không nên bực tức. Cứ tiếp tục phấn đấu, đối với cậu thì chuyện lên cấp trung tướng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Chỉ cần trong mắt cậu còn có tổ A mà thôi, có đúng không nào? Cung Khai Hà bắt đầu giảng hòa. Thôi bỏ qua vậy, cái quân hàm trung tướng ấy cũng chẳng có gì hay ho cả. Dù sao tôi cũng không muốn suốt ngày trong quân ngũ. Thế này đi, lần hành động này, Trương Cường đã thể hiện rất xuất sắc. Hơn nữa để lần này thắng lợi được, Trương Cường suýt nữa đã phải bỏ mạng. Dù bây giờ anh ấy vẫn đang dưỡng thương, độc trong người anh ấy tôi cũng chưa có cách loại bỏ hoàn toàn. Có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, công lao của Trương Cường quả là không nhỏ. Diệp Phàm nói, cuối cùng hắn cũng đã lộ rõ hàm ý. Việc này thì cả tổ đều rõ, tuyệt đối sẽ không quên đồng chí Trương Cường. Tôi bàn bạc thêm với vài ủy viên nữa thì bọn họ đều đồng ý ghi công lao cấp 1 cho Trương Cường. Hơn nữa sẽ báo đến cả ủy ban quân ủy và văn phòng chủ tịch nữa. Còn về chuyện đề bạt Trương Cường lên làm đội trưởng đại đội 8 thuộc đoàn cảnh vệ thì chúng tôi cũng đã báo lên bên trên mà trên cũng đã phê duyệt rồi. Cung Khai Hà nói. Thứ tôi muốn không phải là cái đó. Diệp Phàm đáp lại. Vậy cậu muốn cái gì? Là đại soái của lần hành động lần này, cậu có thể trực tiếp đề xuất. Suy nghĩ và ý kiến của cậu chúng tôi sẽ châm trước để giải quyết, có đúng không? Cung Khai Hà nói. Trương Cường hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành thiếu tướng. Diệp Phàm nói. Việc này. Cung Khai Hà ngập ngừng. Đến cả chút yêu cầu này tổ cũng không đồng ý sao? Diệp Phàm bắt đầu tức giận thật. Giọng nói hắn trong điện thoại không còn nhã nhặn nữa. Hét lên cái gì hả cậu Diệp Phàm? Tôi dù sao cũng là lãnh đạo của cậu, đúng không? Đến cả nói chuyện với lãnh đạo mà cậu cũng có thái độ đó à? Giọng điệu của Cung Khai Hà bắt đầu trở nên nghiêm túc. Xin lỗi, tôi hơi bị kích động một chút. Diệp Phàm đã bình tĩnh lại. Việc này đúng là khó. Không phải là Cung Khai Hà tôi cố tình làm như vậy. Cái này là tùy theo số lượng quân hàm cho xuống. Thiếu tướng thì chỉ có một cái. Cậu cũng rõ đấy, có tới hơn 10 quân hàm đại tá trong tổ chúng ta được đề cử. Phải xem xét nhiều mặt đã. Cậu nói Trương Cường có công lao nhưng công lao của người khác cũng không ít. MU trên hay MU dưới bàn tay đều là thịt cả, cậu bảo tôi phải làm sao? Cung Khai Hà dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện. Ý của thủ trưởng cung là các ủy viên trong tổ đều có người để giới thiệu rồi. Diệp Phàm hỏi. Có giới thiệu vài người. Trước hết trong tổ đang tiến hành việc xét tuyển bước đầu. Sau đó lọt vào vòng trong thì có 3 đồng chí. Đồng chí Trương Cường được lão Lý giới thiệu. Tuy lão Lý không còn là ủy viên nhưng mọi người đều tôn trọng ông ấy nên đồng chí Trương Cường đã được vào vòng 2. Cung Khai Hà kể lại. 2 đồng chí còn lại là những ai vậy? Diệp Phàm lại hỏi. Còn nữa, những ai đã giới thiệu họ vậy? Một người là đại tá Tiền Sâm tư lệnh viên của khu căn cứ địa ngư Đồng Đại Hùng Sơn. Đồng chí Tiền Sâm công tác ở Đại Hùng Sơn đã nhiều năm rồi. Hơn nữa đồng chí ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ Đại Hùng Sơn. Đồng chí ấy có thực lực làm việc, kinh nghiệm công tác phong phú, lên hàm thượng tá cũng đã 5 năm rồi. Một đồng chí khác là đằng các tổ phó tổ nhân SJ của chúng ta. Cung Khai Hà trả lời, ông ta biết chuyện này có muốn giấu cũng không được, chỉ bằng nói toạc ra nếu không đến lúc Diệp Phàm biết thì lại đau đầu. Không đúng. Năm 2003 đồng chí đằng các mới chỉ đạt đến ngũ đẳng. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì quân hàm lúc đó của đồng chí ấy là thượng tá. Đồng chí ấy đã từng sát cánh chiến đấu với tôi trong trận Sahara. Tuy nhiên lúc đó nghe nói ông ta vẫn chỉ là một quân nhân bình thường. Bây giờ thì leo nhanh thật, đã lên đến chức tổ phó tổ nhân sự rồi. Nói thế nào thì cũng vừa có 2 năm thôi. Không lẽ đồng chí đằng các có thể trực tiếp từ hàm thượng tá lên thiếu tướng? Tôi không hiểu những đồng chí giới thiệu ông ta có phải là đầu óc bị lừa đá rồi hay không. Diệp Phàm châm chọc nói. Trường hợp của đồng chí ấy hơi đặc biệt một chút, hơn nữa võ nghệ của đồng chí ấy cũng đã đạt đến lục đẳng rồi. Hình như Cung Khai Hà có điều gì khó nói nên ông ta không muốn nhắc đến đẳng cách. Có thể cho tôi biết người giới thiệu bọn họ là ai không? Diệp Phàm tiếp tục hỏi. Bây giờ thì tôi không tiện cho cậu biết nhưng buổi tối cậu cứ lên tổng cục đi. Cung Khai Hà trả lời. Không lẽ tối nay sẽ bàn đến vấn đề này sao? Diệp Phàm lại hỏi. Đúng vậy,
thực ra tôi định gọi điện để thông báo cho cậu nhưng một số đồng chí trong tổ nói cậu đang trong giai đoạn bình phục sức khỏe nên cuộc họp lần này không cần thông báo cho cậu. Tuy nhiên tôi thấy cậu đến nói góp vài câu cũng vẫn được. Đến lúc đó cậu đừng có tức giận đấy nhé. Cái bàn trong phòng họp đập hỏng đi cũng được nhưng không được để mất kiểm soát bản thân. Cung Khai Hà nhắc nhở. Dù sao tôi cũng chỉ là một tổ phó chẳng u ản lý việc gì cả. Bọn họ nói đúng, thông báo hay không thông báo cho tôi thì cũng chẳng sao cả. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn bắt đầu tức giận thật. Hắn nghĩ thầm mấy người bọn họ lúc phải liều mình thì cử hắn đi đến lúc có chút chuyện hay ho thì lại nhớ đến việc hắn là tổ phó không quản lý việc gì cả. Không thể nói như vậy được. Tuy cậu vẫn chưa chút bỏ công việc bên chính quyền, tính quan trọng trong công việc của cậu vẫn thuộc về bên chính quyền đó. Nhưng cậu đã được Chủ tịch Đường đích thân bổ nhiệm làm tổ phó tổ A, đã thông qua sự bàn bạc của các ủy viên quân ủy, cuối cùng cũng đã được Ủy ban Chính trị phê duyệt. Đối với các công việc quan trọng của tổ A cậu đều có quyền tham gia, có quyền đề đạt các ý kiến mang tính xây dựng. Cung Khai Hà nói bằng giọng rất nghiêm túc. Vậy được, hẹn tối nay gặp lại. Diệp Phàm nói, gác điện thoại xuống, mặt hắn sầm lại, tay hất một cái bay chiếc cốc xuống nền nhà. Tên tiểu tử này, phải nhịn bực tức lại một chút. Cậu xem, cứ bực tức như thế không những hại sức khỏe mà còn làm thất thoát cả tài sản chung nữa. Như thế không tốt đâu. Không ngờ Diệp Phàm lại đen đủi đến vậy, gặp ngay phải y tá trưởng Dương Quyên đến kiểm tra phòng. Cháu xin lỗi, cháu thực sự nhịn không nổi. Diệp Phàm sầm mặt xuống trả lời. Tất nhiên hắn không thể tức giận với ý vợ của chủ nhiệm Điền rồi. Ừ, có chuyện gì bực tức nói cho cô nghe xem nào. Không ngờ giọng điệu của y tá trưởng Dương bỗng chốc trở nên ôn hòa. Bà ta tự mình dọn các mảnh vỡ trên nền nhà và pha bình trà sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Diệp Phàm rồi hỏi. Có phải là lại cãi nhau với bạn gái không? Không phải ạ. Diệp Phàm lắc đầu, nghĩ thầm phụ nữ đúng là bát quái, đến cả vợ của chủ nhiệm Điền cũng không ngoại lệ. Cái cậu thanh niên này, lại còn ngượng với cô nữa sao? Cô dù sao cũng là người từng trải mà. Không ngờ Dương Quyên lại nói như vậy, giọng điệu như muốn tâm sự với Diệp Phàm. Chương 2456, có thể gây sức ép. Thực sự là không liên quan đến chuyện đó. Cô Dương, cô hiểu nhầm rồi. Diệp Phàm nghiêm túc trả lời. Được rồi, khi nào muốn kể thì cứ tìm cô. Dương Quyên nói thêm vài câu, lắc lắc đầu rồi cuối cùng bước ra ngoài. Diệp Phàm gọi điện cho Lý Khiếu Phong mới biết được người giới thiệu đằng cách là Dương Quốc Đao, người được Tổng cục Chính trị điều xuống để tăng cường công tác chính trị. Còn người giới thiệu Tiền Sâm là Tây Môn Đông Hồng Tổ Phó Thường Trực Tổ Đặc Nhiệm A. Tiểu Diệp cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy. Lý Khiếu Phong nói. Lão Lý, ý của ông là lần này việc của Trương Cường có lẽ không có hy vọng lắm. Diệp Phàm giật mình hỏi lại. Cái này thì tôi không dám khẳng định nhưng tình thế có vẻ không tốt lắm. Lý Khiếu Phong nói, có phải ý của Cung Khai Hà không phải là Trương Cường? Diệp Phàm đã đoán ra được chút gì đó. Việc này tôi không rõ nhưng cậu nghĩ xem, Tây Môn Đông Hồng là tổ phó thường trực tổ A, hơn nữa thế lực của ông ta cũng khá hùng hậu. Về bên chính quyền, quân đội hay giới thương gia ông ta đều có nhiều người hậu thuẫn. Một gia tộc phát triển toàn diện như vậy mới là đáng sợ nhất. Diệp Phàm, mấy năm gần đây cậu đã phát triển hơn rồi nhưng so với một gia tộc quyền thế như vậy thì cậu vẫn yếu hơn chút ít. Chẳng hạn như về mặt võ thuật, cậu đạt đến thập đẳng nhưng chắc cậu chưa được gặp Tây Môn Tân Thông của nhà họ Tây M. Người đó đã là cao thủ cấp 2 của thập đẳng rồi. Hơn nữa nhà họ Tây Môn có lẽ không chỉ có mình cao thủ Tây Môn Tân Thông. Vì thế dù có so về mặt cậu mạnh nhất thì cậu cũng không chiếm ưu thế. Nói thật ra thì cậu ở vào thế yếu. Hơn nữa về bên chính quyền và quân sự cậu cũng không thể đọ nổi với nhà họ Tây Môn đâu. Giới thương nhân thì tôi không cần nói đến nữa. Nhà Tây Môn từ cổ chí kim đều là sừng sỏ trong giới buôn bán. Còn về chức vụ trong tổ A thì cậu cũng không bằng người ta. Người ta là tổ phó thường trực tổ A, tầm ảnh hưởng và quyền lực trong tổ A cũng khiến Cung Khai Hà phải nể. Lý Khiếu Phong nói rất thẳng thắn. Diệp Phàm biết những lời lão Lý nói cũng là sự thật. Tuyệt đối không phải là công kích hắn. Ông ta đã đặt mình vào vị trí của hắn nên mới nói như vậy. Không lẽ tôi không có hy vọng lật ngược tình thế hay sao? Diệp Phàm hỏi lại. Trừ phi bây giờ cậu đã là cao thủ thập nhất rồi, khiến cho Cung Khai Hà không thể không vì cậu mà nói đỡ vài lời, nhà họ Tây Môn cũng vì thế mà sinh ra ghen ghét. Có lẽ như vậy mới có tác dụng,
dù sao thì giới quốc thuật cũng rất xem trọng năng lực võ nghệ. Đến lúc đó cậu không cần nói thì họ cũng sẽ tự tìm cách rút lui. Tất nhiên bây giờ cậu nghiêm nhiên không thể là cao thủ thập nhất đẳng được, đúng vậy không? Lý Khiếu Phong hỏi. Tất nhiên là không thể rồi. Võ nghệ không phải là thứ nói qua đẳng mấy là qua được. Diệp Phàm trả lời. Tuy nhiên còn một cách nữa có thể sẽ có hiệu quả. Lý Khiếu Phong úp úp mở mở nói ra một câu. Cách gì vậy, lão Lý? Ông hãy mau nói đi. Diệp Phàm hỏi. Bắt sư phụ của cậu lộ diện, ông ấy chắc là cao thủ thập nhị đẳng. Chỉ cần ông ấy lộ diện thì quốc gia chắc chắn sẽ giữ thể diện cho ông ấy. Tôi tin rằng nhà Tây Môn cũng sẽ nể mặt ông ấy. Ha ha ha. Lý Khiếu Phong cười nói. Ông ấy không thích những việc như thế này. Hơn nữa ông ấy cũng đi du lịch mấy năm rồi, đến tôi cũng tìm không được nữa là. Diệp Phàm nói. Thật là không đúng lúc. Lý Khiếu Phong thở dài. Lần này nếu bọn họ không nâng quân hàm cho Trương Cường thì Diệp Phàm tôi cũng cay cú đó. Diệp Phàm bực tức nói. Những lời này của cậu là lời nói trong lúc tức giận rồi. Chúng ta làm việc phải viện lý lẽ mới được chứ, thời buổi này nói mấy lời bực bội dọa nạt người khác thì không ai sợ đâu. Những gì bây giờ cậu cần làm là khiến cho bản thân mạnh hơn, khiến cho thế lực của cậu lớn hơn, lớn mạnh đến nổi người khác nhìn vào cũng phải nể sợ, khiến cho một số đồng chí khi xem xét việc gì đó không thể không nghĩ đến cảm giác của cậu. Lúc đó cậu mới thực sự làm nên chuyện. Bằng không thì cậu đi làm loạn một phen cũng có ích gì. Trái đất này không lẽ không có cậu thì không quay được sao? Tổ A đã thành lập được mấy chục năm rồi, trước kia trong tổ không có Diệp Phàm cậu, chẳng phải tổ vẫn có thể làm việc và tồn tại đến tận bây giờ hay sao, hơn nữa lại ngày càng vững mạnh. Huống chi tuy Trương Cường có công lớn, có lợi thế nhưng hai ứng viên kia cũng không phải là kẻ bất tài vô dụng. Đội viên nào của tổ A là kẻ bất tài chứ? Có một số ngành bên chính quyền Anh có thể trà trộn vào được chứ công việc của các đội viên chính thức của tổ A đều là công việc vung đao liếm máu. Người không có năng lực thì sớm đã bị treo rồi. Thế thì còn nói gì đến chuyện đề bạt nữa? Không phải là Lý Khiếu Phong tôi thích phê bình cậu nhưng thái độ đó của cậu là không đúng. Muốn cho Trương Cường được nâng hàm, được, cậu hãy thể hiện thực lực đi. Đến lúc đó thì đồng chí Khai Hà cũng không nói được gì cả. Suốt ngày mang giọng điệu sẽ không gánh vác trách nhiệm chỉ khiến cho các vị lãnh đạo ngày càng thấy phản cảm với cậu, rồi lại cho rằng cậu không được việc lớn. Gặp khó khăn là trốn tránh, không dám gánh vác trách nhiệm. Giọng điệu Lý Khiếu Phong nghiêm túc chưa từng thấy, có lẽ ông ta muốn nhắc nhở Diệp Phàm một trận. Lão Lý, nếu ông thực sự nghĩ về Diệp Phàm tôi như vậy, tôi sẽ xin đồng chí Khai Hà rút ra khỏi tổ A. Trái đất này có mất gì bất cứ ai thì vẫn cứ quay. Tin rằng tổ A thiếu đi Diệp Phàm tôi thì cũng không sao. Diệp Phàm tôi không có gia thế, không có bệ đỡ gì, có chăng thì chỉ là một tấm lòng vì huynh đệ. Bởi vì các huynh đệ này đều đã vào sinh ra tử, đem tính mạng ra để làm việc cùng Diệp Phàm tôi. Hơn nữa, nhiều lần chúng tôi cũng đã dốc lòng vì đất nước. Vì thế nên tôi mới vì họ mà giành lấy chút lợi ích chính đáng. Vậy mà cũng không được thì tôi còn làm nên chuyện quái gì nữa. Diệp Phàm đã tức giận thực sự. Hắn ta không thèm nghe Lý Khiếu Phong giải thích gì thêm nữa, dập luôn điện thoại. Sau đó chuông điện thoại lại đổ một hồi nhưng hắn không nhấc máy. Cái tính ương ngạnh của cậu ta lại thế rồi, thật là bướng bỉnh. Lý Khiếu Phong quát một câu rồi nhìn Cung Khai Hà, sắc mặt ông ta có chút khó coi. Có phải là lại tức giận để gây sức ép gì rồi không? Cung Khai Hà vẫn giữ bình tĩnh, hỏi lại Lý Khiếu Phong. Lại thoái thác chuẩn bị không làm nữa. Việc này ông tự lo liệu đi, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở ông đấy nhé. Nhưng Diệp Phàm nói cũng có cái lý của cậu ta, nếu gia đình Tây Môn Đông Hồng có thực lực hùng hậu thì sao không để họ đi giải quyết vụ Tam Độc Giáo để thể hiện uy phong của họ. Đừng có chuyện gì khổ, chuyện gì phiền cũng nghĩ tới Diệp Phàm. Lúc cần các ông thực sự thì lại không thấy các ông đâu. Làm như thế sẽ khiến người khác thất vọng đồng chí Khai Hà ạ. Lý Khiếu Phong bị cơn tức giận của Diệp Phàm ảnh hưởng nên cũng làm dữ. Lão Lý, chẳng phải tôi đã sớm nói với ông rồi sao? Ông xem, tôi cũng đã đủ phiền phức rồi, bây giờ đến ông cũng ép tôi. Tôi đã nói rồi, trong ba người bọn họ nếu nói về thực lực thì Tiền Sâm vẫn là người thích hợp nhất. Đó là tôi xem xét từ thực tế của tổ A và đất nước, đúng không? Tất nhiên, ông nói tôi có chút thiên vị cho bên Tây Môn Đông Hồng. Nói thực là có nhưng không chiếm đến tuyệt đại đa số đâu. Ông nói xem, nếu lần nâng quân hàm này dành cho Trương Cường thì Tiền Sâm vất vả ở Đại Hùng Sơn bao năm đều công cốc à.
so với Trương Cường thì người ta càng cần hơn cái quân hàm thiếu tướng ấy. Tiền Sâm chính là Đại Hùng Sơn mà chúng ta nhìn thấy. Ông cũng biết tầm quan trọng của Đại Hùng Sơn với đất nước và tổ A đấy. Đồng chí Tiền Sâm đã vất vả thầm lặng ở đó mười mấy năm, người ta không ca than nửa lời. Tôi hy vọng ông có thể nói rõ với Diệp Phàm, hy vọng cậu ta có thể hiểu cho chúng tôi. Lại còn đồng chí Đằng Các nữa. Không phải ông không biết trường hợp của đồng chí ấy. Tôi thực sự rất khó xử. Đến lúc đó, đồng chí Dương Quốc Đào lại nhắc lại chuyện cũ, lại nói tổ A chúng ta bài trừ lực lượng bên ngoài gì đó. Dù sao thì cái tai này của tôi cũng chắc chắn phải nghe rồi. Tôi cũng không để tâm nữa. Chuyện này dù Diệp Phàm có nghĩ thông suốt hay không thì vẫn cứ là như vậy thôi. Cung Khai Hà đã định sẵn rồi. Lý Khiếu Phong biết ông ta cũng khó xử nên thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Bất kể thế nào thì vận động phiếu bầu vẫn là việc cần làm. Diệp Phàm cũng đã điểm qua cả 8 vị ủy viên đảng ủy của tổ A trừ chính hắn ra. Diệp Phàm gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng, dù sao thì Thiết Chiêm Hùng cũng hiểu rõ chút tình hình của tổ A. Thiết Chiêm Hùng ở tổ A cũng đã mấy chục năm, mạng lưới tình báo khá phong phú hơn nữa, các mối quan hệ của ông ta cũng tốt, về cách giải quyết một số vụ việc cũng có biện pháp riêng. Huống chi lão Thiết đứng từ góc độ người bên cạnh để phân tích vấn đề, chắc chắn có thể nhìn thấy nhiều thứ mà bản thân không nhìn ra được. Thiết Chiêm Hùng rất quan tâm đến chuyện của Trương Cường vì Trương Cường chính là mộ trong 4 thuộc hạ có tài từng theo Thiết Chiêm Hùng. Cũng bởi vậy nên vừa nghe Diệp Phàm nhắc đến chuyện của Trương Cường, Thiết Chiêm Hùng lập tức đến ngay bệnh viện. Sau khi nghe Diệp Phàm nói, Thiết Chiêm Hùng trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp. Tôi nghĩ chuyện này cậu cũng đã có dự định riêng rồi đúng không? Đúng thế, tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình. Diệp Phàm đáp lại. Cậu hãy nói trước dự định của mình đi, sau đó tôi sẽ cùng cậu cân nhắc, xem xét lại. Chiêm Thiết Hùng uống một ngụm nước, đưa cho Diệp Phàm một điếu thuốc. Hai người bọn họ bắt đầu thảo luận trong phòng bệnh. Ngoài tôi ra thì trong tổ A còn có 8 vị ủy viên đảng ủy nữa. 8 người này tôi sẽ lần lượt nói đến. Qua lời của lão Lý tôi có cảm giác thủ trưởng cung khá nghiêng về tư lệnh viên Tiền Sâm của căn cứ địa Đại Hùng Sơn. Mà ứng viên có đến 3 người liền. Ngoài Tiền Sâm và Trương Cường ra còn có Đằng Các. Tôi cũng không biết rõ về Đằng Các. Trước kia có cùng chiến đấu với nhau nhưng lúc đó ông ta chỉ là một đội viên bình thường, không khiến tôi chú ý đến nhiều lắm. Nhưng Tiền Sâm thì lại là một đối thủ đáng gờm, hơn nữa so với Tiền Sâm thì Trương Cường không nắm ưu thế cho lắm. Huống chi Tiền Sâm lại được Cung Khai Hà hỗ trợ, được Tổ Phó Thường Trực Tây Môn Đông Hồng giới thiệu. Hai vị đứng đầu Tổ A. Hai vị thủ trưởng thứ nhất và thứ nhì đều ủng hộ Tiền Sâm nên tôi cảm thấy thiếu tự tin. Có lẽ, chuyện của Trương Cường có đến 80% là không có hy vọng, nhưng dù thế nào Trương Cường cũng là huynh đệ của Diệp Phàm tôi, cũng là huynh đệ của Thiết Ca. Dù có biết là không có hy vọng tôi vẫn cứ phải gây sức ép đã rồi tính tiếp. Nếu không thì chúng ta thật không được coi ra gì, có đúng vậy không? Diệp Phàm nói, giọng điệu có chút xúc động. Đúng vậy. Thiết Chiêm Hùng gật đầu nói. Cả hai vị thủ trưởng đều nghiêng về Tiền Sâm, Trương Cường đã rơi vào thế yếu. Theo thể chế hoạt động hiện nay thì có thể nói rằng Trương Cường không có lấy 1% hy vọng. Tuy nhiên, cậu đã chuẩn bị gây sức ép một phen thì tôi thấy cũng được. Chuyện này không gây sức ép thì họ đúng là không coi cậu và Trương Cường ra gì cả. Gây sức ép rồi mà vẫn thất bại thì vẫn khiến cho họ hiểu rằng Diệp Phàm cậu có thực lư CJ chứ không phải là kẻ đớn hèn. Lúc thích hợp thì cũng là lúc nên thể hiện năng lực của mình. Dù có ở đâu, lúc cần lộ diện vẫn cứ phải lộ diện. Nếu không người ta lại cho cậu là đổ bỏ đi đó. Lần này thì lão Thiết đã khẳng khái ủng hộ Diệp Phàm lộ diện để gây sức ép. Chương 2457, bỏ phiếu. Tất nhiên là bởi vì Trương Cường rất được lão Thiết tín nhiệm. Bằng không, những người bình thường khác phỏng chừng lão Thiết sẽ khuyên Diệp Phàm dừng ở đó thôi và không can thiệp vào nữa rồi. Lão Thiết hiện giờ đã ở Bộ Công an, cách anh ta làm việc cho người khác dần dần thiên về lý tính. Không nóng vội như khi làm việc ở tổ đặc nhiệm A. Điều này chứng tỏ, Thiết Chiêm Hùng đã chín chắn rồi. Số 1 và số 2 không còn đất diễn rồi, mà nhân vật số 3 Trung tướng Lâm Đống Quốc lại luôn chẳng mấy hài lòng với Lan Viễn Kim và Dương Đào Quốc đến từ bên quân đội. Nghe nói Đằng Các là do Dương Đào Quốc đề cử, muốn được tổ phê chuẩn hẳn là không có bao nhiêu khả năng rồi. Nhiều nhất cũng chỉ có Lan Viễn Kim ủng hộ anh ta thôi, các ủy viên khác của tổ đặc nhiệm A chẳng mấy quan tâm đến hai người bọn họ. Cho nên, Đằng Các không phải là đối thủ của Trương Cường. Phỏng chừng sắp bị đào thải khỏi cục rồi. Diệp Phàm nói,
Nói như vậy, bốn vị số một số hai cộng thêm Lan Viễn Kim và Dương Đào Quốc Anh đều loại rồi. Chín vị này lập tức mất đi bốn phiếu, nếu anh muốn thắng, trừ phi tranh thủ được tất cả những người còn lại. Chuyện này quá khó khăn. Hơn nữa, tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nhìn của anh về đằng các. Lan Viễn Kim và Dương Đào Quốc hợp tác với nhau thực lực cũng tương đối đấy. Ví dụ như, Đới Thành dường như có hai thân phận. Vừa là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A vừa là phát ngôn viên của chín người đứng đầu. Lời nói của anh ta tương đối có trọng lực. Tuy nhiên, thân phận Đới Thành có chút mơ hồ, dường như chưa được bên tổ đặc nhiệm A chính thức thừa nhận. Điều này, chuyện liên quan đến anh ta có chút kỳ lạ. Mà tướng quân kế Vĩnh Viễn trước kia đảm nhận chức phó bộ trưởng thường trực an ninh quốc gia, tiếp xúc với quân đội tương đối chặt chẽ. Tướng quân kế Vĩnh Viễn có thể bị Dương Quốc Đào lôi kéo hay không cũng rất khó nói. Thiết Chiêm Hùng nói, Lâm Đống Quốc sẽ phản đối đằng các, nhưng ông ta chưa chắc phản đối đồng chí Tiền Sâm do Cung Khai Hà và Tây Môn Đông Hồng liên kết đề cử. Nếu Lâm Đống Quốc lại tán thành nữa, bên chúng ta cơ bản chẳng làm ăn được gì rồi. Diệp Phàm nói, không hẳn, tôi cảm thấy Lâm Đống Quốc thật ra sẽ biểu hiện khác thường. Cậu quên rồi, trong cuộc chiến Sahara đồng chí nguyên tổ phó thường trực Nghiêm Thế Kiệt của chúng ta đã hy sinh. Vị trí tổ phó vẫn để trống này thực ra ai ai cũng nhắm vào. Mà Lâm Đống Quốc và Kế Vĩnh Viễn đều muốn tranh giành. Đương nhiên, lúc đó Kế Vĩnh Viễn vừa mới vào tổ đặc nhiệm A, phỏng chừng biết đất diễn của mình không lớn, chỉ có thể mơ mộng chút thôi. Mà Lâm Đống Quốc không giống vậy, ông ta chính là nhân vật số 3 trong tổ đặc nhiệm A chỉ xếp sau Nghiêm Thế Kiệt. Sau khi Nghiêm Thế Kiệt hy sinh, theo lý mà nói nên đến lượt Lâm Đống Quốc đi lên. Kết quả lại là Tây Môn Đông Hồng từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến trong lòng Lâm Đống Quốc tương đối buồn bực. Cho nên, lúc tối họp, nói không chừng đồng chí Lâm vừa nghĩ đến chuyện này liền nổi cơn tam bành đấy. Cậu tốt nhất là làm cho ông Lâm lúc họp càng tức giận càng tốt. Thiết Chiêm Hùng cười đen tối, bản sắc kiêu hùng lộ rõ. Làm cho ông ta tức như thế nào, anh Thiết nói rõ một chút đi, hiện tại chỉ còn mấy tiếng nữa, tôi không kịp suy nghĩ. Diệp Phàm không ngại học hỏi cấp dưới. Đơn giản thôi, nếu sự việc đã xuất phát từ Nghiêm Thế Kiệt. Vậy cậu chỉ cần trong lúc vô ý nhắc đến ông Nghiêm một chút, nhất định sẽ khiến Lâm Đống Quốc nhớ tới vị trí đã bị cướp mất kia. Thiết Chiêm Hùng cười khan một tiếng. Thủ đoạn thật anh Thiết. Diệp Phàm thiếu chút nữa vỗ tay khen hay. Lâm Đống Quốc có thể xử lý như thế, tuy nhiên, Thôi Kim Đồng lại khiến người ta khó xử lý. Tranh thủ ông ta như thế nào tôi vẫn chưa nghĩ ra. Mà quan hệ giữa Đới Thành và tôi cũng không tệ lắm, hơn nữa, nghe nói công lực của Đới Thành đã đạt đến thất đẳng tầng cao nhất rồi. Cho nên, Phàm là người luyện võ, không vị nào không hy vọng cảnh giới của mình càng cao, công lực càng cao. Đặc biệt là những đồng chí chính thức của tổ đặc nhiệm A. Bản lĩnh càng cao chẳng khác nào mở ra cánh cửa thăng tiến cho mình. Không phải cậu đã hết Lôi Âm Cửu Long Hoàn rồi sao? Nếu không cậu giúp Đới Thành đột phá thế nào? Thiết Chiêm Hùng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ha ha, Sơn Nhân tự có diệu kế, lần này một đám đi theo tôi đến Tam Độc Giáo công lực đều tăng cao. Cho nên, tôi muốn dùng biện pháp Sửu Vô Đoan thử một chút. Tuy rằng biện pháp này có chút nguy hiểm, hơn nữa, tỷ lệ thất bại tương đối lớn. Không những thế, sẽ tổn hại với cường nhân thi triển phương pháp này, nhưng vì Trương Cường tôi phải liều một chút. Diệp Phàm cười nói. Ông em, vì Trương Cường thì không có gì sai. Nhưng nếu như có tổn hại quá lớn đối với cậu thì tôi đề nghị cậu đừng thử. Hơn nữa, cậu cũng đã nói rồi đấy, cũng sẽ có nguy hiểm đối với Đới Thành. Nếu thất bại chỉ sợ sẽ để lại một cái nhọt trong lòng Đới Thành. Người này vẫn còn trẻ, lại là đại diện của chín người đứng đầu. Tiềm lực được cất nhắc rất lớn. Một đồng chí như vậy cậu nhất định không thể đắc tội. Thiết Chiêm Hùng mặt trở nên nghiêm nghị. Việc này tôi sẽ nói rõ với Đới Thành. Có đồng ý hay không cứ để anh ta quyết định đi. Về phần bản thân tôi, mặc dù có tổn hại nhưng tôi vẫn chịu được. Huống chi là vì Trương Cường, cho dù phải chịu tổn thương lớn nhất tôi cũng làm. Trương Cường vì tôi mà lấy mạng ra giúp tôi làm việc, Diệp Phàm tôi còn giữ lại mạng làm gì? Vì sao không thể ra tay? Diệp Phàm nói đầy vẻ hào sảng. Trong mắt Thiết Chiêm Hùng lóe lên một ánh nhìn bội phục, nói. Nếu thế tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nếu cần tôi giúp cậu cứ nói nhé, đều là vì anh em cả đúng không nào, có điều, Đới Thành có thể nắm bắt được. Tin chắc rằng mặc dù anh ta biết rằng nguy hiểm nhưng cũng sẽ thử một lần. Đối với người luyện võ mà nói,
cảnh giới tăng lên quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hơn nữa, cấp bậc của Đới Thành bây giờ là thiếu tướng. Có lẽ đã mong đợi một ngôi sao biến thành hai ngôi sao từ lâu rồi. Trung tướng, là giấc mộng của mọi quân nhân. Tuy nhiên, Đới Thành muốn thành trung tướng thế nào trước tiên cũng phải tăng cảnh giới lên mới được. Đây là chỉ tiêu cứng nhắc của chúng ta, không thể vượt qua được, ha ha ha. Đới Thành 8 phần 10 sẽ cắn câu. Chỉ có điều thôi, Kim Đông có chút mơ hồ. Tuy nhiên, tôi cũng có thể tâm sự cùng ông ta. Tỷ như, ông ta không phải cần tình báo hay sao? Hơn nữa, lần trước bởi vì chuyện thu thập tình báo không đắc lực ông ta còn bị đám người Lan Viễn Kim chỉ trích. Cho nên, ông ta đương nhiên hy vọng công tác tình báo do mình phụ trách có thể bước lên một tầm cao mới. Lần này trở về, tôi nắm giữ được một lượng lớn tin tình báo về Ngũ Độc Giáo. Tôi nghĩ, món quà này có lẽ có thể khiến Thôi Kim Đồng bỏ cho Trương Cường một phiếu. Diệp Phàm đột nhiên có vẻ tự tin lên. Còn lại Kế Vĩnh Viễn thì sao? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Ông Kế đúng là phiền toái, người này trước kia nhậm chức ở Bộ An ninh Quốc gia. Bộ này vốn cũng là một bộ rất thần bí. Cho nên, đối với ông ta, tôi không nắm bắt được gì cả. Hơn nữa, tôi cảm thấy lòng dạ người này đặc biệt thâm sâu. Tây Môn Đông Hồng Anh nói lòng dạ thâm sâu, điều đó chắc chắn rồi, nhưng vẫn còn kém Kế Vĩnh Viễn một chút. Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Tây Môn Đông Hồng là cao thủ cửu đẳng, hơn nữa thế lực Tây Môn gia hùng hậu. Tất nhiên, Tây Môn Đông Hồng cũng coi như đại thiếu gia của Tây Môn gia. Ông ta xuất thân nhà quyền quý, tự nhiên cũng có hào khí của nhà quyền quý rồi. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, nói. Cậu nói, không phải Kế Vĩnh Viễn đã tiếp nhận tổ của Cố Toàn hay sao? Đương nhiên rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Cậu nói xem, tướng quân Cố Toàn trước khi nghỉ hưu có phải đã từng đề bạt ông ta không? Thiết Chiêm Hùng nói rõ ra. Đúng rồi, tìm Cố Toàn thôi. Diệp Phàm lập tức mừng rỡ. Chị ngựa chết như ngựa sống đi. Thiết Chiêm Hùng có chút cảm thán lắc đầu nói. Bên Cố Toàn tôi đi nói, cậu thu phục mấy người kia là được. Chúng ta phân công nhau làm việc, mặc kệ kết quả thế nào, cũng phải tranh thủ vì Trương Cường một chút. Tuy là tôi cho rằng không thể làm gì, nhưng cũng phải để cho công khai Hà Lưu Tâm đến Trương Cường mới được. 8 giờ tối, phòng họp tổ đặc nhiệm A. 9 vị ủy viên nòng cốt đến đông đủ. Đồng chí công khai Hà dáng vẻ nghiêm túc đi vào phòng họp. Ông ta quét mắt một lượt, nói. Các đồng chí đều đã đến đông đủ, vậy ta bắt đầu thôi. Gần đây tổ đặc nhiệm A chúng ta đã đánh một trận rất đẹp mặt. Chuyện này là do đồng chí Diệp Phàm dẫn đầu phụ trách. Vậy xin mời đồng chí Thanh Ngọc của tổ tình báo báo cáo một chút trước các đồng chí đang ngồi tại đây. Triệu Thanh Ngọc từ bên ngoài đi vào báo cáo với mọi người chuyện của Tam Độc Giáo. Không ngờ thực lực của Tam Độc Giáo lại dũng mãnh như thế, vậy thì thực lực của Ngũ Độc Giáo, cùng nguồn gốc với Tam Độc Giáo, của nước chúng ta chẳng phải còn mạnh hơn Tam Độc Giáo sao? Nếu thật là như thế, chúng ta lại càng phải cảnh giác. Tuy nói Ngũ Độc Giáo mấy năm nay đều rất thành thật, làm ra vẻ buôn bán trong sạch, nhưng phòng ngừa rắc rối trước khi nó xảy ra vẫn là điều phải làm. Tây Môn Đông Hồng nghiêm túc nói. Đúng vậy, tình báo của chúng ta về Ngũ Độc Giáo vẫn còn rất ít. Lần này nếu như không phải đồng chí Diệp Phàm chỉ huy đội đến hang ổ của Tam Độc Giáo, chúng ta có lẽ đến bây giờ vẫn còn chẳng hay biết gì. Nghe nói thực lực của Ngũ Độc Giáo còn mạnh hơn một ít so với Tam Độc Giáo. Không biết Tổ trưởng Triệu có biết được tình hình cụ thể về Ngũ Độc Giáo hay không? Ý tôi là tình báo gần đây nhất, mà không phải là những tư liệu cũ trước kia. Chủ nhiệm Lan Viễn Kim của phòng liên lạc tổ đặc nhiệm A hơi có vẻ châm chọc, nói. Lần trước cũng bởi vì chuyện tình báo của Triệu Thanh Ngọc mà Lan Viễn Kim và các đồng chí khác phải điều lực lượng qua, những đồng chí khác này bao gồm cả Diệp Phàm. Tất nhiên là đồng chí Lan chấm dứt bằng thất bại, ông này trong lòng có chút không thoải mái. Đương nhiên là có một số ít tình báo mới, tỉ như, tin tình báo mới chúng ta nắm được chênh lệch rất lớn so với tin tình báo chúng ta nắm được trước kia về Ngũ Độc Giáo. Ví dụ như Cung Thu giáo chủ Ngũ Độc Giáo là một đại cao thủ thập nhị đẳng. Tông Vô Thu giáo chủ Tam Độc Giáo cũng là một cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn. So với Cung Thu, về phương diện nội tức hùng hậu vẫn kém hơn một chút. Dù sao, thời gian Cung Thu luyện công vẫn dài hơn Tông Vô Thu. Mà xét về thực lực thuộc hạ của Tam Độc Giáo, bọn chúng có tứ đại trưởng lão, mỗi người đều có thực lực thập đẳng tầng thứ ba trở lên. Mà đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đạt đến cảnh giới thập đẳng đại viên mãn. Dưới các trưởng lão còn có tứ đại kim cương,
đều có thực lực cửu đẳng tầng 3 hoặc đại viên mãn. Lần này chỉ huy Diệp vô cùng lợi hại, trực tiếp đánh cho tứ đại kim cương của tam độc giáo tan tác. Đại kim cương Sa Thiên bị tiêu diệt, nhị kim cương Mã Thạch bị thương. Tam kim cương Tượng Sơn bị giết, tứ kim cương Pháo Động là đàn bà, bị trọng thương. Phỏng chừng trong 2 năm không thể ra tay. Về phần cao thủ tam tứ đẳng phía dưới đã bị chúng tôi tiêu diệt 30 tên. Ngoại trừ những cao thủ cấp cao như Tông Vô Thu và tứ đại trưởng lão, các cao thủ khác gần như đã bị tiêu diệt xấp xỉ một nửa. Tuy nhiên, cuối cùng có một tình huống đặc biệt, xuất hiện một người thần bí tên là Sử Vô Đoan. Người này ở, Triệu Thanh Ngọc nói, chương 2458, sợ hai chữ tư tưởng. Sử Vô Đoan là ai? Làm sao lại lợi hại thế được? Theo tình báo của cô, dường như toàn bộ cao thủ tam độc giáo cộng với tổ đặc nhiệm A hợp sức lại vẫn không phải là đối thủ của Sử Vô Đoan thì phải. Vậy người đó chẳng phải đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết rồi anh sao? Đới Thành kinh hãi hỏi. Tình hình cũng tương tự như vậy, lúc đó hai cao thủ thập nhị đoạn đại viên mãn đánh với Sử Vô Đoan căn bản không chịu nổi một đòn. Đương nhiên, hình như Tông Vô Thu và một vị tiền bối khác lúc đó đang bị thương. Mà mấy vị đội viên của tổ đặc nhiệm A chúng ta lần này có thể may mắn đột phá, cũng là nhờ thủ đoạn âm hiểm của Sử Vô Đoan. May mắn chỉ huy Diệp đã truyền cho chúng tôi bí pháp hộ mệnh, bằng không, phỏng chừng tất cả đều phải ở lại tam độc giáo rồi. Tôi không thể không nói, lần này đi tam độc giáo nếu không phải có chủ huy Diệp liều chết xông pha, có lẽ toàn bộ chúng tôi đều không thể trở về rồi. Đánh giá của Triệu Thanh Ngọc đối với Diệp Phàm trong báo cáo vô cùng cao. Tuy nhiên, bởi vì trước đó Diệp Phàm đã nói kỹ. Cho nên, Triệu Thanh Ngọc cũng không nói ra toàn bộ tin tức liên quan đến Sa Thiên. Đương nhiên, việc này Diệp Phàm đã nói riêng với Triệu Thanh Ngọc. Bởi vì Sa Nhất Đao đồng ý gia nhập tổ đặc nhiệm A rồi. Yêu cầu của tiền bối người ta chính là hy vọng tổ đặc nhiệm A có thể buông tha con của ông ta. Triệu Thanh Ngọc lúc đó cũng ở hiện trường, để giành về được một cao thủ siêu cấp như Sa Nhất Đao, đương nhiên cũng đồng ý. Việc này, Triệu Thanh Ngọc cũng đã báo cáo qua với Cung Khai Hà. Tạm thời Cung Khai Hà đã đồng ý. Một vị tiền bối thập nhị đẳng đại viên mãn khác tên là gì? Kế Vĩnh Viễn không kìm nổi hỏi. Rất xin lỗi kế tướng quân, chuyện này thuộc vấn đề tuyệt mật. Thượng cấp không cho tiết lộ tên. Triệu Thanh Ngọc đứng nghiêm, nói. Vậy thì thôi. Kế Vĩnh Viễn cũng hiểu sâu sắc kỷ luật của tổ đặc nhiệm A, nên cũng không có chút gì là không thoải mái. Tuy nhiên, các vị đồng chí đang ngồi đây trong lòng tương đối chấn kinh. Không thể tưởng được một vị thập nhị đẳng thần bí khác lại không thể để lộ danh tính, vậy thì nhất định trong đó còn rất nhiều khúc mắc. Đúng là tôi đã ra lệnh này, cái này, có một số tình hình chưa được làm rõ. Việc tiết lộ danh tính của người này sẽ bất lợi. Theo lý mà nói tất cả những người ngồi đây đều là một trong những ủy viên nòng cốt của tổ đặc nhiệm A, có chuyện gì cũng có thể nói công khai. Nhưng, kỷ luật tổ đặc nhiệm A mọi người cũng đã rõ, chuyện không nên tiết lộ thì không thể tiết lộ, xin thứ cho Cung Khai Hà thất lễ. Cung Khai Hà vẫn giải thích một chút. Bằng không, chỉ sợ sẽ gây cho mọi người cảm giác bị coi thường. Bởi vì... chuyện về vị tiền bối kia Diệp Phàm và Triệu Thanh Ngọc nhất định đều biết, bọn họ đều có thể biết vậy vì sao những lãnh đạo quan trọng hơn như chúng ta lại không thể biết. Đây chẳng phải là hoài nghi lòng trung thành đối với nước Cộng Hòa của chúng ta hay sao? Chúng tôi biết rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nói, nhưng thật ra đều hiểu được điều này. Tuy nhiên, đồng chí Thanh Ngọc, vừa rồi cô chỉ mới báo cáo thực lực của Tam Độc Giáo. Mà cô không hề nói ra tài liệu về thực lực cụ thể của Ngũ Độc Giáo. Chẳng lẽ điều này cũng thuộc vấn đề tuyệt mật, nếu thật là như thế tôi đây cũng không hỏi nữa. Tây Môn Đông Hồng hỏi, Diệp Phàm cảm thấy tên này dường như có ý gây mâu thuẫn. Diệp Phàm đã mơ hồ cảm thấy người này dường như có địch ý với mình rồi. Phỏng chừng chuyện đề cử Trương Cường người này đã biết, cho nên, đã coi mình là đối thủ tiềm tại. Cái đó cũng không phải, tuy nhiên, nói thật, tôi tuy nói là tổ trưởng tổ tình báo. Nhưng hành động nhằm vào Tam Độc Giáo lần này là do chỉ huy Diệp chủ trì. Còn tôi chỉ là trợ thủ phối hợp với anh ấy mà thôi. Rất nhiều chuyện đều do chỉ huy Diệp chỉ đạo, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể lắm. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu Tam Độc Giáo còn kém hơn Ngũ Độc Giáo, vậy thì thực lực của Ngũ Độc Giáo tuyệt đối còn mạnh hơn cả Tam Độc Giáo. Tăng cường công tác tìm kiếm tình báo về Ngũ Độc Giáo sẽ là nhiệm vụ chủ yếu của tôi trong giai đoạn tới. Triệu Thanh Ngọc nói. Vậy được, đồng chí Diệp Phàm, anh hãy báo cáo với mọi người một chút về tình hình cụ thể mà anh biết về Ngũ Độc Giáo đi.
không sót một chút gì hết, chuyện này rất quan trọng đối với tổ đặc nhiệm A chúng ta. Là tổ phó của tổ đặc nhiệm A, phần lớn thời gian của anh đều là công tác ở chính quyền địa phương. Mà sự vụ bên tổ đặc nhiệm A anh rất ít hỏi thăm. Điều này, cũng là các lãnh đạo suy xét đến thỉnh cầu của anh mà đãi ngộ đặc thù như vậy. Nhưng, anh cũng nên hiểu được tầm quan trọng của những tư liệu hoặc tình hình này đối với tổ đặc nhiệm A, đối với quốc gia. Tây Môn Đông Hồng hỏi, giọng điệu này, nghiễm nhiên là nói với giọng điệu của lãnh đạo ra lệnh cho thuộc hạ. Hơn nữa, câu này nói ra dường như có ý ám chỉ Diệp Phàm không cố hết sức. Tôi không rõ đồng chí Tây Môn nói như vậy là có ý gì. Diệp Phàm hơi tức giận, hừ nói. Ha ha, đồng chí Diệp Phàm, lời này mà nghe không hiểu sao, chính là bảo anh báo cáo tình hình của ngũ độc giáo với đồng chí Tây Môn thôi mà. Không ngờ lão già Dương Quốc Đào lại nhắc lại. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện, lông mày của Cung Khai Hà tuyệt đối đã khe khẽ lay động vài cái. Diệp Phàm ngẫm nghĩ cũng hiểu rồi. Hiện giờ, Trương Cường do chính mình đề cử, Tây Môn Đông Hồng đề cử Tiền Sâm, mà Dương Quốc Đào đề cử Đằng Các. Lúc này còn chưa bắt đầu thảo luận đề tài tiến cử mà ba người đã bắt đầu có mùi thuốc súng. Bắt đầu là quan tâm đến chuyện tam độc giáo, kỳ thực, có khuynh hướng kèn cựa ngầm giữa ba người. Đồng chí Quốc Đào, không phải là báo cáo với tôi mà là báo cáo với tất cả các lãnh đạo đang ngồi đây. Tây Môn Đông Hồng hừ nói. Lời này vừa nói ra đúng là đã hạ thấp Diệp Phàm xuống tận cùng, tất cả đồng chí nơi này đều là lãnh đạo của Diệp Phàm, đó chẳng phải nói Diệp Phàm chỉ là hạng tiểu tốt trong đảng ủy tổ đặc nhiệm A thôi sao? Tình hình thực tế lại không phải như thế, chức vụ của Diệp Phàm trong đảng ủy tổ đặc nhiệm A còn cao hơn cả ba người Đới Thành, Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào. Bởi vì Diệp Phàm là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Còn ba người kia đều là đại biểu được phái tới từ các bộ khác trong cả nước. Giống như Đới Thành là đại biểu của 9 lãnh đạo lớn trong, nhưng chức vụ trong đảng ủy của anh ta còn không bằng Diệp Phàm. Còn Lan Viễn Kim đến từ Bộ Tổng Tham mưu, Dương Quốc Đào đến từ Tổng cục Chính trị. Hai người đều là đại biểu quân đội, kỳ thực, cũng không phải vốn là đội viên tổ đặc nhiệm A. Trong ba người Đới Thành có thân thủ, còn Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào chỉ là người thường. Phỏng chừng biết lưỡng thủ kiện thân quyền. Tây Môn Đông Hồng nói vậy, đối với Diệp Phàm không khác nào khiêu khích. Mà ngay cả đồng chí Cung Khai Hà cũng liếc Tây Môn Đông Hồng một cái cảnh cáo. Vậy được, tôi xin tuân lệnh lãnh đạo Tây Môn Đông Hồng tổ phó thường trực tổ đặc nhiệm A báo cáo với tình hình của ngũ độc giáo. Diệp Phàm vừa nói xong, đột nhiên đứng lên, thận trọng chào mọi người theo đúng nghi thức quân đội tiêu chuẩn, môi Cung Khai Hà động đậy một chút nhưng không phát ra âm thanh gì. Tuy nhiên, Diệp Phàm sau khi đặt tay xuống lại nhấc chén trà trên bàn lên để uống. Dường như mùi vị trà long tỉnh bình thường này không tồi, Diệp Phàm uống vào một ngụm còn chậm gì gì híp hai mắt lại, rất có dáng vẻ đang phẩm trà. Đồng chí Diệp Phàm, nơi này là đảng ủy của tổ đặc nhiệm A, anh có thể bắt đầu được rồi. Tây Môn Đông Hồng giơ tay gõ nhẹ xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm chăm chăm. Điều này, tất nhiên là do hành vi khiêu khích rất rõ ràng của Diệp Phàm đã chọc giận Tây Môn Đông Hồng. Anh coi tổ phó thường trực tôi là lương khô có phải không? Đúng đúng đúng, đồng chí Tây Môn nói đúng lắm, đồng chí Diệp Phàm, hy vọng anh có thể nghiêm túc một chút. Dương Quốc Đào lại thêm dầu vào lửa. Báo cáo các vị lãnh đạo, cung thu của ngũ độc giáo đã đạt tới cảnh giới thập nhị đẳng đại viên mãn. Tôi tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta, tin chắc rằng các vị đang ngồi đây cũng không ai có thể làm đối thủ của ông ta, bao gồm cả đồng chí Tây Môn, về phần đồng chí Dương Quốc Đào, càng không thể so sánh được, không chừng một đấm liền bay mất. Lời tôi báo cáo đã xong. Cảm ơn. Giọng nói của Diệp Phàm rất vang dội, vừa nói xong liền đặt mông ngồi xuống. Lập tức cả phòng họp câm bặt. Đồng chí Diệp Phàm, lời này của anh có ý gì? Thái độ của anh là thế nào đây? Dương Quốc Đào tôi vốn không hiểu quốc thuật, tôi chỉ làm công tác tư tưởng thôi. Chẳng lẽ tổ đặc nhiệm A không cần công tác chính trị tư tưởng? Đảng từ trước tới nay vẫn chú trọng việc triển khai công tác tư tưởng đối với các cán bộ. Nếu như không có những người như chúng tôi, anh sẽ phạm sai lầm đấy. Tư tưởng xảy ra vấn đề, còn nghiêm trọng hơn vấn đề trên nắm đấm. Người ta nói, tứ chi phát triển chính là chỉ những người thô lỗ không có đầu óc. Dương Quốc Đào cũng không nhịn được nữa, Diệp Phàm anh cũng đã nhắm vào tôi quá rõ ràng rồi. Chỉ mặt gọi tên không nói, trong giọng nói còn hết sức khinh bỉ. Chúng tôi đều là một đám thô lỗ, đồng chí Quốc Đào, anh đến hang ổ của tam độc giáo xem. Không ngờ đồng chí Đới Thành tức giận đầu tiên.
Đới Thành tuy nói là chủ nhiệm ban liên lạc do Ủy ban 9 lãnh đạo chính trị lớn phái tới. Nhưng, Đới Thành cũng là đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Bởi vì, anh ta có thân thủ thất đẳng tầng cao nhất. Đồng thời, lời này của Dương Quốc Đào đã đắc tội với tất cả những đồng chí trong một tổ chức lấy nắm đấm làm chỉ tiêu như tổ đặc nhiệm A. Trở thành đám rác rưởi đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đúng đúng, tư tưởng ấy mà, đều ở trong đầu đúng không, đầu óc chỉ huy thân thể mà. Nói vậy đồng chí Quốc Đào đã luyện qua thiết đầu công, cái đầu này ngay cả độc cầu của Tam Độc Giáo cũng không hề hấn gì với anh rồi, lợi hại hơn nhiều so với nắm đấm của đám thô lỗ chúng tôi, ai khiến trong đầu óc người ta tràn đầy tư tưởng chứ, có đúng không? Đồng chí Lâm Đống Quốc tổ phó tổ đặc nhiệm A châm chọc nói. Người ta lão Dương nói cũng có lý đó. Tổ phó Thôi Kim Đồng hơi có vẻ kỳ quặc khen một câu, sau đó liếc nhìn mọi người một cái, nói. Đầu óc chỉ huy súng. Đương nhiên tư tưởng chỉ huy súng rồi. Tuy nhiên, đồng chí Quốc Đào chỉ dùng đầu, chiêu này tương đối cao. Người ta đã thăng lên đến mức không cần dùng đến quyền cước mà chỉ dùng đầu óc rồi. Đây là cảnh giới gì chứ? Trong tiểu thuyết của Huỳnh Dịch có nói tới cảnh giới này, hẳn là nên gọi là dùng sức lực tinh thần giết địch đúng không? Cái này vô chiêu mà thắng hữu chiêu, vô quyền mà thắng hữu chiêu. Đám thô lỗ chúng ta đều kém xa rồi. Thôi Kim Đồng sau khi nói xong cũng ha ha cười không ngừng. Các vị đồng chí, các vị xuyên tạc ý của tôi rồi. Ý của tôi không phải nói võ công không tốt, mà chỉ là cường điệu một chút tầm quan trọng của tư tưởng thôi. Đương nhiên, đúng như tổ trưởng thôi đã nói, đầu óc chỉ huy súng, mà súng này hẳn là thân thể rồi. Các vị thử nghĩ xem, một thân thể nếu không có tư tưởng chẳng phải là người sống đời thực vật hay sao? Người sống đời thực vật mặc dù có cảnh giới trong truyền thuyết nhưng bọn họ sẽ sử dụng bằng cách nào? Cho nên, nhận thức trên tư tưởng, khống chế bản thân là điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, lời tôi vừa nói là nhằm vào lời của đồng chí Diệp Phàm mà bàn luận. Các vị đều thấy đó, kiểu thái độ này của đồng chí Diệp Phàm là không được. Tổ đặc nhiệm A là tổ chức đặc biệt của quốc gia, là một trong những bộ đội chủ lực thần bí nhất của nước Cộng Hòa. Nếu đồng chí Diệp Phàm đã đến Tam Độc Giáo, mà đồng chí Triệu Thanh Ngọc lại gợi ý rằng tình huống cụ thể của ngũ độc giáo đồng chí Diệp Phàm có biết. Nhưng đồng chí Diệp Phàm nói sao? Cậu ta không nói ra, đây là ý gì? Kết quả mà loại thái độ này mang lại sẽ gây nên những cái giá phải trả rất thê thảm và nghiêm trọng. Thưa các đồng chí nghĩ mà xem, nếu như nói, tôi chỉ nói ví dụ. Nếu một số cao thủ ngũ độc giáo dùng độc công gì đó nguy hại cho quần chúng, chúng ta biết lai lịch của bọn chúng sẽ vô cùng hữu dụng đối với việc bắt giữ và khống chế bọn chúng. Nếu không hiểu rõ, đến lúc đó không hiểu gì mù mờ phái người đi, có lẽ, sẽ bị tổn thất lớn hơn nữa. Dương Quốc Đào bị hai chữ tư tưởng làm cho phát hãi, cho nên, rông dài lâu như vậy cũng không dám tiếp tục nói ra hai chữ tư tưởng. Mà đổi thành thái độ thay thế một cách mơ hồ. Chương 2459, các phương diện đều phải chú ý. Đồng chí Quốc Đào nói rất có lý. Công việc của chúng ta rất nghiêm túc, hơn nữa, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ hơi bất cẩn một chút, về phương diện nhỏ sẽ là mất đi cao thủ của chúng ta, mất đi sinh mạng. Phương diện lớn hơn, chính là gây nên tai họa ngầm cho an ninh quốc gia. Tôi hy vọng đồng chí Diệp Phàm có thể nhìn thẳng vào tầm quan trọng của vấn đề này. Báo cáo rõ ràng tình huống có liên quan đến ngũ độc giáo cho tổ chức biết. Để các đồng chí tổ tình báo xây dựng kho tư liệu lưu trữ. Để sau này có xảy ra những chuyện tương tự sẽ tiện cho các thành viên của tổ hành động điều tra. Ông thấy tôi nói có đúng không lão thôi? Tây Môn Đông Hồng người này thật đúng là độc ác, bởi vì đồng chí Thôi Kim Đồng là tổ phó phụ trách bộ phận tình báo. Mà lần trước bởi vì tổ tình báo không biết gì về Tam Độc Giáo cho nên bị nhiều thành viên đảng ủy chê trách. Mà Tây Môn Đông Hồng làm như vậy chẳng phải là muốn kéo Thôi Kim Đồng cùng phê phán Diệp Phàm hay sao? Chỉ cần có thể chèn ép được vẻ kiêu ngạo của Diệp Phàm xuống thì lúc thảo luận đề tài thứ hai sau đây, liên quan đến chuyện tiến cử người, Diệp Phàm sẽ thua ngay. Hơn nữa, nếu có thể khơi ra một số đồng chí trong đảng ủy bất mãn với Diệp Phàm trước khi chuyện này bắt đầu, vậy chẳng phải ở vấn đề thứ hai đã loại bỏ thành công một đối thủ đáng gờm rồi hay sao? Kỳ thực! Tây Môn Đông Hồng đã không hài lòng đối với Diệp Phàm tuổi trẻ mà đã được sủng ái. Lần trước Tây Môn Đông Hồng đến Tống gia làm việc lại bị Tống Thanh làm mất hết mặt mũi, cuối cùng vẫn là Diệp Phàm ra tay mới giải quyết được chuyện này. Mà đồng chí Cung Khai Hà vẫn luôn sủng ái Diệp Phàm, nghiễm nhiên có vẻ muốn đào tạo Diệp Phàm thành tổng tổ trưởng tổ đặc nhiệm A nhiệm kỳ tiếp theo.
Tây Môn Đông Hồng năm nay tuổi tác cũng không lớn, hơn 40 tuổi. Dã tâm của ông ta rất lớn. Tự nhiên cho rằng, sau vài năm đồng chí Cung Khai Hà này về hưu, cái ghế tổng tổ trưởng tổ đặc nhiệm A này hẳn là sẽ chuyển đến mình. Tuy nói Diệp Phàm vẫn nhấn mạnh không muốn chuyên môn công tác tại tổ đặc nhiệm A. Nhưng, lời này Tây Môn Đông Hồng căn bản không tin. Bởi vì, quyền lực tổ đặc nhiệm A trao cho cá nhân quá lớn. Người ta nói quyền lực của công an rất lớn, nhưng so sánh với tổ đặc nhiệm A chẳng qua chỉ là hạt cát. Hiểu rõ quyền lực của tổ đặc nhiệm A, Tây Môn Đông Hồng đương nhiên không muốn đánh mất thứ này. Hơn nữa, cơ hội gặp 9 người lãnh đạo lớn quốc gia của tổng thủ lĩnh tổ đặc nhiệm A sẽ càng nhiều. Cho nên, trong tiềm thức Tây Môn Đông Hồng đã coi Diệp Phàm là một trong những đối thủ tiềm tại đáng gờm. Tin rằng đồng chí Diệp Phàm có giác ngộ này, khả năng giác ngộ của tất cả các đồng chí tổ đặc nhiệm A chúng ta đều rất cao. Lúc này, lão già Lan Viễn Kim lại bỏ thêm một mồi lửa. Nhất thời, tất cả các ủy viên đều nhìn về phía Diệp Phàm. Tây Môn Đông Hồng và Dương Quốc Đào khóe miệng đều khẽ nhếch lên mỉm cười, bọn họ đang liên thủ chọc giận Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm bị chọc giận, nổi trận lôi đình nhất định sẽ bị mọi người phê bình, vậy hôm nay hai người bọn họ đều loại bỏ được một đối thủ. Ha ha, tôi tin rằng đồng chí Diệp Phàm sẽ đưa tư liệu trực tiếp cho chúng ta. Từ biểu hiện của đồng chí Diệp Phàm là có thể nhìn ra được mà. Nếu như anh ấy không yêu tổ đặc nhiệm A của chúng ta, căn bản cũng không liều mạng xông vào Tam Độc Giáo. Không giống một số đồng chí chỉ biết mạnh mồm nói suông, đến khi tay không vào trận thì không nói được lời nào. Thái độ của Thôi Kim Đồng rất quỷ dị, chỉ nhắc nhở Diệp Phàm một chút chứ không trực tiếp đồng ý với Tây Môn Đông Hồng. Hơn nữa, ngược lại còn ám chỉ một số đồng chí chỉ biết khua môi múa mép. Dương Quốc Đào và Lan Viễn Kim hai người môi khẽ động, hai người cũng có chút bất mãn với lời Thôi Kim Đồng nói. Tuy nhiên, hai người cũng không hé răng. Tất nhiên có chút lo lắng càng nói sẽ càng bị vây công. Lần trước công kích vấn đề phụ trách tình báo của Thôi Kim Đồng hai người đã không gặt hái được gì hay ho, lần này tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm đương nhiên đều quan sát thấy hết tất cả. Ha ha ha, tôi vừa rồi đã báo cáo tình huống cụ thể của Ngũ Độc Giáo với các vị lãnh đạo. Phải biết rằng, tuy nói lần này tôi là chỉ huy cứu người ở Tam Độc Giáo. Nhưng chúng tôi cũng không nhìn thấy bất cứ người nào của Ngũ Độc Giáo. Bởi vậy, cũng chỉ có thể nói giống đồng chí Thanh Ngọc, từ Tam Độc Giáo có thể phỏng đoán của Ngũ Độc Giáo nhất định còn hùng mạnh hơn. So với Tam Độc Giáo chỉ có hơn không có kém. Diệp Phàm tất nhiên sẽ không mắc mưu, tên này khôi phục bình tĩnh, không ngờ thản nhiên cười nói. Tây Môn Đông Hồng và Dương Quốc Đào hai người tất nhiên trong lòng có chút buồn bực. Tuy nhiên, Tây Môn Đông Hồng lại hỏi. Đồng chí Diệp Phàm, tình báo của chúng ta không thể suy đoán. Nói lời thật, đưa ra sự thực, công tác tình báo của chúng ta liên quan đến sinh mạng của mỗi một vị thành viên và sự an toàn của an ninh quốc gia, không thể đại khái qua loa. Tiền bối Chiêm Thiên Hữu của Triều Thanh đều có thể yêu cầu nhân viên làm việc nghiêm túc. Những người hiện đại chúng ta chẳng lẽ còn không bằng một vị tiền bối trước giải phóng. Huống chi, tính nghiêm túc của công tác tổ đặc nhiệm A yêu cầu chúng ta không thể qua loa đại khái được. Về phương diện tình báo, bất luận phỏng đoán hoặc ước lượng gì đều không thể dùng. Cho nên, tôi muốn hỏi đồng chí Diệp Phàm, anh dựa vào cái gì mà khẳng định thực lực của Ngũ Độc Giáo mạnh hơn Tam Độc Giáo rất nhiều? Đưa ra bằng chứng của anh, bằng không, Tây Môn Đông Hồng tổ phó phụ trách công tác hàng ngày của tổ đặc nhiệm A, tôi có quyền yêu cầu đồng chí Diệp Phàm nói rõ ràng những điều này ra. Nếu đồng chí Diệp Phàm anh nói đây là ước lượng hoặc phỏng đoán, tôi sẽ phê bình những lời nói qua loa đại khái của anh, điều này là không thể được. Tây Môn Đông Hồng chèn ép từng bước, Diệp Phàm phát hiện, ngay cả Cung Khai Hà cũng nhíu mày. Ừ, thái độ làm việc của đồng chí Tây Môn chính là tấm gương sáng để tôi học tập. So sánh hai bên, cách làm của một số đồng chí thực sự là thiếu thỏa đáng. Hy vọng một số đồng chí có thể nhận thức được sai lầm của mình, kịp thời sửa chữa thái độ đi đúng quỹ đạo. Bằng không, nếu như cần đến những đồng chí khác trong tổ giúp anh điều chỉnh thái độ thì không hay lắm. Ảnh hưởng không tốt đúng không nào? Đồng chí Dương Quốc Đào lại nói tiếp, ông này vẻ mặt rất nghiêm túc, đúng là rất có tác phong của người tham gia vào công tác chính trị tư tưởng. Lời này vừa nói ra, có ai còn không hiểu đồng chí nào đó là ai? Đồng chí Tây Môn, đồng chí Quốc Đào, không phải tôi vừa mới nhấn mạnh rồi sao, tôi không những chưa đi đến Ngũ Độc Giáo, nói đến hiện giờ, tôi còn chưa tiếp xúc với bất kỳ một môn đồ nào của Ngũ Độc Giáo. Chỉ là đi Tam Độc Giáo một chuyến.
không phỏng đoán mà anh bảo tôi phải cung cấp tư liệu trực tiếp chuẩn xác, anh đang làm khó người khác rồi. Thực ra tôi lại muốn hỏi lãnh đạo Tây Môn, nếu như anh phụ trách sự vụ hàng ngày của tổ đặc nhiệm A, tôi đây xin hỏi, anh nắm giữ bao nhiêu tư liệu về ngũ độc giáo? Là tổ phó thường trực của tổ đặc nhiệm A, tin chắc rằng anh đã đi qua ngũ độc giáo và ít ra cũng đã tiếp xúc với giáo đồ của ngũ độc giáo rồi đúng không? Tôi muốn lắng nghe một chút. Hơn nữa, nếu như Diệp Phàm tôi không cung cấp, có phải là không làm tròn bổn phận không? Các anh chẳng phải sẽ mượn danh nghĩa tổ chức mà công khai xử tội Diệp Phàm tôi sao? Một số đồng chí còn tuyên bố phải sửa chữa thái độ của tôi, Diệp Phàm tôi tự thấy thái độ mình là bình thường, không cần phải sửa chữa gì cả. Thực ra một số đồng chí cần tỉnh táo nhận ra tư tưởng thái độ của mình có vấn đề. Rót những suy nghĩ lấy tổ tiên làm chủ, những suy nghĩ này không được. Ví dụ như ngũ độc giáo. Đó là một giáo phái trời độc từ lâu đời, trong đó giống cung thu giáo chủ đương nhiệm của bọn chúng lại là cao thủ thập nhị đẳng đại viên mãn. Thử hỏi trong chúng ta những người ngồi đây vị nào có thể chống lại chúng, đừng nói những vấn đề khác, chỉ riêng việc tìm kiếm tư liệu về bọn chúng thôi đã tương đối khó khăn rồi. Một khi bị bọn chúng phát hiện, đội viên nào được chúng ta phái đi có thể trở về được hay không? Đối với vấn đề này, tôi rất thông cảm với sự gian nan của các đồng chí tổ tình báo. Chuyện hiện tại chúng ta cần làm là giúp đỡ bọn họ lấy được tư liệu về ngũ độc giáo. Mà không phải là chỉ trích này nọ, chỉ khua môi múa mép thì có tác dụng gì. Muốn làm thì phải cứng rắn, nếu không, nếu như các anh cứ nhất định muốn Diệp Phàm tôi cung cấp tư liệu về ngũ độc giáo, vậy cũng được. Vậy thì mời đồng chí vừa rồi ý chỉ hành vi của Diệp Phàm tôi không thỏa đáng đi cùng tôi đến ngũ độc giáo một chuyến. Chúng ta cùng nhau do thám, tuy nhiên, nói thẳng nói thật là. Đến lúc đó tùy vào bản lĩnh của mỗi người, nếu như không thể trở về đừng trách Diệp Phàm tôi. Ngôn từ của Diệp Phàm bắt đầu sắc bén. Công tác mọi người phụ trách khác nhau, bằng không, tại sao tổ đặc nhiệm A chúng ta phải chia làm 8 phòng? Có người làm công tác tư tưởng, có người sắp xếp nhân sự. Còn có những chuyên gia làm nghiên cứu ở tổ khoa học năng lượng không phải sao? Chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm anh cũng bảo những chuyên gia già trói gà không chặt cũng tay không ra trận đi tìm kiếm tư liệu hoặc tấn công? Đó là vấn đề về phân công phụ trách, tấn công có tổ công kích. Nghiên cứu có các chuyên gia nghiên cứu không phải sao? Lan Viễn Kim mặt Seto chút khó coi nói. Ha ha, vậy ý của đồng chí Viễn Kim là, ví dụ như Thôi Kim Đồng tôi phụ trách phương diện tình báo thì những công tác thu thập tình báo này phải do thành viên tổ tình báo chúng tôi đi làm phải không? Mà đồng chí Lan Viễn Kim anh có thể đứng ngoài cuộc. Kỳ thực, trong lòng những người ngồi đây đều hiểu rõ. Nhị bộ tam bộ của Bộ Tổng Tham mưu cũng là cơ quan tình báo thuộc quân đội, đều là vì nước Cộng Hòa, sao có thể tách riêng công việc tình báo ra? Chẳng lẽ bên quân đội các anh trong tình huống ngẫu nhiên nào đó nắm giữ tình báo về một phương diện nào đó của ngũ độc giáo các anh có thể giấu đi không cung cấp cho chúng tôi hay sao? Đây là tư tưởng gì thế? Tư tưởng địa phương chủ nghĩa điển hình. Rất hẹp hòi, loại tư tưởng nhận thức này sẽ gây ra vấn đề rất lớn đấy. Điểm chung giữa chúng ta đều là vì an ninh quốc gia. Phải hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, nói về quyền lực nước Cộng Hòa đã cho tổ đặc nhiệm A, bất cứ bộ nào của quốc gia đều có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp tình báo cho tổ đặc nhiệm A. Bao gồm cả quân đội, bởi vì, tổ đặc nhiệm A chúng ta mới là một bộ lực lượng mạnh nhất, thần bí nhất, đầu tư nhiều tiền bạc nhất. Cho nên, về phương diện tình báo tôi hy vọng các đồng chí đều có thể giúp đỡ tổ tình báo, mà không nói đến gì mà phân công phụ trách, chỉ quan tâm đến lãnh vực của mình. Đương nhiên, tôi cũng không nói công việc chủ yếu yêu cầu các anh làm, chỉ giúp đỡ hoặc có cơ hội giúp đỡ thì giúp đỡ một tay phải không nào. Mà không phải gặp chuyện liền lần lữa trốn tránh trách nhiệm. Thôi Kim Đồng mặt nghiêm túc, đương nhiên là nhắm vào Lan Viễn Kim. Mà đương nhiên, Thôi Kim Đồng cũng nhắm vào Diệp Phàm một chút. Được rồi, về tư liệu ngũ độc giáo tổ tình báo tăng cường thu thập. Còn những đồng chí khác cũng không thể không đếm xỉa đến, có nghĩa vụ giúp đỡ thu thập. Tổ đặc nhiệm A chúng ta là một chỉnh thể, tuy nói chia làm các phòng ban nhỏ, nhưng mục tiêu đều giống nhau. Xây dựng tổ đặc nhiệm A cho tốt, an ninh quốc gia cũng có thể có được sự bảo đảm vững chắc. Cung Khai Hà rốt cuộc đã lên tiếng, ông ta gõ nhẹ bàn một cái, vẻ mặt nghiêm túc liếc một vòng, nói. Chúng ta tiến vào thảo luận đề tài tiếp theo, lần này liên quan đến việc đề bạt vài chức vụ. Một thiếu tướng, hai đại tá. Mà những đồng chí phù hợp điều kiện trong tổ chúng ta đã được đồng chí Tây Môn chủ trì chọn ra. Về vấn đề đề cử, các đồng chí thảo luận cởi mở một chút. Việc này, tối nay sẽ quyết định luôn.
cũng có lợi cho việc triển khai công tác năm nay, bằng không, cả ngày bận rộn những việc này, cứ kéo dài mãi cũng không hay. Quyết định sớm bao nhiêu có thể khiến các đồng chí an tâm làm việc bấy nhiêu, những đồng chí chưa được lên chức sau này cố gắng hơn là được. Những đồng chí lên chức phải không ngừng cố gắng hoàn thành tốt công việc. Nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh một chút, kinh nghiệm và lý lịch phải suy xét, nhưng, năng lực các phương diện khác cũng không thể không để mắt đến. Tôi không hy vọng đề bạt lên rồi mà chỉ có kinh nghiệm lý lịch mà không có năng lực. Đương nhiên, tôi tin tưởng các đồng chí của chúng ta đều là những đồng chí có năng lực. Nhưng năng lực cũng chia lớn nhỏ, kinh nghiệm lý lịch cũng có sâu có cạn đúng không nào? Hai phương diện này không thể thiếu một, phải suy xét cả hai để chọn lựa. Chương 2460, vạch rõ ngọn ngành. Cung Khai Hà đưa ra một số điều kiện đề cử, Diệp Phàm vừa nghe trong lòng đã muốn chửi má nó. Nếu chỉ xét riêng kinh nghiệm lý lịch thì Trương Cường trước tiên sẽ thua Tư lệnh Tiền Lâm của căn cứ Đại Hùng Sơn một bậc. Mà các số liệu về phương diện năng lực cũng khá mơ hồ, bởi vậy cũng không thể chứng minh Trương Cường mạnh hơn Tiền Sâm nhiều. Cung Khai Hà vừa nói ra hai điều kiện này, phương hướng nhắm tới đã khá rõ ràng rồi. Những người ngồi ở đây đều là cáo già cả, có ai không hiểu đạo lý này? Xem ra, Cung Khai Hà đã quyết tâm để danh ngạch thiếu tướng này cho Tiền Sâm rồi. Đồng chí Đằng Các rất tốt, đã nhiều lần tham gia những hành động quy mô lớn. Hơn nữa, mấy năm trước trong trận Mekong Sahara biểu hiện cũng rất nổi trội, vinh quang nhận được hai bậc công. Dương Quốc Đào bắt đầu thổi phồng Đằng Các lên. Ông ta nhìn Diệp Phàm một cái nói. Đồng chí Diệp Phàm, tôi nhớ trận chiến Sahara là do đồng chí Lão Nghiêm phụ trách, sau rồi anh làm người chỉ huy đội thứ hai đi qua đó. Sau khi Lão Nghiêm hy sinh hành động lần đó do anh toàn quyền phụ trách, đồng chí Đằng Các liền đi theo anh. Về biểu hiện của cậu ta hẳn anh là người rõ ràng rất. Bằng không, sau khi trở về cũng sẽ không được ghi hai bậc công đúng không? Lão già này, muốn lợi dụng ta sao? Diệp Phàm cười lạnh trong bụng một tiếng, gật gật đầu nói. Đúng vậy, lần đó, nói một cách chuẩn xác hẳn là đội thứ ba do tôi phụ trách. Mà lúc đó ngay cả vương bài của tổ đặc nhiệm A chúng ta đã cũng hiện thân. Chiến đấu vô cùng thảm thiết, ôi, đồng chí Nghiêm Thế Kiệt của chúng ta đã hy sinh anh dũng rồi. Lần hành động đó đồng chí nào cũng dốc sức, hoàn toàn không để ý đến sống chết, mà khi đó đồng chí Đằng Các đang giúp đỡ đồng chí Trương Cường. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Trương Cường, đồng chí cũng biểu hiện hết sức anh dũng. Sau khi kết thúc hành động đồng chí Trương Cường nói là đồng chí Đằng Các đã giúp đỡ anh ta đánh chết ba gã đội viên đặc chiến ngoại quốc. Hơn nữa, bản lĩnh của ba gã bị giết kia còn cao hơn Đằng Các. Đồng chí Trương Cường nói, may mắn cho đồng chí Đằng Các giúp đỡ. Bằng không muốn đánh được ba tên đó đúng là rất khó. Diệp Phàm nói, Dương Quốc Đào vừa nghe, thiếu chút nữa chửi má nó. Trong lòng tự nhủ, anh đang khen Đằng Các hay là khen Trương Cường thế? Việc này đương nhiên là sự giảo hoạt của Diệp Phàm khiến cho đồng chí Lão Dương cực kỳ tức giận rồi. Đằng Các anh dũng, Diệp Phàm đã thừa nhận. Nhưng, anh ta có anh dũng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là giúp đỡ mà thôi. Diễn viên chính mới là Trương Cường. Trương Cường đương nhiên càng anh dũng hơn so với anh ta. Diệp Phàm khéo léo lợi dụng lời nói của Dương Quốc Đào nhưng thật ra lại là lót một đoạn đường cho Trương Cường. Dương Quốc Đào buồn bực, khóe miệng Tây Môn Đông Hồng lại hiện một nét cười khiến người ta nghiền ngẫm. Dường như đang xem hai thằng hề vô dụng làm trò. Bởi vì, Tây Môn Đông Hồng biết, Trương Cường cho dù có anh dũng đến đâu, Đằng Các có biểu hiện nổi trội đến đâu thì lần thăng hàm này cũng không có phần của bọn họ. Tây Môn Đông Hồng hoàn toàn lấy tư thế của người chiến thắng xem hai người Dương, Diệp tốn công tốn sức. Ha ha, đồng chí Trương Cường luôn luôn công tác tại báo săn. Binh đoàn báo săn đều là những người kém cỏi từ tứ đẳng trở xuống. Trong cuộc chiến tại Sahara đồng chí Trương Cường mang theo đội viên của báo săn. Tổng bộ phái Đằng Các đi để làm người chỉ huy. Mà Trương Cường mới là người giúp đỡ đồng chí Đằng Các. Đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ mới có vài năm mà anh đã nhớ nhầm rồi sao? Cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi nhé. Dương Quốc Đào thản nhiên cười, tất nhiên muốn ngầm chê bai báo săn. Đồng chí Quốc Đào, điểm này tôi không nhớ nhầm chút nào. Trương Cường mang theo đội viên của báo săn, lúc đó tổng bộ suy xét đến việc đội viên của báo săn dù sao cũng không phải đội viên chính thức của tổ đặc nhiệm A. Cho nên, bản lĩnh kém một chút, bởi vậy mới phái Đằng Các qua giúp đỡ những đội viên mà đồng chí Trương Cường mang theo tiến hành công kích vòng ngoài. Tuy nhiên, sau đó, tình hình đội viên chính thức của chúng ta căng quá, mà ngay cả đội viên của báo săn cũng phải ra trận toàn bộ.
thương vong tương đối thê thảm và nghiêm trọng, bởi vì cuộc chiến quá khốc liệt. Để bảo vệ những đội viên mới của báo săn, Trương Cường chiến đấu rất hăng. Diệp Phàm nói đến đây thì định hô tay hô chân. Không ngờ Dương Quốc Đào đột nhiên lên tiếng ngắt lời Diệp Phàm, nói. Đồng chí Diệp Phàm, hiện tại chúng ta đang thảo luận Trương Cường và Đằng Các ai là người chịu trách nhiệm trong trận chiến Sahara, chứ không phải bảo anh miêu tả quá trình chiến đấu. Diệp Phàm giả vờ kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Quốc Đào nói. Không miêu tả quá trình chiến đấu thì sao có thể khiến các vị lãnh đạo đang ngồi tại đây hiểu được ai là người chịu trách nhiệm? Hơn nữa, đối với người chỉ huy phụ trách hành động lúc ấy là tôi không rõ ai là người chịu trách nhiệm, chẳng lẽ đồng chí Dương Quốc Đào anh còn rõ hơn cả người chỉ huy ở chiến trường là tôi? Hay là đồng chí Quốc Đào nằm mơ đi đến Sahara rồi? Diệp Phàm nói một tràng, sắc mặt Dương Quốc Đào đã tím tái cả vào. Còn những đồng chí khác muốn cười nhưng không khí này lại không thích hợp để cười, cho nên, cả đám đều phải chịu đựng khá khó chịu. Như Thôi Kim Đồng cũng phải giả vờ ngáp để che giấu tiếng cười bật ra khỏi miệng. Đoán chừng là các đồng chí khác thấy biện pháp này của lão Thôi có hiệu quả. Cho nên, lần lượt bắt chước theo, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng hội nghị liên tục vang lên tiếng ngáp. Thủ trưởng Cung, anh nói một chút xem. Lúc đó phái Đằng Các đi có phải là để phụ trách chỉ huy tổ công kích ngoại vi báo săn mà Trương Cường mang theo hay không? Tôi nghe nói lúc đó thảo luận trong hội nghị đã thông qua. Dương Quốc Đào sắc mặt khó coi, hỏi. Cái này cũng lạ, năm đó lúc xảy ra cuộc chiến ở Sahara đồng chí Dương Quốc Đào dường như vẫn đang công tác tại Tổng cục Chính trị. Làm thế nào nhỉ, chẳng lẽ trong 9 vị ủy viên của chúng ta có đồng chí nào đã quên mất kỷ luật của tổ đặc nhiệm A? Tôi một chút cũng không tin có đồng chí nào lại tiết lộ tình hình hội nghị lúc đó ra ngoài phải không nào. Diệp Phàm lúc nói câu này quét mắt nhìn Lan Viễn Kim một cái. Bởi vì lúc ấy lão già này có mặt tại đó. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lan Viễn Kim. Sắc mặt lão già này lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt không tín nhiệm của mọi người xoáy vào mình như vậy, tên này rốt cuộc không nhịn được, chép miệng một cái nói. Điều này không cần đồng chí Diệp Phàm nhắc nhở, thành viên tổ đặc nhiệm A đều nghiêm túc tuân thủ kỷ luật của tổ. Lời của Lan Viễn Kim là để sáng tỏ, trên thực tế cũng là đang tỏ thái độ mình không nói với Dương Quốc Đào bất cứ chuyện nào có liên quan. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, tuy nói năm đó tôi chưa gia nhập tổ đặc nhiệm A, nhưng tôi hiện tại dù gì cũng là một trong những ủy viên thường vụ của tổ. Tôi làm công tác chính trị tư tưởng, tất cả mọi người đều biết. Cho nên... Có một lần dở tài liệu đã vô ý đọc được cuộc chiến ở Sahara. Cuộc chiến ở Sahara đặc biệt tàn khốc, ngay cả vương bài của chúng ta cũng bị trọng thương không thể không rời khỏi tổ. Mà tinh thần những đồng chí như Nghiêm Thế Kiệt rất đáng để chúng ta học tập. Cho nên, muốn làm công tác tư tưởng đương nhiên không thể quên những điều này. Cũng không phải có vị đồng chí nào lắm mồm nói cho tôi cái gì cả. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, sự thật vẫn là sự thật. Tôi nghĩ... Việc này tổ trưởng Cung hẳn biết rõ nhất. Dương Quốc Đào lại muốn kéo Cung Khai Hà vào. Xin lỗi, chuyện này lúc đó chỉ là một chuyện nhỏ. Chúng tôi lúc ấu chuyên chú về vấn đề bổ nhiệm chỉ huy tiền phương và người phụ trách đội. Nhiệm vụ của người chỉ huy tiểu tổ thì giao cho chỉ huy tiền phương sắp xếp. Những chuyện như chuyện tiền tuyến, hẳn là chỉ huy tiền phương rõ nhất. Người ta có câu, tướng ở bên ngoài có lúc không làm theo quân lệnh. Là chỉ huy tiền tuyến. Anh ta sẽ căn cứ tình huống thực tế để xác định người phụ trách tiểu tổ. Nếu đều phải do chúng tôi sắp xếp, chỉ sợ chúng ta chưa quen thuộc tình huống cụ thể ở tiền phương mà thành ra chỉ huy một cách mù quáng, điều này rất bất lợi với nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên, để chỉ huy tiền phương sắp xếp là hợp lý. Lời này của Cung Khai Hà vừa nói ra, mặc dù không nói rõ ai là người chịu trách nhiệm, nhưng đã trả lời ngầm đồng chí Dương Quốc Đào. Bởi vì, Diệp Phàm lúc ấy chính là chỉ huy tiền phương. Chức tổ trưởng này đương nhiên là do chỉ huy sắp xếp. Ha ha, nhớ không rõ thì chuyện này chúng ta không tranh luận nữa. Dương Quốc Đào tìm lối thoát cho mình. Xin lỗi chủ nhiệm Dương, có một chuyện tôi muốn làm rõ, có thể thỉnh giáo anh một chút không? Diệp Phàm lại không dễ dàng để lão già này thối lui như thế. Chẳng ai lại bị người khác đánh cho một gậy mà lại tha cho cả. Anh nói đi. Dương Quốc Đào vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Ha ha, nếu tôi nhớ không nhầm đồng chí Đằng Các năm 2003 cảnh giới chỉ đạt tới ngũ đẳng khai nguyên, mà quân hàm cũng chỉ là thượng tá, chuyện này có thật hay không? Diệp Phàm thản nhiên cười hỏi.
Trong đôi mắt chim ưng PTS khóe miệng Cung Khai Hà không khỏi giật giật. Cái này tôi không rõ lắm. Mặt Dương Quốc Đào trầm xuống thuận miệng nói. Là thật. Không ngờ tướng quân Lâm Đống Quốc đột nhiên xen vào một câu chứng thực. Bởi vì tướng quân Lâm là tổ phó phụ trách phương diện tư liệu của tổ. Lời ông nói đương nhiên cực kỳ có quyền uy. Tướng quân Lâm, tuy nói tư liệu của tất cả các thành viên của tổ đều do anh quản lý, thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A chúng ta không quá nhiều. Nhưng, thành viên vòng ngoài ít nhất cũng hàng chục ngàn phải không? Dương Quốc Đào có ý là nhiều người như vậy sao ông có thể đều nhớ rõ toàn bộ được? Ha ha, rất xin lỗi đồng chí Quốc Đào, toàn thể thành viên tổ tôi không thể nhớ rõ hết. Tuy nhiên, đối với mấy chục thành viên chính thức của tổ đầu ốc Lâm Đống Quốc tôi vẫn có thể nhét vào được. Nói ví dụ như đồng chí Dương Quốc Đào anh sinh năm 1950, năm nay 55 tuổi. 3 tuổi còn chưa biết nói chuyện, lúc đó người trong nhà còn hoài nghi không biết có phải anh bị câm hay không. Sau này 4 tuổi bị một bà chị hàng xóm tát một cái mới bắt đầu nói chuyện. Lúc đó là bởi vì anh bất ngờ cắn vào mặt người ta. Lời này của Lâm Đống Quốc mới nói một nửa, sắc mặt Dương Quốc Đào đại biến, ông đang có ý bôi nhỏ tôi, cho nên vội vàng nói. Ngừng, ngừng. Ngừng gì, còn tiếp, chưa hết mà. Tôi đều nhớ kỹ, bằng không, sao có thể chứng minh tôi nhớ rất dai phải không nào? Đồng chí Quốc Đào, anh cứ coi như là tư liệu làm bằng chứng đi. Lâm Đống Quốc thản nhiên hừ nói. Tổ trưởng Cung, đồng chí Đống Quốc đang đi đầu làm trái kỷ luật tổ. Dương Quốc Đào kêu lên. Ừ, đồng chí Đống Quốc phải chú ý một chút, không thể tùy ý tiết lộ bất kỳ tư liệu nào của thành viên tổ. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi biết rồi, chỉ là nói vài chuyện lúc nhỏ của anh ấy để chứng minh tôi có thể nhớ kỹ thôi. Sau này tuyệt đối sẽ không nói gì. Xin lỗi tổ trưởng Cung, tôi thất lễ rồi. Lâm Đống Quốc nói, nhìn Dương Quốc Đào một cái, lạnh lùng hừ nói. Tuy nhiên, vấn đề vừa rồi đồng chí Diệp Phàm đưa ra đồng chí Dương Quốc Đào vẫn chưa trả lời rõ ràng thì phải. Chương 2461, Hùng Biện. Anh quản lý tư liệu, phương diện này không phải anh rõ nhất hay sao? Dương Quốc Đào giận đùng đùng thốt ra. Tôi biết rõ, tuy nhiên, không được phép, tôi có thể tùy tiện nói ra sao? Lâm Đống Quốc tôi vẫn hiểu sâu sắc kỷ luật của tổ đấy. Nếu như tổ trưởng Cung phê chuẩn, tôi đương nhiên có thể nói. Về phần đồng chí Quốc Đào, ha ha. Lâm Đống Quốc dường như không vừa lòng với Dương Quốc Đào, một vẻ khinh thường hiện rõ lên trên khuôn mặt. Tổ trưởng Cung, nếu đồng chí Diệp Phàm đã đưa ra chất vấn, tôi yêu cầu công bố tư liệu có liên quan của đồng chí Đằng Các ra làm chứng minh. Dương Quốc Đào tức giận mặt đen xì, nói. Cái này, Cung Khai Hà ấp úng 2 tiếng. Tổ trưởng Cung, tôi cũng yêu cầu đưa ra tư liệu có liên quan của đồng chí Đằng Các. Nếu không, lòng tôi khó phục. Năm 2003, đồng chí Đằng Các lên hàm thượng tá, hơn nữa vừa mới lên không lâu. Mà bản lĩnh cũng chỉ là khai nguyên ngũ đẳng. Tổ đặc nhiệm A chúng ta rõ ràng quy định, sao có thể chưa qua cửa quân hàm đại tá mà trực tiếp đề bạt lên cấp bậc thiếu tướng được. Điều này rõ ràng là không hợp lý, hơn nữa, quy định không thể thay đổi kèm theo chính là... Quân hàm đại tá phải có thân thủ lục đẳng mới có thể đề bạt. Mà thiếu tướng cũng nhất định phải là đồng chí có cảnh giới từ lục đẳng trở lên mới được. Trừ phi giống như 2 đồng chí đặc biệt như Dương Quốc Đào và Lan Viễn Kim thì có thể ngoại lệ. Những người khác, chỉ cần là thành viên chính thức của tổ đều phải tuân thủ. Diệp Phàm nói năng không nể nang gì. Hơn nữa còn coi 2 người là những kẻ ngoại lai, chỉ là người khác phái tới giám sát tổ, khơi dậy tình yêu tổ của các ủy viên chính thức của tổ. Không thể không nói, quân cờ này của Diệp Phàm đánh ra vô cùng hay. Tướng quân Lâm, đưa ra tư liệu của đồng chí Đằng Các. Cung Khai Hà cau mày nói. Lâm Đống Quốc bước lên bục, sau khi thao tác trước máy tính một hồi thì nhấn nút, không lâu sau, trên màn hình lớn xuất hiện tư liệu của đồng chí Đằng Các. Ha ha ha, không xem thấy, đồng chí Diệp Phàm. Tuy nói năm 2003 đồng chí Đằng Các mới đạt đến khai nguyên ngũ đẳng. Tuy nhiên, anh ta có kỳ ngộ, ở năm 2004 đã đột phá cảnh giới khai nguyên lục đẳng. Hơn nữa, chính vì anh ta đột phá tới khai nguyên lục đẳng rồi. Cho nên, tổ đã đặc biệt đề bạt quân hàm của anh ta lên đại tá. Hiện tại đồng chí Diệp Phàm đã biết rõ chưa? Những tài liệu này không có thành phần giả dối chứ đồng chí Diệp Phàm. Dương Quốc Đào nở nụ cười, chèn ép Diệp Phàm. Đúng vậy, tháng 6 năm 2004 đồng chí Đằng Các mới lên đại tá. Mà hiện giờ là tháng 2 năm 2005.
Mới được mấy tháng, ha ha, hơn nửa năm một chút. Tốc độ thăng cấp này phỏng chừng còn nhanh hơn cả tên lửa. Tôi không rõ lãnh đạo trong tổ nghĩ gì, cái này, rõ ràng là có gì đó phải không? Diệp Phàm cũng rất thản nhiên cười, chất vấn. Dương Quốc Đào lập tức câm bặt, nhìn Cung Khai Hà, mà những đồng chí khác cũng đều nhìn Cung Khai Hà. Theo lý mà nói lần này đề cử danh ngạch thiếu tướng, đồng chí đẳng cấp không đủ tư cách. Tuy nhiên, chuyện này là có nguyên nhân. Cung Khai Hà nói xong ngừng lại, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Chỉ có điều, tuy nói tất cả mọi người đều phục tùng mình nhưng Cung Khai Hà biết, hôm nay không nói rõ ràng. Trước tiên là không qua được cửa ải Diệp Phàm này, thằng danh này nhất định sẽ gây sự, đến lúc đó gây sức ép xuống, cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Nguyên nhân trong đó là thế này, tất cả các đồng chí đang ngồi đây đều biết. Trận núi xương bối thực lực của chúng ta bị hao tổn tương đối nghiêm trọng. Tuy nhiên, sự hao tổn nghiêm trọng này thực ra không thành vấn đề. Mấu chốt vấn đề là chúng ta đến bây giờ còn chưa tìm ra được chiếc chìa khóa còn lại có thể mở ra bí mật của núi xương bối. Đồng chí Diệp Phàm phát hiện ra bí mật của núi xương bối sớm nhất là liên quan đến một vài sự vụ bí mật lớn của quân quan Đông Nhật Bản bỏ chạy trước giải phóng. Có liên quan đến an toàn quốc gia, cho nên, nhất định phải mở ra bí mật này. Tuy núi xương bối hiện tại ở dưới sự khống chế của chúng ta, nhưng tổ thần đạo của Nhật Bản cùng một số tổ chức đặc công của các nước khác chưa từng ngừng lại việc dò hỏi về núi xương bối. Bọn họ thông qua các loại thủ đoạn muốn dò hỏi bí mật của núi xương bối. Chẳng qua chúng ta hiện tại phái được một đoàn ở binh lực, do báo săn đi đầu trong việc canh gác núi xương bối. Bọn họ cũng không dễ xuống tay. Tuy nhiên, bí mật núi xương bối trước khi chúng ta không mở ra được thì như mũi nhọn ngạnh lưng, tổ chúng ta cũng không yên tâm nổi. Cho nên, mở ra bí mật của núi xương bối, là vấn đề năm nay chúng ta nhất định phải giải quyết. Mà lúc đầu một trong hai chiếc chìa khóa cũng là đồng chí Diệp Phàm đi đến Ma Cung đại chiến ở Nhật Bản mang về. Mà chiếc chìa khóa còn lại trước kia nghe nói ở trong tay một người anh. Hiện tại đã nhận được tin tình báo chứng thực, chiếc chìa khóa còn lại chính xác đang ở nước Anh. Chẳng qua tổ đang phát thảo kế hoạch cướp chiếc chìa khóa đó. Mà đồng chí cung cấp thông tin này chính là đồng chí Đằng Các. Mọi người đều không biết một điều, đồng chí Đằng Các vì dò hỏi ra tin tức này đã phải trải qua cửu tử nhất sinh. Tự mình cải trang, hơn nữa còn phẫu thuật khuôn mặt, thâm nhập vào bên trong mới có thể thu được tài liệu trực tiếp. Để làm tốt chuyện này, đồng chí Đằng Các ngay cả lỗ tai của đồng chí cũng mất đi một nửa. Anh ấy rất cẩn thận, chẳng qua chỗ cất giấu chìa khóa quá bí mật hơn nữa còn phái cao thủ trông coi. Chúng tôi nhất thời cũng sợ ném chuột làm vỡ đồ, không dám ra tay. Tuy nhiên, việc này lại không thể tiếp tục chỉ sợ tình huống có biến, hoặc là bọn họ thay đổi nơi cất giấu chìa khóa, vậy thì chúng ta liền toi công vô ích. Đồng chí Đằng Các phát hiện ra vấn đề làm tổ chúng ta đau đầu đã nhiều năm. Cho nên, công lao của anh ấy không thể không được chú ý đến. Lần này tổ mới đặc cách đồng ý xếp anh ấy vào danh sách đề cử đợt 2. Về phần nói có thể thông qua được không, chúng ta hiện giờ không phải đang thảo luận hay sao? Đương nhiên, công lao đồng chí Đằng Các không thể không được chú ý, nhưng hai đồng chí còn lại cũng không thua kém. Đặc biệt đồng chí Tiền Sâm núi Đại Hùng, ấn tượng của mọi người đối với anh ấy có lẽ không sâu sắc lắm. Đúng là như thế. Đồng chí này vẫn luôn chú trọng làm việc một cách thực tế. Lặng lẽ canh gác ở căn cứ núi Đại Hùng mười mấy năm rồi. Anh ấy không có gì long trời lở đất, nhưng, các đồng chí hẳn đều hiểu được tầm quan trọng của núi Đại Hùng đối với quốc gia. Tôi sẽ không nói nhiều nữa, các vị cứ tiếp tục thảo luận. Lời này Cung Khai Hà nói ra thực ra rất sâu xa. Đồ ngốc cũng có thể nghe ra, Cung Khai Hà đã đặt trọng tâm lên Tiền Sâm. Mà Đằng Các ấy à, chỉ là người được nể mặt thôi. Quả nhiên, Tây Môn Đông Hồng lập tức liền thuận thế tạo đà. Ông ta thở dài, tiếng thở dài này tương đối vang dội. Khiến ánh mắt của toàn bộ đều dồn hết về phía đó, ông ta nhìn mọi người một cái mới nói. Kỳ thực mọi người có lẽ vẫn chưa rõ một điều. Đồng chí Tiền Sâm tuy vẫn luôn lặng lẽ canh gác tại núi Đại Hùng. Nhưng, trong lúc đó, anh ta còn âm thầm làm rất nhiều nhiệm vụ cho tổ chúng ta. Tỷ như, trong trận chiến đảo Xà Lạp Cách Ưng. Người phụ trách âm thầm tiếp ứng chính là anh ta. Ví dụ như trận chiến ở Sahara, bề ngoài các vị cũng không thấy được bóng dáng Tiền Sâm. Mà tiếp ứng các đồng chí chính là Hồng Giang và Phổ Hải đạn đạo khu trục hạm hiện đại nhất của quân ta. Tại sao lúc trước lại có nhiều tàu ngoại quốc khả nghi cứ đi theo Hồng Giang và Phổ Hải? Là do bề ngoài,
quân ta phái đi thêm mấy tàu quân hạm lấy lý do diễn tập để đi tiếp ứng. Rồi sau đó không còn thấy tăm hơi mấy con tàu ngoại quốc khả nghi đó nữa. Tại sao lại thế? Rất nhiều đồng chí có thể sẽ nói, nhất định là do quân ta đã phái ra nhiều tàu quân hạm dọa bọn họ sợ hãi. Kỳ thực đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Mọi người ngẫm lại mà xem, tàu mẹ của Hoa Kỳ đều đang chạy trên biển, chẳng lẽ người ta lại sợ mấy chiến hạm của chúng ta sao? Nguyên nhân chân chính là tàu ngầm Tiền Sâm phụ trách dưới nước đã có tác dụng. Tàu ngầm mới nhất của chúng ta không thể không khiến chiến hạm của một số quốc gia có tính toán kín đáo phải nhượng bộ lui binh. Mặt khác, còn rất nhiều lần hành động đều có bóng dáng của những anh hùng dưới nước do đồng chí Tiền Sâm phụ trách. Bọn họ là những anh hùng không có tiếng tăm. Hơn nữa, nhiều năm ở dưới nước, điều kiện cuộc sống gian khổ, đối với những đồng chí tình nguyện hy sinh này, chúng ta lúc bàn về luận công ban thưởng, đề bạt hoặc thăng hàm tuyệt đối không thể quên bọn họ. Bằng không, chính là không công bằng đối với họ. Nếu khiến cho bọn họ oán hận, đây chính là tai họa ngầm đối với đất nước chúng ta, mà cũng tồn tại một vấn đề lớn đối với bản thân tổ đặc nhiệm A chúng ta. Lời này Tây Môn Đông Hồng nói rất hay. Đúng vậy. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, hơn nữa cũng tương đối vang dội, nhưng thật khiến Tây Môn Đông Hồng và Cung Khai Hà đều có chút nghi hoặc nhìn tên này một cái, sau đó, Diệp Phàm nói. Những anh hùng dưới nước không có tiếng tăm gì này rất đáng được chúng ta luận công ban thưởng. Nhưng, chẳng lẽ những anh hùng trực tiếp đổ máu trên tiền tuyến, thậm chí bỏ ra sinh mạng chúng ta lại không cần luận công ban thưởng sao? Đúng vậy, trong trận chiến Sahara Đới Thành tôi là thành viên đội thứ nhất xông vào. Tôi tận mắt nhìn thấy những anh hùng của chúng ta chiến đấu vô cùng hăng hái. Thiếu cái tay gãy cái chân là chuyện nhỏ, mất đi sinh mạng trong máu lửa chiến tranh cũng là thông thường. Ở Sahara, địa hình kiểu này cùng tính chất phức tạp của hiện trường, trên cơ bản những đồng chí của chúng ta đều phải liều mình xông pha. Tuy nói thân thủ của chúng tôi coi như cũng được, nhưng dù sao chúng tôi cũng không phải thân thể kim cương bất toại, chúng tôi vẫn ăn ngũ cốc hoa màu. Một viên đạn bắn tỉa, một chưởng đập xuống liền có thể đoạt mạng chúng tôi. Bọn họ đã dùng nghị lực kiên cường nhất chiến đấu với đội viên đặc chiến ngoại quốc, ít nhất, so sánh với công tác ngầm, bọn họ càng phải trả giá nhiều hơn. Nói về thương vong, căn cứ núi Đại Hùng đã hy sinh bao nhiêu đồng chí. Đương nhiên, tôi cũng nói các đồng chí núi Đại Hùng rất dễ thở, nhàn nhã. Mà ngược lại, bọn họ không hề nhàn nhã, hơn nữa còn gánh vác trách nhiệm trọng đại của Tổ quốc. Tôi chỉ đang nói sự thật, trong ba đồng chí này thì đồng chí Trương Cường biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Những gì đã lâu rồi không nói làm gì, trong những hành động mấy năm gần đây đều có bóng dáng của anh ấy. Hơn nữa, đều là một trong những người phụ trách hành động quan trọng. Đồng chí Đới Thành đúng là đã đồng ý giúp đỡ, trực tiếp nêu tên Trương Cường rồi. Đồng chí Trương Cường đã từng là một trong những nhân tài đắc lực của Thiết Chiêm Hùng, đã ở trong báo săn mười mấy năm. Từ thiếu tá đến trung tá và bây giờ là đại tá. Mà chức vụ cũng từ trung đội trưởng lên phó sư trưởng. Hơn nữa, còn là một trong những đại đội trưởng đoàn cảnh vệ trung ương nước Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Lang Phá Thiên. Chức vụ cực kỳ có tính thách thức. Điều này nói rõ, trên chiến trường ngầm, đồng chí Trương Cường là một người tài giỏi. Nhưng ở phần mềm, trên chức vụ vệ sĩ càng cần phải động não hơn, đồng chí Trương Cường cũng tương đối phù hợp với chức vụ. Anh ấy là một đồng chí mà năng lực trên các phương diện đều nổi trội. Kê Vĩnh Viễn nói, Diệp Phàm trong lòng lấy làm lạ, cũng không hiểu đồng chí Lão Thiết thuyết phục được tướng quân Kê Vĩnh Viễn thế nào. Xét về tầm quan trọng của chiến lược cùng với độ uy hiếp, chức vị của đồng chí Tiền Sâm vẫn quan trọng hơn một chút. Bí mật mà đồng chí Tiền Sâm canh giữ là một trong những bí mật quan trọng nhất của nước Cộng Hòa. Hơn nữa, xét về tuổi tác kinh nghiệm và lý lịch, đồng chí Tiền Sâm cũng có thể được đề bạt. Mà Trương Cường mới có 30 mấy tuổi, thăng quân hàm thiếu tướng liệu có phải có hơi nóng vội hay không? Tôi thấy, có thể để vài năm rồi nói sau. Tây Môn Đông Hồng thấy tình huống không tốt lắm, vội vàng nhảy ra nói giúp Tiền Sâm. Chương 2462, kết quả bỏ phiếu bất ngờ. Lời đó sai rồi, không cần nói những thứ khác, nhiệm vụ của đồng chí Trương Cường bây giờ là bảo vệ lãnh đạo quốc gia. Cái này, chẳng lẽ không quan trọng hơn chức vị và trách nhiệm của đồng chí Tiền Sâm? Diệp Phàm đột nhiên mở miệng, một câu nói ra, mặt Tây Môn Đông Hồng khẽ biến sắc. Lời này mà vào tai lãnh đạo thì còn có thể yên ổn sao, hơn nữa, Đới Thành đại biểu của 9 lãnh đạo lớn đang ngồi lù lù ở đây. Huống chi, xem thái độ hôm nay, Đới Thành dường như có ý giúp đỡ Diệp Phàm rồi. Cho nên, Tây Môn Đông Hồng vội vàng nói.
Đồng chí Diệp Phàm, anh xuyên tạc ý của tôi. Tôi xem xét dựa trên chỉnh thể. Đương nhiên, xét trên phương diện trách nhiệm và chức vụ, tính chất công tác của đồng chí Trương Cường quan trọng hơn một chút. Nhưng, tôi muốn nói, đây chỉ là hai phương diện ngành nghề khác nhau mà thôi. Một bên là người, một bên là quốc gia. Công việc không phân biệt sang hèn, đều quan trọng như nhau cả. Ví dụ như tổ chúng ta, bộ đội ngoại vi làm việc vặt có quan trọng không? Có một số đồng chí có lẽ sẽ có tâm lý coi thường, kỳ thực, tôi cảm thấy, bọn họ khá quan trọng. Nếu như không có bọn họ, có lẽ, nhiệm vụ của chúng ta sẽ gặp phải thất bại. Nói đơn giản, đội viên chính thức bị thương có phải làm cần đến bọn họ đưa về nước hay không? Nếu như không có sự trợ giúp của bọn họ, thương vong của đội viên chúng ta sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ví dụ như chuyên gia tổ khoa học năng lượng, đại đa số bọn họ đều không có bản lĩnh. Đơn thuần chỉ là học giả, bọn họ không quan trọng sao? Nếu như không có bọn họ, chúng ta lấy đâu ra giày phòng lôi công nghệ cao với một loạt các thiết bị hiện đại trang bị cho các đội viên? Chẳng những nâng cao năng lực tác chiến của các đội viên lên gấp nhiều lần, mà còn giảm thiểu thương vong của các đội viên trong tổ. Xét về mặt khác, cũng thúc đẩy ổn định an ninh quốc gia. Cho nên, xét về sự điềm đạm, đồng chí Tiền Sâm khá thích hợp. Không ngờ đồng chí Lan Viễn Kim lại có thể phun ra một câu như vậy. Nếu công tác đã không phân biệt sang hèn, vậy công việc của đồng chí Đằng Các có phải độ nguy hiểm cao hơn không? Chẳng những lúc nào cũng phải đề phòng bị địch tấn công, mà còn, vì công việc, đồng chí Đằng Các thậm chí còn hy sinh thân thể của bản thân. Tinh thần hy sinh hạnh phúc của bản thân cho cuộc sống của mọi người này khiến Dương Quốc Đào tôi bội phục không thôi. Hơn nữa, Tổ trưởng Cung cũng đã nói qua. Bí mật núi Sương Bối là một trong những đại sự năm nay của tổ chúng ta, nhất định phải tranh thủ giải quyết triệt để trong năm nay. Không có đồng chí Đằng Các vất vả cực nhọc thì chúng ta không thể nhìn thấy chút hy vọng nào. Cho nên, đồng chí Đằng Các là đồng chí nổi trội nhất trong ba đồng chí. Đặc cách đề bạt anh ấy là điều nên làm. Dương Quốc Đào liếc nhìn Lan Viễn Kim một cái, lập tức chọc ngang một gậy. Vậy cũng chưa chắc, trước khi bí mật núi Sương Bối còn chưa mở ra ai cũng không thể khẳng định bí mật liên quan đến chiếc chìa khóa đó mà đồng chí Đằng Các biết được là bí mật thật sự. Chỉ đến khi chúng ta dùng chiếc chìa khóa đó mở ra bí mật của núi Sương Bối, đến lúc đó, đồng chí Đằng Các mới thật sự lập công. Không cần nói những người khác, ngay cả Diệp Phàm tôi cũng nên khâm phục anh ta. Diệp Phàm nói. Vậy anh cũng không thể khẳng định bí mật đồng chí Đằng Các biết không phải là sự thật phải không? Đồng chí Diệp Phàm, làm gì cũng cần coi trọng chứng cớ. Lan Viễn Kim không ngờ lại phản bác Diệp Phàm. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu, người này dường như e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đâm bị thóc chọc bị gạo, dường như đang cố làm tình hình thêm rối rắm. Đúng vậy, tôi cũng đang muốn trả những lời này lại cho đồng chí Viễn Kim. Chẳng lẽ anh có thể đưa ra chứng cứ chứng minh bí mật của đồng chí Đằng Các là bí mật thực sự sao? Chỉ cần đồng chí Viễn Kim có thể đưa ra, Diệp Phàm tôi tâm phục khẩu phục, tối nay sẽ không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Diệp Phàm cũng nhìn Lan Viễn Kim chăm chăm, cứng rắn nói. Vừa rồi Tổ trưởng Cung có nói qua, tính chân thực mà bí mật đồng chí Đằng Các biết có 8 phần 10. Chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm hoài nghi quyết định của Tổ trưởng Cung? Hơn nữa, tôi nghe nói bí mật này đã được các chuyên gia của tổ và một số nhân vật quan trọng nghiên cứu xác nhận. Chẳng lẽ đồng chí Diệp Phàm hoài nghi năng lực của tổ đặc nhiệm A? Huống chi, quyết định của tổ chẳng lẽ lại là qua loa hay sao? Đồng chí Diệp Phàm, anh không tin lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A chúng ta phải không? Lan Viễn Kim cũng giận rồi. Trực diện, hơn nữa còn rất hiểm hóc, bức Diệp Phàm về phía đối địch với toàn thể thành viên của tổ. Đúng vậy. Rõ ràng đồng chí Diệp Phàm cho rằng mắt nhìn của tổ chức đoàn thể tổ chúng ta không tốt, còn không bằng mắt nhìn của anh ta. Tôi nói rồi, đồng chí Diệp Phàm thích công tác ở chính quyền địa phương mà không thích toàn tâm toàn ý công tác ở tổ đặc nhiệm A. Tư tưởng thân tại doanh tào lòng tại Hán này có chút vấn đề đấy. Đối với những đồng chí thế này, tôi rất không hiểu tại sao tổ chúng ta vẫn có thể để anh ấy tiếp tục ở trong tổ làm việc treo đầu dê bán thịt chó. Công tác của tổ đặc nhiệm A rất nghiêm túc. Không thể có chút sơ sẩy nào, một khi vì điều đó mà gây ra chuyện thì hối hận đã muộn. Dương Quốc Đào lập tức lên tiếng, kết bè với Lan Viễn Kim bắt đầu công kích Diệp Phàm. Ha ha, tôi thật đúng là cầu còn không được. Đồng chí Quốc Đào, tôi cảm ơn anh đã đưa ra vấn đề này. Chỉ cần Tổ trưởng Cung phê chuẩn, Diệp Phàm tôi không nói lời thứ hai lập tức từ bỏ mọi chức vụ, chuyên tâm công tác tại địa phương. Không bao giờ làm việc treo đầu dê bán thịt chó nữa.
so sánh này của đồng chí Quốc Đào rất sâu sắc. Nói công tác của tổ thành treo đầu dê, vậy chúng ta ngồi đây đều thành con dê nhỏ cả rồi. Còn công tác chính phủ thành bán thịt chó, lãnh đạo lớn nhất trong chính phủ hẳn là chủ tịch Đường của chúng ta, vậy chủ tịch Đường không phải thành người bán thịt chó rồi hay sao? Cho nên, để tránh loại chuyện này tôi thận trọng xin tổ trưởng cung có thể phê chuẩn cho tôi trở về địa phương chuyên tâm làm việc. Tôi bây giờ lập tức xin ủy ban thường vụ tổ đặc nhiệm A phê chuẩn. Kỳ thực, vấn đề này luẩn quẩn trong đầu tôi từ rất lâu rồi. Cứ tiếp tục thế này không có lợi với việc chuyên tâm công tác, hơn nữa cũng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đối với cơ thể tôi. Cho nên, nếu hôm nay đồng chí Quốc Đào cũng cảm thấy tôi đứng trong đội ngũ tổ đặc nhiệm A là không thích hợp, bất lợi với việc triển khai công tác, cho nên, hiện tại tôi liền xin được phê chuẩn. Diệp Phàm vừa nói xong, lập tức cầm bút viết lên giấy mấy dòng chữ đưa về phía Cung Khai Hà, nói. Tổ trưởng Cung, đây là đơn từ chức của tôi. Đồng chí Diệp Phàm, tôi muốn nói rõ ràng với anh, Cung Khai Hà tôi tuy là người phụ trách tổ đặc nhiệm A, nhưng tôi cũng không có quyền lực phê chuẩn đơn từ chức của anh. Hơn nữa, tôi cũng không hy vọng anh từ chức. Cung Khai Hà vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, hung hăng trợn mắt nhìn Lan Viễn Kim và Dương Quốc Đào một cái. Thế nhưng không từ chức không được, cái lỗ tai này của tôi ngày ngày nghe cũng không chịu nổi. Huống chi, đồng chí Quốc Đào còn làm công tác chính trị tư tưởng. Nếu như ngày ngày lấy tư tưởng chính trị ra làm lý do nói Diệp Phàm tôi thân tại doanh tào lòng tại Hán, Diệp Phàm tôi đây sẽ thành cái gì? Trở thành một đồng chí có vấn đề nghiêm trọng về tư tưởng, ăn ở hai lòng, không có trách nhiệm. Diệp Phàm tôi vốn không phải đồng chí như thế. Tôi không muốn lại phải chịu một tội danh không có căn cứ như vậy. Tội danh này ép đến tôi không thể hít thở nổi. Diệp Phàm muốn chèn ép lại, tin rằng Cung Khai Hà cũng hiểu, tất nhiên là lấy đấy làm cớ ép chuyện của Trương Cường rồi. Đồng chí Diệp Phàm, chức vụ và thân phận của anh là do quốc gia đã suy nghĩ thận trọng mới ra quyết định. Về phần nói biểu hiện tư tưởng chính trị, Diệp Phàm anh còn hài lòng thì chúng ta ngồi đây có đồng chí nào có thể nói là một lòng. Có nhiệm vụ trọng đại nào không phải do anh làm người chỉ huy chính ra ngoài chấp hành. Hơn nữa, lần nào cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc. Một số đồng chí nếu muốn nhiều chuyện thì nhiều chuyện một lần là được rồi. Nếu còn nhiều chuyện lần nữa đới thành tôi sẽ phản ánh vấn đề của một số đồng chí với thượng cấp. Những chuyện này vốn không phải vấn đề của vấn đề lại bị một số đồng chí đổi trắng thay đen toàn bộ. Sự trung thành của đồng chí Diệp Phàm đối với đảng và quốc gia đới thành tôi tận mắt nhìn thấy. Tin chắc rằng đại bộ phận các đồng chí ngồi đây đều thấy được, bao gồm cả đồng chí Khai Hà. Đới thành tức giận, anh ta hiểu rõ trọng lượng của Diệp Phàm trong lòng chủ tịch Đường. Tự nhiên sẽ thẳng thắn phản bác đồng chí Dương Quốc Đào. Lời này của đới thành vừa nói ra, Dương Quốc Đào chép miệng cũng không dám nói thêm gì nữa. Những lời này của đới thành nói rất nghiêm túc, muốn phản ánh chuyện này với thượng cấp. Thượng cấp của đới thành lại chính là ủy ban cửu cự đầu. Đầu Dương Quốc Đào có lớn hơn nữa cũng không dám nói rông dài nữa. Đương nhiên, đối với biểu hiện quỷ dị của đới thành, Dương Quốc Đào lại suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lời giải đáp. Phản ánh với ủy ban cửu cự đầu là chuyện nghiêm trọng thế nào chứ? Đó khẳng định là đại sự, ngay cả đới thành cậu ta tuyệt không dám dễ dàng nói ra những lời này. Ừ, vấn đề nào không cần hoài nghi, đồng chí Diệp Phàm không thể từ chức. Tổ đặc nhiệm A cần những cao thủ vừa trẻ tuổi mà công lực lại cao những anh. Tính đặc thù của công tác của đồng chí Diệp Phàm cũng đã được thượng cấp tổ chức đồng ý. Một số đồng chí lại lấy việc này ra mà nói, thì thật không hay chút nào. Một khi xảy ra chuyện trọng đại cần đến đồng chí Diệp Phàm, chẳng lẽ một số đồng chí nhiều chuyện tự mình đứng ra giải quyết? Kế Vĩnh Viễn cũng nói với vẻ nghiêm túc. Tôi thích sánh vai cùng chiến đấu với đồng chí Diệp Phàm, có anh ấy tôi cảm thấy rất yên tâm. Thôi Kim Đồng nói thẳng, không hối hận. Ừ, trong nhiều lần hành động của tổ đặc nhiệm A biểu hiện của đồng chí Diệp Phàm rất xuất sắc. Ngay cả Tây Môn Đông Hồng cũng không thể không thừa nhận năng lực của Diệp Phàm. Đương nhiên, lời của Tây Môn Đông Hồng nhỏ hơn rất nhiều. Đồng chí Diệp Phàm thấy không, tất cả mọi người đều tín nhiệm anh. Chuyện từ trước này không cần nói đến nữa. Cung Khai Hà nói, nếu tất cả mọi người đã tín nhiệm tôi như vậy, lời mọi người nói cũng đã khẳng định thành tích mà tôi đã tạo ra. Tôi cũng không khoe khoang nữa, vậy tại sao đề cử của tôi lại khiến một số đồng chí rất không coi trọng? Có thể nói thế này, Diệp Phàm tôi trải qua 10 lần hành động có 9 lần Trương Cường là một trong những người tài đắc lực nhất của tôi. Mỗi hành động có thể thành công mỹ mãn, không thể không tính đến công lao của đồng chí Trương Cường.
Nếu đại đa số các đồng chí đều khẳng định Diệp Phàm tôi, vì sao không thể khẳng định đồng chí Trương Cường? Đồng chí Trương Cường hiện tại trúng độc rất nghiêm trọng, thậm chí còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Độc của Tam độc giáo thật đáng sợ, ngay cả tôi tạm thời cũng có chút bó tay, không có cách nào. Chỉ có thể chữa trị dần thôi. Tuy nhiên, tôi đã kết hợp cùng đồng chí Vương Thành Trạch kiểm tra cẩn thận. Anh ấy cũng cho rằng, độc của đồng chí Trương Cường mặc dù có thể giải, phỏng chừng một thân công lực của cậu ấy không chừng cũng bị mất. Cho nên, ngày đồng chí Trương Cường được giải độc cũng chính là ngày cậu ấy phải rời khỏi tổ đặc nhiệm A. Vì sao trước khi đồng chí Trương Cường rời đi chúng ta không thể an ủi đồng chí ấy một chút? Đây là kết cục của một cựu đội viên sao? Diệp Phàm dựa vào lợi thế mà chèn ép, những lời này nói cũng rất cảm động. Được rồi, như vậy đi, chuyện của đồng chí Đằng Các vẫn chưa giải quyết xong hoàn toàn. Một khi bí mật núi xương bối giải quyết xong, có thể xác định đúng là bí mật mà đồng chí Đằng Các cung cấp có tác dụng. Lần thăng hàm sau người đầu tiên cung khai hà tôi đề cử sẽ là đồng chí Đằng Các. Về phần đồng chí Trương Cường, chính như đồng chí Diệp Phàm đã nói, cũng nhiều lần chiến đấu, mang lại không ít công lao. Nhưng suy xét tình hình trong tổ, cũng không phải tổ không coi trọng sự đề cử của đồng chí Diệp Phàm, mà là tổ còn có suy tính của tổ. Ba vị đồng chí đều xuất sắc, nhưng danh ngạch lại có một. Dù sao cũng phải chọn lấy một người phải không? Như vậy đi, các đồng chí đều có cách nghĩ của mình. Cứ thế này cũng không có kết quả gì. Tốt hơn là giơ tay biểu quyết theo quy củ cũ. Cung khai hà nói, tuy nhiên, nói cho cùng là cả Đằng Các và Trương Cường đều bị loại bỏ. Kết quả lại tương đối quỷ dị, ngay cả đồng chí cung khai hà cũng được mở rộng tầm mắt.